Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 271, vấn đề dạy vỡ lòng cho đám thổ dân. Tờ vô cực truy sát lệnh giả này chỉ là mồi nhử công tử Hải dùng để dụ dỗ tên bịt mặt kia tới tấn công Tống Thư Hàng mà thôi. Thật tình, chẳng lẽ hắn không thể động não được à? Sao vô cực truy sát lệnh lại viết trên một tờ giấy trắng bình thường được kia chứ? Ha ha, công tử Hải khống chế gã béo kia xé nát tờ giấy vô cực truy sát lệnh giả này. Sau đó, hắn vói tay cầm lấy cây châm cài ở sau đầu kia, rút nhẹ một cái. Châm cài vừa mới rút ra thì liên lạc giữa hắn và gã trung niên kia đã bị cắt đứt ngay. Gã đàn ông trung niên kia cầm cây châm cài, lại ngã vật ra đất, hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại thì cùng lắm chỉ cho rằng mình uống rượu say, nên chạy lên trên một nóc nhà ngủ gục mà thôi. Có khi lại cảm thấy vui mừng vì nhặt được một cây châm cài ở trong tay ấy chứ. Còn ở trong phòng của Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối nhoẻn môi, mỉm cười vui vẻ, hóa ra là người của Vô Cực Ma Tông à, ta vẫn luôn muốn tìm xem tổng bộ của Vô Cực Ma Tông ở nơi nào. Có lẽ lần này sẽ tìm thấy được manh mối rồi đây. Tinh thần chấn nhiếp của Bạch Tôn giả sao có thể đơn giản như thế được chứ? Sáng sớm hôm sau, Tống Thư Hàng ngủ thẳng giấc tới tận 8 giờ mới thức dậy. Nửa đêm hôm qua lăn lại cả buổi trời, khiến hắn hơi mệt, nên cũng ngủ lố giấc một chút. Tỉnh rồi à, Bạch Tiền Bối quay lại cười hỏi. Lúc này, Bạch Tiền Bối đang mở máy tính, vừa xem phim vừa buôn chuyện trong nhóm. Bộ phim kia mẹ ơi, là series phim Fast and Furious. Tống Thư Hàng rất muốn nhào tới đổi phim Bạch Tiền Bối đang xem thành kênh an toàn giao thông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có vài vị tiền bối đang trồi lên buôn chuyện ở trong nhóm. Lúc Bạch Tiền Bối nghiêng người qua thì Tống Thư Hàng đúng lúc nhìn thấy phụ chủ Thất Sinh Phù đang nhờ mọi người trong nhóm giúp đỡ, các đạo hữu trong nhóm, ai gửi giúp một giáo viên dạy ngữ văn tới cho ta được không? Bực mình quá đi mất. Phụt, Tống Thư Hàng mới thấy dòng này xong là phun ra ngay. Gửi một giáo viên dạy ngữ văn qua là sao? Tiền bối, giáo viên dạy ngữ văn là con người chứ có phải đồ vật đâu, không thể gửi chuyển phát nhanh được đâu. Đợi đã. Vũ Nhu Tử và Tô Thị A Thập Lục đều tự gửi bản thân mình tới mà. Chẳng lẽ, theo như các vị tiền bối trong nhóm nghĩ thì chuyển phát nhanh có thể gửi cả người sống luôn à? Tạo hóa Pháp Vương, Thất Sinh đạo hữu gặp phải chuyện gì thế? Sao lại cần gửi giáo viên ngữ văn tới làm gì? Quả nhiên, thứ mà mấy tiền bối trong nhóm tò mò chính là, gửi giáo viên ngữ văn tới làm gì, chứ không phải có thể gửi giáo viên ngữ văn tới được à? Quả nhiên là nhận thức của các tiền bối về chuyển phát nhanh có vấn đề mà. Vấn đề này hơi nghiêm trọng đấy, nói không chừng sẽ mất mạng như chơi. Lúc này, Bắc Hà Tán Nhân lên tiếng, theo như phần trí nhớ mà ta vẫn chưa quên, thì ta nhớ loáng thoáng là Thất Sinh đạo hữu người đang ở trên một hòn đảo nhỏ nào đó của thế giới, dạy thổ dân trên đó học chữ mà nhỉ. Hay là trong quá trình dạy chữ có vấn đề gì à? Thôi đừng nhắc nữa mà làm gì, đám thổ dân này ngu như chó ấy. Ta vất vả lắm mới dạy cho bọn họ đọc được Tam Tự Kinh. Nào ngờ ngoảnh đi một cái là bọn họ lại quên mất. Mặc kệ ta đánh phạt bọn họ mạnh cỡ nào, hoặc là treo lên đánh thì cũng vô dụng. Tới bây giờ, đám thổ dân này vẫn không thể phát âm chuẩn được, lại còn hay quên cách đọc nữa. Sắp 2 tháng tới nơi rồi, riêng câu mở đầu của Tam Tự Kinh thôi mà bọn họ còn quên mãi, cứ đọc thành, nhân chi sơ, say đậu hủ. Say cái con khỉ gì, ta có dạy bọn họ đọc như thế đâu mà. Phủ chủ Thất Sinh Phù gào lên như sắp phát điên mất rồi. Hắn vừa mới nói xong thì lập tức có một ID ngoi lên trong nhóm Cửu Châu số 1. ID tên, ta là Tiểu Đậu Đậu, chủ nhân của Hoàng Sơn Ngu Ngốc, lên tiếng, gâu gâu, Thất Sinh à, ta không thể xem như không nghe thấy mấy câu ngươi vừa nói được, cái gì gọi là ngu như chó hả? Ta cắn chết ngươi bây giờ, gâu gâu, phủ chủ Thất Sinh Phù. Ta là Tiểu Đậu Đậu, chủ nhân của Hoàng Sơn Ngu Ngốc, gâu gâu, xin lỗi đi, mau xin lỗi Đậu Đậu ta và toàn bộ yêu khuyển trên thế giới này đi. Không thì ta cắn chết ngươi bây giờ. Phủ chủ Thất Sinh Phù, A còng Hoàng Sơn Chân Quân, Đậu Đậu nhà ngươi ngoi lên kìa. Hoàng Sơn Chân Quân nhanh chóng xuất hiện, nhưng cũng cạn lời, chỉ gửi lên có một hàng dấu chấm. Phủ chủ Thất Sinh Phù, nhìn tên của Đậu Đậu nhà ngươi đi. Hoàng Sơn Chân Quân. Bắc Hà Tán Nhân cười lớn, A còng Thư Sơn áp lực đại, Đậu Đậu có đang ở bên cạnh ngươi không? Cuồng Đao Tam Lãng, ID của Đậu Đậu kìa. Ha 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 ha, cười phọt cất mất. Đậu Đậu nó thành chủ nhân của Hoàng Sơn Ngu Ngốc từ khi nào thế? Bắc Hà Tán Nhân, Tam Lãng đạo hữu,
Ai cần giơ tay tạm biệt. Cuồng đao tam lãng. Cuồng đao tam lãng, ôi mẹ ơi, ta copy nguyên CID của đậu đậu nên nhắn tin nhầm. Thông báo, cuồng đao tam lãng đã thu hồi một tin nhắn. Tam lãng vội vàng thu hồi tin nhắn trước đó lại. Cuồng đao tam lãng lại vội nói, Hoàng Sơn tiền bối, ngươi cũng thấy rồi đó, ta cũng là vô ý thôi. Xem như nể tình ta vô ý, lại nhanh chóng thu hồi tin nhắn lại, tha cho ta một lần đi nhé. Cộng thêm một cái ai cần làm nũng. Ha ha, Hoàng Sơn chân quân nói, muộn rồi. Hệ thống thông báo, cuồng đao tam lãng bị chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân cấm nói một giờ. Dù nói là muộn rồi, nhưng chỉ cấm nói cuồng đao tam lãng có một giờ mà thôi. Chấm chấm. Bạch tiền bối quay lại nhìn nhật ký chat trong nhóm, gật đầu thỏa mãn, các đạo hữu trong nhóm vẫn vui tươi như trước, thật là tốt. Vui tươi à, Tống Thư Hàng cười khan, hắn cảm giác đây là hành vi tự tìm đường chết mỗi ngày của tam lãng tiền bối, đợi lát đã tiền bối, cho ta mượn máy tính một lát. Được, Bạch tiền bối đứng lên. Tống Thư Hàng nhanh chóng dùng tài khoản của Bạch tiền bối gõ, đậu đậu, bây giờ ngươi đang ở đâu? Lập tức, mang tiểu hòa thượng kia về ngay cho ta. Ta là tiểu đậu đậu, chủ nhân của Hoàng Sơn ngu ngốc, dọa ta sợ vãi cớt, ta còn tưởng là Bạch tiền bối gửi tin đây, hóa ra là Thư Hàng ngươi đang dùng tài khoản của Bạch tiền bối à? Chậc chậc, Thư Hàng ngươi đúng là còn trẻ tuổi nên ngây thơ quá, có giỏi thì ngươi tới đây bắt ta đi. Tiếp theo, ta là tiểu đậu đậu, chủ nhân của Hoàng Sơn ngu ngốc lại nói, Tống sư huynh, ta là của đây. Nếu như ngươi không đánh ta sớm cứt thì ta sẽ cân nhắc xem có nên quay về sớm một chút không. Ngươi chỉ cần thề với tất cả người trong nhóm là được. Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha ha, hai đứa giỏi lắm. Ta là tiểu đậu đậu, chủ nhân của Hoàng Sơn ngu ngốc, bắt ta đi, giống như Hoàng Sơn ngu ngốc ấy, có ngon thì tới đây mà bắt ta về đi. Vân Du Tăng Thông Huyền. Vân Du Tăng Thông Huyền, ai cần lau mồ hôi, ai cần cầm dao. Vân Du Tăng Thông Huyền lặng lẽ lo cao. Tiểu hòa thượng của ở phía xa tít trông thấy hai ai cần mà Thông Huyền đại sư gửi lên xong thì sợ tới mức mặt mày tái mét, nó quên mất Thông Huyền phương trưởng cũng đang ở trong nhóm, bây giờ phải làm sao đây? Tới lúc đó, đừng nói là Thư Hàng sư huynh muốn đánh nó xón cứt, ngay cả Thông Huyền đại sư nhất định cũng sẽ đánh cho nó phọt cả cứt đái luôn ấy chứ. Hoàng Sơn chân quân, Thư Hàng tiểu hữu, ta sẽ sai người đưa đậu đậu và tiểu hòa thượng của về. Trước tiên cứ như thế đi. Sau đó, Hoàng Sơn chân quân dùng quyền của chủ nhóm, trước tiên xóa tên của đậu đậu. Tiếp theo, chân quân lại thi triển đại cấm ngôn thuật. Hệ thống thông báo, ta là tiểu đậu đậu, trung quyền của Hoàng Sơn đại nhân đã bị chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân cấm nói một ngày. Tống Thư Hàng. Sở dĩ đậu đậu nó biến thành như thế, chắc là không thể không bỏ qua công lao của Hoàng Sơn chân quân ấy nhỉ. Trò khôi hài do đậu đậu gây nên, rốt cuộc lấy đậu đậu và cuồng đao tam lãng bị cấm nói mà kết thúc, cộng thêm sản phẩm đặc biệt là tiểu hòa thượng mặt mày tái mét vì nhận được tin của Thông Huyền đại sư. Phủ chủ thất sinh phù, chủ đề bị lạc hơi bị xa rồi, đậu đậu nó lạc đề quá. Nói đi mà, ai có thể gửi giúp một giáo viên dạy ngữ văn tới cho ta nào, đang cần dùng gấp đây. Ta đã hoàn toàn bó tay với đám thổ dân này rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, ta cảm giác mình có nguy cơ tạo sát nghiệp mất. Bây giờ thanh kiếm trong tay ta đang run rẩy đây, đã sắp không nhịn nổi nữa rồi. Tống Thư Hàng vội dùng tài khoản của Bạch tiền bối trả lời, nhắc nhở tiền bối một cái, chuyển phát nhanh không thể gửi người được. Gia ó viên dạy văn cũng không phải hàng hóa, không thể gửi qua đường chuyển phát nhanh được. Sẽ chết người đấy. Không cần quan tâm mấy chuyện này, lỡ mà không được thì chuyển giáo viên dạy văn tới bằng máy bay cũng được nữa. Tóm lại là giải quyết vấn đề này giúp ta đi mà phủ chủ thất sinh phù rõ ràng đã bị đám thổ dân kia ép cho phát điên mất rồi. Tạo hóa Pháp Vương nói, có ai đầu tư vào trường học hay giáo dục không? Có thể phái một giáo viên qua, ta nhớ trong nhóm có một vị đạo hữu, hình như tên Túy Nhật thì phải. Công pháp mà vị đạo hữu này tu luyện quỷ dị quá, ta không nhớ đầy đủ tên của hắn nói. Dù sao thì cũng là vị đó, không phải trong số sản nghiệp của hắn có vài trường học à. Tiểu học, cấp 2, đến cả đại học cũng có nữa. Túy Nguyệt cư sĩ bị chỉ tên lặng lẽ trồi lên. Túy Nguyệt cư sĩ cũng bực muốn chết, công pháp của hắn rất đặc biệt, không tới huyền thánh bát phẩm thì không thể nào nhân tiền hiển thánh được. Về sau cũng thường xuyên bị mấy đạo hữu trong nhóm quên tuốt tuồn tuột. Bất chi bất giác, hắn lại biến thành một người trong suốt trong nhóm Cửu Châu số 1. Mặc kệ hắn lên kiếm cảm giác tồn tại cỡ nào đi nữa,
mặc kệ hắn gửi đủ loại bình luận và tài liệu trong không gian của nhóm ra sao, mặc kệ hắn lên buôn dưa khí thế cỡ nào, các đạo hữu vẫn thường xuyên quên mất hắn, dù không rõ vì sao. Dù biết đấy là do công pháp của mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy buồn rầu. Túy Nguyệt cư sĩ, thật xin lỗi, vì không thể nào khiến cho các vị đạo hữu nhớ được đạo hiệu của ta. Ai, trong tay của ta đúng là có vài trường học, nhưng bây giờ là lúc nghỉ hè, giáo viên cũng đã nghỉ từ lâu rồi. Ta sẽ đi liên hệ hỏi giúp phủ chủ thất sinh phù xem sao, nói không chừng nếu trả công hậu hĩnh thì sẽ có giáo viên dạy văn đồng ý xuất ngoại lên đảo nhỏ dạy thổ dân học tiếng Trung đấy, nhưng ta cũng không bảo đảm sẽ được đâu nhé. Xin cảm ơn Túy Nhật đạo hữu nhiều lắm. Phủ chủ thất sinh phù lệ nóng doanh trọng, đại ân đại đức của ngươi, ta sẽ ghi khắc trọn đời. Túy Nguyệt cư sĩ, thất sinh đạo hữu, ta là Túy Nguyệt đấy. Ai, không cầu báo đáp gì, chỉ cần nhớ kỹ đạo hiệu của ta là được rồi. Phủ chủ thất sinh phù, ai cần xấu hổ. Lúc này, Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một lúc rồi lại dùng tài khoản của Bạch Tiền Bối hỏi, thất sinh tiền bối, ta muốn hỏi thử, ngươi có dạy thổ dân dùng bính âm không? Nếu như có dùng bính âm thì chắc là sẽ dễ nhớ chữ hơn đấy. Bính âm, ta quên mất phụ này, phủ chủ thất sinh phù cười gượng hai tiếng đành chịu thôi, năm đó khi hắn học chữ Hán thì toàn học vỡ lòng bằng tam tự kinh thôi. Chương 272, miệng thì nhỏ nhưng mà rất ngọt. Năm đó khi phủ chủ thất sinh phù học chữ Hán thì đã làm gì có bính âm, cho nên khi học hắn học thế nào thì khi dạy bèn dạy cho đám thổ dân bản xứ kia y xì như thế. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến cái thứ gọi là ghép phần, không dạy chữ phồn thể cho đám thổ dân bản xứ nọ đã là may mắn lắm rồi. Thế nhưng, ta cứ nghĩ đến việc phải dạy đám thổ dân bản xứ này học ghép phần là lại thấy khó chịu. Để ta thử trước xem thế nào, nếu không được thì chờ Túy Nhật, à quên, chờ Túy Nguyệt đạo hữu gửi cho một giáo viên ngữ văn, phủ chủ thất sinh phù nói. Nói xong, dường như nhớ ra cái gì, hắn lại bổ sung. À đúng rồi. Nếu không tìm được giáo viên ngữ văn thì Thư Hàng tiểu hữu gửi bản thân ngươi tới cho ta luôn đi, mang cả huyết thần toàn theo luôn. Thế là chúng ta vừa hoàn thành giao dịch mà ngươi vừa giúp ta dạy đám thổ dân bản xứ kia ghép phần được, thế nào? Tống Thư Hàng. Gạch nối. Có phải mình nói sai cái gì không? Sao đang yên đang lành lại tự lọt hố thế này? Từ đầu đến cuối, mình chỉ lương thiện đề nghị phủ chủ thất sinh phù tiền bối dùng cách ghép phần để dạy đám thổ dân bản xứ học chữ Hán thôi mà. Không được, phải tự cứu mình thôi. Bằng không vạn nhất, Túy Tinh, tiền bối không tìm thấy giáo viên ngữ văn thích hợp, có khi phủ chủ thất sinh phù sẽ bay suốt đêm tới đây, dùng ga giường quấn mình lại rồi mang tới hòn đảo khỉ ho cỏ gáy giữa đại dương, để mình dạy văn cho đám thổ dân bản xứ kia mất. Còn Bạch tiền bối thì, đừng có mong ngài ấy sẽ ra tay giúp đỡ. Nói không chừng ngài ấy thấy thú vị, lại nổi hứng lên đi đảo cùng mình luôn ấy chứ. Tống Thư Hàng cứ cảm thấy khả năng này lớn quá chừng. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Đặc biệt là không rõ có phải ảo giác hay không, lúc liếc nhìn Bạch tiền bối một cái, Tống Thư Hàng thấy khi nghe đến mấy chữ, đảo hoang, thổ dân bản xứ, thì trong mắt ngài ấy dường như lóe lên ánh nhìn hứng thú. Không được, nhất định phải tự cứu lấy mình. Đầu óc Tống Thư Hàng điên cuồng vận chuyển, đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên. Phủ chủ thất sinh phù tiền bối, ta có một diệu chiêu để học ghép phần. Ngài lên mạng tìm xem, chắc là sẽ thấy, bài ca pi nhanh chữ Hán, đấy. Ngài cứ phát đi phát lại cho đám thổ dân bản xứ kia xem, sáng chiếu, chiều chiếu, ăn cơm chiếu, đi nhà cầu cũng chiếu. Chỉ cần cho họ xem một hai tuần là họ nắm được cách ghép phần chữ Hán ngay. Không chỉ thế, ta còn nhớ là mấy bộ lạc nguyên thủy họ thích nhảy múa lắm. Phủ chủ thất sinh phù tiền bối lên mạng kiếm mấy bài nhảy dễ dễ, biên đạo bài ca pi nhanh chữ Hán kia thành bài múa. Sau đó bắt họ sáng dậy múa một lần, lúc nghỉ múa một lần cho bọn họ có hứng học đi. Đánh xong một đống chữ, Tống Thư Hàng âm thầm thở một hơi dài. Xin lỗi các anh em thổ dân bản xứ, thế nhưng bài hát tẩy não đó cũng không có gì là không tốt, nghe nhiều chút còn mở mang được kiến thức nữa. Sau khi biên tập vũ đạo xong có thể mang ra nhảy quảng trường, tiên tiến quá đi chứ. Bác gái trên khắp đất Trung Quốc này đều yêu thích đó nha. Phủ chủ thất sinh phù sáng ngời mắt lên. Hoa hoa hoa, còn có cách đó cơ à? Tuyệt lắm, cách học bằng phương pháp hát hò này dễ nhớ hơn cách ghi nhớ thông thường nhiều. Tống Thư Hàng rèn sắt khi còn nóng bồi thêm. Đến khi nào tiền bối dạy đám thổ dân bản xứ kia ghép phần xong thì học chữ Hán đơn giản hơn nhiều rồi. Hơn nữa tiền bối ạ, ta thấy khi dạy đám thổ dân bản xứ kia học chữ thì đừng nghiêm khắc quá, đừng hơi tí là treo lên đánh hay quất tay.
Mình phải thưởng phạt phân minh vào, tức là có phạt thì phải có cả thưởng. Thế mới có thể tạo động lực cho họ học chữ Hán được. Thực ra Tống Thư Hàng vẫn cảm thấy gọi người ta là thổ dân bản xứ thì không thỏa đáng cho lắm, thế nhưng nhất thời chẳng nhớ ra từ gì để thay thế nó. Thưởng phạt phân minh, có lý, Thư Hàng tiểu hữu không hổ là thanh niên trẻ tuổi, đầu óc nhanh nhạy thật, phủ chủ thất sinh phù cảm thấy Tống Thư Hàng gãi đúng chỗ ngứa trong lòng hắn, chủ ý này đúng là tuyệt vời mà. Đoạn, hắn hỏi tiếp, thưởng phạt phân minh thế nào? Thư Hàng tiểu hữu có thể nói cụ thể hơn một chút được không? Lấy ví dụ thế này, khi học ghép phần, ai học nhanh nhất thì có thể thưởng cho gì đó mà họ thích, tỉ như vũ khí tốt, đồ câu cá, hoặc là những đồ vật hiện đại như bật lửa chẳng hạn. Tống Thư Hàng dù gì, những người học kém nhất cũng có thể phạt kiểu khác đi, ví dụ như cho nhịn đói một bữa này. Đối với mấy thổ dân bản xứ đó, có khi bị đói một bữa còn đáng sợ hơn là bị treo lên đánh ấy chứ. Đừng cứ đánh mãi, dùng mãi một cách trừng phạt là giảm hiệu quả đi đấy. Hỡi những thổ dân bản xứ chưa bao giờ gặp mặt, Tống mỗ ta cũng chỉ giúp các anh em được thế này thôi. Hy vọng đề nghị này của ta có thể giúp các anh em bớt đi được nỗi đau da thịt. Đói bụng so với treo lên quất. Chắc là đói bụng dễ chịu hơn chút chứ nhỉ? Có lý lắm, có thể thử một lần xem sao, phủ chủ thất sinh phù âm thầm gật đầu, đồng thời suy một ra ba mà nói tiếp, ta còn có thể cho đám thổ dân bản xứ đó làm bài thi, 3 ngày kiểm tra 15 phút, 5 ngày kiểm tra một tiết, không làm tốt là nhịn đói, làm tốt thì có thưởng. Sau này ta sẽ bắt bọn họ làm văn, làm không hay sẽ treo lên quất, chậc chậc, tuyệt quá. Tống Thư Hàng tức thì giật giật khóe miệng. Trong đầu hiện lên hình ảnh một đám ông chú cao to đen hôi mặc áo da thú nằm sấp trên bàn, làm bài thi cuối kỳ lớp 1, do phủ chủ thất sinh phủ copy trên mạng xuống, rồi sau đó mặt nhăn mày nhó, múa bút thành văn trước đề bài, nếu tôi biến thành một cây hành. Không ngờ phủ chủ thất sinh phủ tiền bối lại nghĩ tới bài thi và chiến thuật, biển đề, hình như mình vô tình tăng thêm nỗi khổ cho đám thổ dân bản xứ rồi thì phải. Có phải mình lại nhiệt tình làm chuyện xấu rồi không nhỉ? Phủ chủ thất sinh phù, cảm giác đúng là rất tuyệt, để ta đi cho đám thổ dân này làm thử ngay mới được. Trước tiên để cho bọn họ nghe mấy bài hát phiên âm bảng chữ cái tiếng Trung trước 10 ngày cái đã, Thư Hàng tiểu hữu, đợi khi nào có kết quả thì ta sẽ liên lạc với ngươi. Ai cần vẫy tay tạm biệt. Nói xong thì hắn lập tức lo cao ngay. Đợi phủ chủ thất sinh phù lo cao xong rồi, Bắc Hà tán nhân mới ngoi lên nói, ai cần lau mồ hôi, đầu năm nay, dù là ở thế ngoại đào viên cũng chưa chắc đã được hạnh phúc. Lệ Chi tiên tử, hơn nữa, thật ra vẫn còn một vấn đề khá lớn. Trước kia mọi người có nhận được thư của thất sinh đạo hữu bao giờ chưa? Nghề nghiệp của hắn là phù sư, chữ hắn viết ra đều lằn ngoằn như gà bới vậy. Lúc ấy ta đọc chữ hắn viết trong thư mà vất vả gần chết. Nếu như hắn dạy mấy người thổ dân kia học chữ, mà vẫn dùng cái chữ như gà bới kia thì... Ta chỉ muốn hỏi không biết mấy người thổ dân kia phải ám ảnh tới cỡ nào. Sược sư các thổ dân bản xứ cũng chẳng dễ dàng gì. Tạo hóa pháp phương, tỉnh tinh cư sĩ, xin ngài nhất định phải tìm một giáo viên ngữ văn thật xuất sắc cho thổ dân nơi đó nhé. Tỉnh tinh, không phải tỉnh tinh, là túy nguyệt chứ. Lần trước ngươi chỉ nhớ lộn có một chữ thôi mà, sao lần này lại nhớ sai cả hai chữ luôn thế? Túy nguyệt cư sĩ gửi kèm một cái icon quỳ gối. Xin lỗi túy nguyệt đạo hữu, thật ra ta có một đề nghị thế này, hay là ngươi thử đổi đạo hiệu xem sao? Đổi thành túy nhật được không? Ta nghĩ nhất định mọi người đều sẽ nhớ được ngay, tạo hóa pháp phương yếu ớt nói thêm một câu. Túy nhật thì sẽ nhớ được cộng 1, lệ chi tiên tử. Túy nhật thì sẽ nhớ được cộng 2, dược sư nếu chỉ là copy rồi dán lại thôi thì tốc độ của dược sư vẫn nhanh lắm. Túy nhật thì sẽ nhớ ngay cộng 2, Hoàng Sơn chân quân. Phía dưới, một nhóm tiền bối trong nhóm giữ nguyên đội hình. Túy nguyệt cư sĩ thở dài. Thật muốn cột hết người trong nhóm lên một cục thiên thạch vạn tấn ném xuống Thái Bình Dương quá. Khóe miệng của Tống Thư Hàng co giật, tắt khung chat của nhóm Cửu Châu số 1 đi. Sau đó, hắn thầm thở dài, mong là cách dạy của thất sinh tiền bối sẽ có hiệu quả. Bạch Tôn giả ngồi bên cạnh cười hì hì, nói có hiệu quả hay không cũng không sao hết. Thật ra ta rất muốn đến xem thất sinh dạy mấy thổ dân kia học chữ Hán kiểu gì, cũng khá tò mò với cuộc sống trên đảo nữa. Của nhiên Bạch Tiền Bối lại nảy sinh ra mấy hứng thú lạ kỳ rồi. Bạch Tiền Bối, ta có một chỗ đi chơi tốt hơn này, 2 ngày sau. Có một người bạn rủ ta đến một hòn đảo ở Biển Đông chơi, còn được lên du thuyền xa hoa những 5 ngày nữa. Bạch Tiền Bối có hứng thú hay không? Tống Thư Hàng lập tức rời mục tiêu chú ý của Bạch Tôn giả. Bằng không,
hắn sợ đêm nay Bạch tiền bối sẽ mang theo hắn bay cái vèo tới chỗ phủ chủ thất sinh phù mất. Quả nhiên, sau khi Bạch tiền bối nghe sẽ đi du ngoạn đảo và có cả du thuyền thì lập tức sinh ra hứng thú. Nếu đi chơi đảo du lịch thì có tàu lượn siêu tốc không? Cái loại có 10 hoặc mười mấy vòng luôn ấy. Có nhảy có thuyền hải tặc không? Đu quay chọc trời thì sao? Cối xay gió cực độ nữa. Bạch tiền bối đọc liền tù tì một loạt những trò chơi cảm giác mạnh. Tại sao Bạch tiền bối toàn kể tên mấy loại khiến người ta sợ nhũn người ra thế này? Có hết, cái gì cũng có cả. Tống Thư Hàng vỗ ngực cam đoan, nhất định là có đủ. Vậy chúng ta đi liền thôi. Bạch tiền bối nheo mắt lại nói. Bạch tiền bối, đừng vội. Hai ngày nữa chúng ta mới xuất phát. Hơn nữa, chúng ta còn phải chờ Đậu Đậu với Tiểu Hòa Thượng quay về nữa, Tống Thư Hàng đáp. Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng. Bạch tiền bối hỏi, à, người vừa mới nói xong, Đậu Đậu nó lại bỏ nhà đi bụi rồi. Đúng vậy, Tống Thư Hàng thở dài. Được rồi, vậy thì chờ hai ngày đi, Bạch Tôn giả miễn cưỡng nói. Quyết định thế nhé, Bạch tiền bối, chúng ta đi ra ngoài ăn điểm tâm trước đi. Sau đó nhân lúc rảnh rỗi, ta đưa người tới núi Ngọc Ngựa ở gần thành phố Văn Châu, dạo này chắc đang vào mùa dương mai chín, có hoạt động cho du khách vào tự mình hái ăn tại chỗ, ăn bao nhiêu cũng được, Tống Thư Hàng giới thiệu. Được, hai mắt Bạch Tôn giả lập tức sáng lấp lánh. Tống Thư Hàng và Bạch Tôn giả vừa đi vừa nói chuyện, vào nhà bếp xem thử mẹ Tống có làm sẵn bữa sáng cho họ hay không. Trong nhà bếp, đúng lúc mẹ Tống đang làm sủi cảo, nghe thấy có tiếng bước chân sau lưng thì quay đầu lại nhìn. Mẹ, sáng nay ăn sủi cảo ạ? Tống Thư Hàng nói. Ừ, mẹ vừa gói xong, không biết hai đứa khi nào mới dậy, nên chưa nấu. Tống Bạch cũng dậy rồi đấy à, sao hôm nay dậy sớm thế cháu? Mẹ Tống trêu một câu. Bạch Tôn giả khẽ gật đầu, trả lời, ừ, chào tiểu cô nương, ngươi chính là mẹ của Thư Hàng tiểu hữu à, hôm nay ta dậy sớm lắm. Tiểu cô nương, là đang gọi mình đấy à? Đầu tiên mẹ Tống trợn mắt há mồm ra, sau đó bà khẽ cười nói, Thư Hàng, chỉ qua một đêm thôi mà cậu bạn này của con lại thành khéo ăn khéo nói thế, miệng ngọt quá. Tống Thư Hàng, Bạch Tôn giả thì không hiểu gì hết. Ban nãy mình nói sai cái gì à? Trong lòng Bạch Tôn giả cảm thấy nghi hoặc. Chương 273, Bạch Tôn giả ta đi tìm Đậu Đậu. Tống Thư Hàng, ha ha ha, đúng đấy mẹ. Tống Bạch thú vị lắm, ngày hôm qua cậu ta mệt quá nên mới không kịp phát huy bản tính hài hước của cậu ta thôi. Đúng vậy, Bạch tiền bối thú vị lắm. Hắn có thể dở máy móc, có thể ngã lún đất, còn có thể bay ra vũ trụ nữa. Vừa thú vị lại kích thích, khiến cho người ta khóc ròng luôn. Mấy đứa vào phòng ăn ngồi đi, mẹ đi nấu sủi cảo cho, mẹ Tống cười nói. Dạ, Tống Thư Hàng kéo Bạch tiền bối đang ù cạc cạc chẳng hiểu mô te gì đi về phía phòng ăn. Chấm. Sau khi ăn sáng xong, Tống Thư Hàng lại nói với mẹ Tống là mình muốn đi núi Ngọc Ngư chơi. Sau đó, hắn dẫn Bạch tiền bối xuống lầu cùng. Nhà Thư Hàng cách núi Ngọc Ngư không xa, đi chừng 6 trạm xe bus là tới rồi. Bất quá, từ lần trước đưa Bạch tiền bối ngồi xe bus xong thì hắn đã quyết định sẽ không bao giờ đưa Bạch tiền bối ngồi xe bus nữa. Nhưng hắn cũng không dám chạy chiếc xe điện hiệu cừu non kia cùng với Bạch tiền bối. Hắn sợ Bạch tiền bối lại lấy ra vài tờ giấy A4 dán lên trên chiếc xe điện hiệu cừu non kia, tới lúc đó chiếc xe cừu non lại chạy với tốc độ khiến cho người ta tuyệt vọng, cảnh sát giao thông chạy xe 4 bánh đuổi theo đằng sau kiểu gì cũng không kịp. Tới lúc đó thì cảnh sát giao thông sẽ khóc ngất mất thôi. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho Bạch tiền bối đụng vào xe điện kia được, gọi taxi cho rồi. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Cứ như vậy, hai người bọn họ đi xuống lầu. Chấm. Cái thứ tên siêu cấp bất hạnh kia, chính là trong lúc sai thời gian, ở sai địa điểm, gặp phải sai người, sau đó người nọ lại làm chuyện sai trái nhất với ngươi. Thời gian, địa điểm, người, sự kiện, bốn yếu tố này đều sai hết cả thì chính là siêu cấp xúi quẩy. Lúc Tống Thư Hàng đưa Bạch Tôn giả đi xuống lầu thì gặp phải dì Lý Kế bên nhà đang đẩy chiếc xe điện cừu non của mẹ Tống tới. Ô kìa, Thư Hàng đấy à, cháu tới đúng lúc lắm. Đây là xe điện của mẹ cháu này. Ban nãy gì với mượn xe chạy đi chợ mua đồ ăn. Bây giờ dùng xong rồi, định dắt về trả cho mẹ cháu, đúng lúc gặp cháu ở đây, thế thì dì đưa nó cho cháu nhé, dì Lý cười nói vô cùng nhiệt tình. Xe điện nhà Thư Hàng bình thường đều dựng ở gara ở lầu 1. Dì Lý còn định gọi điện thoại cho mẹ Tống báo là bà trả xe. Nào ngờ đúng lúc gặp được Tống Thư Hàng ở đây. Tống Thư Hàng lập tức trợn tròn hai mắt, dì Lý ơi,
gì có cần tới đúng lúc như thế hay không? Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới mà. Tống Thư Hàng cười khan, ha ha ha, được chứ gì Lý, cứ giao xe điện cho cháu đi. Đang lúc nói chuyện thì hắn lén lút quay đầu nhìn về phía Bạch Tôn Giả. Quả nhiên, hai mắt của Bạch Tôn Giả sáng lên, ý tứ lộ ra trong mắt rất rõ ràng, tổng cộng chỉ có ba chữ ta muốn lái. Xe điện, lúc ở khu Giang Nam, Bạch Tôn Giả đã từng thấy nhiều rồi. Hắn đã sớm muốn lái thử loại phương tiện trông khéo léo như xe đạp này lâu lắm rồi. Chỉ là mãi vẫn không có cơ hội tiếp xúc với xe điện, hơn nữa, sau này sự chú ý của Bạch Tôn Giả đều bị xe hơi hấp dẫn cả rồi. Bây giờ có cơ hội tiếp xúc, với tính cách của Bạch Tôn Giả, nhất định phải thử mới được. Vậy thì dì đưa cho cháu nhé, dì Lý tháo mấy túi thức ăn treo trên xe xuống, phất tay với Tống Thư Hàng, rồi lại quay người rời đi. Đợi dì Lý đi rồi, Tống Thư Hàng mới quay lại nhìn Bạch Tôn Giả, ướm lời hỏi thử, Bạch Tiền Bối có muốn thử một chút không? Muốn chứ, muốn chứ. Bạch Tiền Bối gật đầu nói hắn chỉ chờ Tống Thư Hàng nói mấy câu này thôi. Bạch Tiền Bối ngồi lên chiếc xe điện hiệu Cừu Non với tư thế vô cùng tiêu sái, hất mái tóc dài của mình lên. Tống Thư Hàng cười khổ đưa mũ bảo hiểm lên, sau đó ngồi vào phía sau. Chạy hướng nào đây? Bạch Tôn Giả hỏi. Ra cửa đi thẳng theo đường lớn, khi nào cần quẹo thì ta sẽ nhắc Tiền Bối, Tống Thư Hàng đáp, đồng thời hắn lại lo lắng hỏi lại, Bạch Tiền Bối có biết chạy không? Biết chạy mà, cứ yên tâm đi, lúc ta học lý luận lái xe hơi thì cũng đã học lý luận về xe điện rồi, Bạch Tiền Bối nói xong thì xoay chìa khóa, rồi lên ga xe điện. Rừng tương đương xe điện nhanh chóng phóng về phía trước. Chấm. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, trong suốt chuyến đi này, từ đầu chí cuối Bạch Tiền Bối không hề dán thêm tờ A4 có phủ văn trận pháp nào lên xe điện hết. Rõ ràng tốc độ của xe điện chậm như thế. Hay là hôm nay tâm trạng của Bạch Tôn Giả rất tốt nên không muốn đua xe. Tống Thư Hàng cảm thấy khó hiểu. Bất quá trên đường đi hắn vẫn làm hết phận sự, chỉ hướng lái xe, khi nào cần thì lại kêu lên quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng gì đó. Rất nhanh, xe điện đã chở Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối đến gần vườn Dương Mai ở gần núi Ngọc Ngư. Tới rồi Tiền Bối, có thể dừng xe rồi, Tống Thư Hàng nói. Hắn vừa mới nói xong thì két, một cái. Xe điện thắng gấp cái S, dừng lại ngay lập tức. Sau đó, Bạch Tôn Giả giơ một chân ra chống xe, dừng xe lại. Sao thắng gấp thế này? Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn Bạch Tiền Bối ở phía trước. Sau khi đỗ xe xong, Bạch Tiền Bối lại đứng im bất động như một người máy. Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng gọi thử một tiếng. Nhưng Bạch Tôn Giả vẫn cứ bất động như cũ. Cứ cảm thấy sai sai là sao nhỉ, Tống Thư Hàng dè dặt leo xuống xe trước. Đi tới trước xe xem thử, mới xem xong thì hắn lập tức sợ run người. Chỉ thấy mặt mày Bạch Tôn Giả ngẩn ngơ, hai mắt đờ đẫn hắn thất thần mất rồi. Kỹ năng thất thần của Bạch Tiền Bối hình như lại tăng thêm một bậc rồi, thất thần mà vẫn có thể nghe hắn kêu quẹo trái, quẹo phải, dừng lại suốt cả quãng đường. Đồng thời, trong lòng Tống Thư Hàng cảm thấy may mắn vì mình có thể sống sót đi tới điểm cuối thế này, đúng là phúc lớn mạng lớn mà. Chấm. Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối à, chúng ta đã tới rồi, tỉnh lại đi, Tống Thư Hàng lên tiếng gọi. Một hồi lâu sau, Bạch Tiền Bối mới tỉnh táo lại. Hắn hỏi, ủa, chúng ta tới rồi hả? Tống Thư Hàng lập tức khóc ròng, đúng vậy đó, Bạch Tiền Bối, chúng ta đã tới núi Ngọc Ngư rồi. Hơn nữa là ngươi đang lái xe đó Bạch Tiền Bối. Ha ha ha, khi nãy lái xe, ta đột nhiên nghĩ tới một sáng kiến để cải tạo xe kéo cực tốt ta nói cho ngươi nghe thử này. Ta muốn gắn thêm động cơ chạy dưới nước cho xe kéo, tới lúc tổ chức cuộc thi đua xe máy kéo thì nhất định phải có một đoạn chạy qua biển, sau đó để xe kéo chạy cả trên mặt biển luôn, thấy sao hả? Bạch Tôn Giả nói với vẻ hưng phấn. Hả, Tống Thư Hàng ngu người cả buổi trời. Hắn phát hiện dù sóng não của mình có lớn hơn nữa thì cũng không thể đoán được hành động và suy nghĩ của mấy vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 vốn Tống Thư Hàng còn cho rằng. Dù là đại quân xe kéo đã được độ lên do tiên tử, đạo trưởng và đại sư lái đua như điên trên đường là hết nấc rồi. Cùng lắm cũng chỉ chạy vòng vòng trên mấy đoạn đường núi hiểm trở chút thôi. Nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ, Bạch Tôn Giả còn muốn đưa đại quân xe kéo đua vượt biển luôn. Thử nghĩ mà xem, hai ba chục chiếc xe kéo, lao vun vút trên mặt biển tựa như chạy trên đất bằng. Sau đó một khi có sóng thần ập tới, các tiên tử, đạo trưởng, đại sư đều hưng phấn hoan hô. Lái xe kéo chạy vượt cả sóng thần. Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích lắm luôn. Cái địch, sao mình lại cảm giác hình ảnh đó kích thích nhỉ?
thấy sao hả, có phải là cảm thấy rất tuyệt không? Bạch Tôn giả cười ha hả nói. Tuyệt lắm, Tống Thư Hằng thành thật nói trong nháy mắt đó, hắn thậm chí còn cảm giác lái xe kéo đâm đầu vào bên trong từng con sóng dữ, phá vỡ biển gầm để chạy tới, cảm giác vừa kích thích mà lại ngầu nữa. Đúng không, quả nhiên đua xe trên biển thì có cảm giác kích thích hơn chạy trên đất liền nhiều, cứ quyết định thế đi nhé. Bạch Tôn giả đã chốt hạ dự án này rồi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta đi hái Dương Mai thôi, nhớ tới Dương Mai, Bạch Tôn giả lập tức vui vẻ cười tít mắt. Sau chuyến đi tới núi Ngọc Ngư này, nói tóm lại chính là Bạch Tôn giả, phụt 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 phụt. Chấm chấm. Ở lại núi Ngọc Ngư chơi tới trưa, Bạch Tôn giả mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Trước khi rời đi, Tống Thư Hàng lén nhét cho nhân viên quản lý 800 tệ vốn giá tham quan mỗi người là 450 tệ, sau đó ăn được bao nhiêu thì ăn. Nếu như là người bình thường, có ăn thả cử thì cũng có được bao nhiêu đâu đã thấy ê hết cả răng. Nhưng Bạch Tiền Bối lại là một bác sống di động, một mình hắn ăn cả buổi chiều không biết ăn hết bao nhiêu của người ta. Nếu như không phải lần này Tống Thư Hàng chỉ đem theo có 800 đồng tiền mặt thì nhất định sẽ đưa cho nhân viên thêm một mớ tiền nữa. Sau khi rời khỏi núi Ngọc Ngư, Bạch Tôn giả lại vui vẻ chạy chiếc xe điện cừu non kia. Lúc lái xe đến đây thì hắn đang ngẩn người, nên không thể cảm nhận được sự thích thú khi chạy xe điện, lúc trở về hắn nhất định phải thể nghiệm cảm giác chạy xe điện này cho kỹ mới được. Lúc này, điện thoại của Tống Thư Hàng lại vang lên. Tống Thư Hàng mở ra xem thì thấy là của sư huynh Chu Ly đáng thương gọi tới. Thư Hàng tiểu hữu đấy à, chuyện bên chỗ người ta đã phái người qua xem xét xử lý rồi. Cũng giải quyết xong chiếc xe bị hỏng kia, sửa luôn cả đoạn đường rồi. Không để lại bất cứ dấu vết gì đâu, người cứ yên tâm đi, Chu Ly sư huynh nói trong điện thoại. Cảm ơn Chu Ly sư huynh, đúng rồi, có tin tức gì của Đậu Đậu và tiểu hòa thượng của không? Tống Thư Hàng hỏi thử. Ha 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 ha, không có chút tin tức gì hết, Đậu Đậu nó hiểu rõ ta lắm, cách ta tìm nó cũng biết cả rồi. Bao nhiêu năm nay, nó đã thành chuyên gia phản trinh sát chuyên nghiệp rồi. Tiếp theo ta chỉ có thể chờ xem vận may mà thôi, Chu Ly sư huynh thở dài, trầm giọng nói. Tống Thư Hàng nghe nói thế thì cảm thấy đau lòng quá đỗi. Đúng rồi, Chu Ly sư huynh, sáng nay Đậu Đậu và tiểu hòa thượng của có lên nhóm Cửu Châu số 1. Có lẽ chúng nó đã mua điện thoại hay thiết bị điện tử mới rồi. Không biết manh mối này có giúp gì được cho ngươi không? Tống Thư Hàng nói. Cảm ơn, chắc là sẽ có chút tác dụng đấy, Chu Ly cảm thán nói. Sư huynh cố gắng lên, đợi lần này bắt được Đậu Đậu về thì ta sẽ dắt nó tới biển Đông chơi. Ít nhất cũng phải đi 1-2 tuần luôn, người có thể nhân cơ hội này để nghỉ xả hơi. Cũng tranh thủ hẹn hò với tiên tử đi nhé, Tống Thư Hàng nói. Cảm ơn ngươi, Chu Ly sư huynh nức nở nói. Tống Thư Hàng lặng lẽ tắt máy. Chu Ly sư huynh đúng là dễ thỏa mãn thật đấy. Chấm. Sau khi Thư Hàng cúp máy xong thì Bạch Tôn giả đột nhiên hỏi với vẻ lo lắng, Thư Hàng. Ta hỏi một câu nhé, nếu như không thể tìm được Đậu Đậu và tiểu hòa thượng của về, thì có phải kế hoạch đi biển Đông của chúng ta phải rời lại hoặc hủy bỏ hay không? Chắc là ngày mai Chu Ly sư huynh sẽ tìm được Đậu Đậu ấy mà. Tống Thư Hàng cười khan nói hắn vốn còn chút tin tưởng vào Chu Ly sư huynh, nhưng bây giờ xem ra, cảm giác đừng có mơ mà tìm được Đậu Đậu và tiểu hòa thượng về trước ngày mai. Bạch Tôn giả. Chương 274, đây có khác gì ị trên người của nó đâu? Chiếc xe điện cừu non chở Bạch Tôn giả và Tống Thư Hàng chậm rãi chạy về nhà. Trên đường về, Bạch Tôn giả vẫn không hề dùng trận pháp gia tốc kia. Thứ nhất, Bạch Tôn giả cũng chỉ nhất thời nảy hứng thú muốn chạy xe điện để thể nghiệm cảm giác một lúc là đủ. Thứ hai, đoạn đường hơi ngắn, tổng cộng chỉ có 6 trạm xe bus, căn bản không cần phải đua xe làm gì. Lúc về nhà, hình như mẹ Tống có việc ra ngoài rồi, không có ở nhà. Nên Bạch Tôn giả và Tống Thư Hàng cũng về thẳng phòng mình. Ta đi tìm Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng về đây, tranh thủ tìm thấy bọn nó trước ngày mai, Bạch Tôn giả bắt đầu cầm lấy điện thoại của mình, lấy lưu tinh kiếm ra. Sau đó, hắn lại nói với Tống Thư Hàng, người đưa tay ra đây. Tống Thư Hàng nghi hoặc giơ tay ra. Bạch Tôn giả vươn tay, dùng linh lực vẽ lên trên cổ tay của hắn không bao lâu sau, một hình vẽ anhem hồ lô xuất hiện trên cổ tay của Tống Thư Hàng. Sao nhìn cái hình này quen quen thế nhỉ? Vạn lý phi độn thuật, Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Không phải, đây là một định vị tọa độ. Có cái tọa độ này, mặc kệ người đứng ở nơi nào trên thế giới,
chỉ cần không bị người khác dùng cách đặc thù để che đậy thì ta đều có thể tìm được vị trí của ngươi. Chờ ta tìm thấy Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng xong rồi thì sẽ gọi điện thông báo cho ngươi sau. Khi đó, ta sẽ dùng phi kiếm dùng một lần đưa bọn họ về, Bạch Tôn Giả giải thích. Dùng phi kiếm dùng một lần để đưa về, ý kiến hay. Tuyệt, Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, ngoài ra, Bạch tiền bối này, ta nhiệt liệt đề nghị, xin đặt ra tốc độ của phi kiếm chở Tiểu Hòa Thượng về nhanh gấp 4 lần bình thường, còn tốc độ của phi kiếm đưa Đậu Đậu về thì tăng lên gấp 50 lần cũng chẳng sao cả. Để cho bọn nó biết được cảm giác kích thích một lần. Không thành vấn đề, Bạch Tôn Giả gật đầu nói. Đúng rồi, tiền bối, còn một chuyện cần ngươi giúp nữa, Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ ra một việc. Sau đó, hắn lấy bảo đao bá toái tới, đưa tới trước mặt Bạch Tôn Giả, tiền bối, ngươi có thể khắc một cái trận pháp lên trên thanh đao bá toái này, để bảo đao bá toái biến thành trạng thái tàng hình, người bình thường không thể nhìn thấy hay không. Tiếp theo. Nếu như muốn đi lên hòn đảo ở Biển Đông chơi thì phải để cho bảo đao bá toái tàng hình, thế mới tiện mang nó theo được. Chuyện này đơn giản thôi. Hắn lại giơ ngón tay ra, khắc một phen trên thân đao, khắc trận pháp ẩn hình, tụ linh trận và cả trận pháp phản trinh sát nữa. Như thế, ngoại trừ Bạch Tôn Giả và Tống Thư Hàng ra thì người ngoài sẽ không thể nhìn thấy bảo đao bá toái này. Đương nhiên, trận pháp này chỉ là do Bạch Tôn Giả tiện tay vẽ sơ ra. Chỉ cần là tu sĩ thì vẫn có thể nhìn thấy bảo đao bá toái này. Vậy thì ta xuất phát đi tìm Đậu Đậu trước đây, chờ ta liên lạc với ngươi nhé, Bạch Tôn Giả nói. Nếu như có thể tìm thấy Đậu Đậu trước ngày mai là tốt na hát. Nếu như tìm thấy Đậu Đậu muộn thì cũng không sao cả, dù sao thì Bạch Tôn Giả cũng đã lập tọa độ trên người Tống Thư Hàng rồi. Tới lúc đó, đợi Tống Thư Hàng tới nơi thì chỉ cần dựa vào tọa độ đó, cưỡi phi kiếm theo là có thể đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng rồi. Chấm. Bạch Tôn Giả bước lên lưu tinh kiếm, ngự kiếm đằng không bay đi. Có Bạch tiền bối đi tìm Đậu Đậu thì Tống Thư Hàng cũng thấy an lòng hơn nhiều. Chấm chấm. Lúc ăn cơm tối, mẹ Tống nghi hoặc hỏi lại Tống Thư Hàng, này, Thư Hàng, cái cậu bạn khéo ăn khéo nói của con đi rồi à? Dạ, cậu ta phải đi đón đứa cháu nghịch ngợm của nhà người quen, có thể mấy ngày nữa mới về ạ, Tống Thư Hàng đáp. Ái chà! Rõ ràng mới hôm qua còn đang rộn ràng nhộn nhịp, có biết bao nhiêu là khách, nào ngờ ai cũng đi hết cả, mẹ Tống nói với vẻ tiếc nuối, bà là người thích náo nhiệt mà. Lại nói, nếu như không phải chính sách sinh con thứ hai được ban hành muộn quá thì bà và ba Tống vẫn muốn sinh thêm một đứa con nữa. Cho nên mấy năm nay, thứ mẹ Tống cảm giảm nhiều nhất chính là cái chính sách sinh con thứ hai này, bà hận cái chính sách này không chịu ra sớm hơn 10 năm. Nói không chừng bà vẫn có thể sinh thêm một cô em gái đáng yêu cho Tống Thư Hàng rồi. Hắc hắc, chờ mấy ngày nữa, Tống Bạch đưa hai đứa nhỏ của nhà bạn tới thì lại xôm lên ngay ấy mà. Tống Thư Hàng uống hết chén canh rồi cười nói, đúng rồi, mẹ à, thằng bạn Cao Mỗ Mỗ ở cùng phòng ký túc xá với con muốn rủ bọn con đi đến một hòn đảo ở Biển Đông hơi, hai ngày nữa là con phải lên đường rồi. Đi về chắc chừng 10 ngày đấy ạ. Hai mắt của mẹ Tống sáng lên, đi với cô bé tên Vũ Nhu Tử kia à. Ha ha ha, Vũ Nhu Tử có chuyện riêng cần giải quyết. Nhưng cô ấy có nói, nếu như giải quyết xong sớm thì cô ấy sẽ qua cùng. Ba Tống nuốt xong miếng cơm rồi hỏi, thế con còn đủ tiền không? Đủ ạ, lúc đi học trong trường con có phụ việc giúp tiền bối, được ít thù lao ạ, Tống Thư Hàng cười hì hì nói, tuy rằng cách lấy thù lao này có hơi bạo lực một chút. Ba Tống im lặng gật đầu. Chấm. Hoa hạ, trên không trung có một con kinh ba lớn. Đang nằm úp sấp trên một chiếc máy bay dân dụng đang bay về phía thủ đô. Bên trong lớp lông dày của con kinh ba khổng lồ này còn có một tiểu hòa thượng đang ngồi co ro. Đây đúng là Đậu Đậu và tiểu hòa thượng Quả Quả, hai đứa này đang đi ké máy bay. Tại sao phải đi ké máy bay? Bởi vì hai đứa không có tiền. Chút tiền tiểu hòa thượng bán mình lần trước kiếm được chỉ còn dư có một chút, nhưng nó cũng đã dùng để mua một chiếc điện thoại hàng nội địa mất rồi. Đậu Đậu tiền bối này. Chúng ta trốn đến thủ đô như thế có được không? Tiểu hòa thượng Quả Quả bồn chồn hỏi lại. Chỉ cần nó nhớ lại hai cái ai cần lau mồ hôi với dơ dao của Thông Huyền Phương Trượng gửi lên trong nhóm thôi là đã sợ nhũn cả chân. Phương Trượng đã giận tới mức gửi cả ai cần cầm dao luôn. Đây có nghĩa là Thông Huyền Phương Trượng muốn cầm dao chém nó à? Dù cho không lấy dao chém thì chắc là cũng phải đập cho một trận no đòn ấy chứ. Đậu Đậu nói với vẻ dương dướng đắc ý, cứ yên tâm đi. Đừng sợ gì cả. Dựa vào kinh nghiệm bỏ nhà đi bụi bao năm của bản cậu cậu, lúc người mới bỏ nhà trốn đi thì người trong nhà đều sẽ rất tức giận, giống như Thư Hàng bây giờ đấy,
cứ gào lên đòi đánh cho ngươi xón cả cứt ra. Nhưng mà có một câu gọi là nhân tính bản tiện. Nó bắt đầu truyền thụ, bỏ nhà đi bụi tâm kinh, cho tiểu hòa thượng quả quả, khi ngươi bỏ nhà đi lâu lắm rồi mà không về, bọn họ vẫn không thể tìm được ngươi, thì nhất định sẽ bắt đầu lo lắng. Tới lúc đó, tất cả cơn giận trong lòng bọn họ đều bị thay thế bằng lo lắng. Sau đó, một khi vất vả lắm họ mới tìm được ngươi về, thì sẽ yêu thương, nâng niu ngươi như bảo bối luôn. Thật vậy sao? Vẻ mặt của tiểu hòa thượng quả quả rất nghiêm túc, nhưng lại xen lẫn chút mong chờ, nó do dự hỏi lại. Cứ yên tâm đi, ta có thể cam đoan với ngươi đấy. Hoàng Sơn ngu ngốc cũng vậy đấy thôi, mỗi lần ta bỏ nhà ra đi hắn đều nổi trận lôi đình. Nhưng về sau, 10 ngày nửa tháng còn chưa tìm được ta về, thì sẽ không còn tức giận gì nữa, chỉ lo lắng vì sao ta vẫn chưa về nhà. Đợi đến khi vất vả lắm mới tìm được ta về thì ta chính là lớn nhất ở trong nhà, muốn ăn gì, uống gì cũng được hết. Đậu Đậu Dương Dương đắc ý nói. Điểm yếu duy nhất của chiêu này là không thể dùng nhiều, sau khi dùng nhiều sẽ khiến Hoàng Sơn đại ngốc bây giờ đã không quan tâm chuyện nó bỏ nhà ra đi nữa rồi. Đáng chết, muốn cắn hắn quá đi mất. Sau khi tiểu hòa thượng quả quả bị Đậu Đậu tẩy não xong thì thấy yên lòng nhiều hơn rồi. Thư Hàng sư huynh có đi tìm chúng ta không nhỉ? Thư Hàng dò hỏi. Nhất định sẽ tìm, cái tính tình tốt bụng của hắn, nhất định sẽ đi khắp thế giới tìm chúng ta đấy, Đậu Đậu nói chắc nịch. Tiểu hòa thượng thầm gật đầu trong lòng cảm thấy ấm áp, hình như nó hiểu được vì sao Đậu Đậu tiền bối lại thích, bỏ nhà đi bụi, như thế rồi. Hắt xì, hắt xì, ủa, lạ thật. Sao bản cầu cầu đột nhiên lại cảm giác bất an thế này? Đậu Đậu nằm trên đỉnh máy bay hắt xì liền tù tì mấy cái, nó dùng móng vuốt sờ sờ mũi mình khi nãy, lúc nó nói ra câu, chắc Tống Thư Hàng sẽ đi khắp thế giới tìm chúng ta, thì trong lòng nó đột nhiên lại sinh ra cảnh giác, đây là loại trực giác cực kỳ nhạy cảm của động vật. Chẳng lẽ người tốt bụng như Thư Hàng thật sự bị chọc nổi điên luôn rồi? Người ta hay bảo khi những người hiền lành tức giận là đáng sợ nhất. Đúng lúc Đậu Đậu đang suy nghĩ thì đột nhiên thân máy bay lại rung lên dữ dội. Các hành khách hét lớn, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Trong lúc bay, máy bay đột nhiên gặp phải khí lưu mạnh. Sao đột nhiên lại có khí lưu mạnh xuất hiện thế này? Gâu tương đương sẽ không xảy ra tai nạn trên không đấy chứ? Đậu Đậu buồn bực nói bản cầu cầu chỉ muốn đi nhờ máy bay suôn sẻ thôi mà. Thôi vậy, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì bản cầu cầu sẽ cố gắng cứu một số hành khách vậy. Với thực lực của Đậu Đậu, căn bản không thể nào giải quyết được luồng khí lưu mạnh ảnh hưởng tới máy bay được, cùng lắm thì chỉ cứu được vài người mà thôi. Chấm chấm. Cũng may, cỗ khí lưu mạnh này chỉ kéo dài có một lúc thôi. Sau khi ổn định lại, tiếp viên trong máy bay bắt đầu đi an ủi các vị hành khách bị hoảng sợ. Các hành khách cũng lộ vẻ mừng rỡ vì thoát chết, có người thậm chí còn vui mừng khóc giống lên. Bình an vô sự rồi, bản cầu cầu đỡ phải ra tay, Đậu Đậu thè lưỡi. Gục đầu xuống tiếp. Đúng lúc này, tiểu hòa thượng trên người nó lại mặt ủ mày chau. Sao thế quả quả, Đậu Đậu nghi hoặc hỏi. Đồng thời, khứu giác nhạy bén của Đậu Đậu ngửi được một mùi là lạ. Đậu Đậu tiền bối, ta ị đùn rồi, tiểu hòa thượng yếu ớt nói. Có lẽ vì mấy ngày hôm nay phải điều trị trĩ mấy lần, mỗi lần đều phải nhét mấy loại dụng cụ trị liệu vào trong mông hay gì đó. Cũng có thể là do vừa mới trị trĩ xong, nó vẫn chưa quen lắm chăng. Nói tóm lại, nó cảm giác lỗ mông của mình mấy hôm nay không được kín lắm. Sáng hôm nay bỏ trốn vội vàng quá, nó vẫn chưa kịp vào toilet, trên đường đi vẫn đang cố nhịn. Lại thêm khi nãy máy bay rung lắc dữ quá, nó bất cẩn ị đùn ra quần mất rồi. Đậu Đậu, ị đùn thì ị đùn thôi, dù sao thì tiểu hòa thượng mới có 6 tuổi, lâu lâu ị đùn một lần cũng chẳng sao cả. Nhưng vấn đề là bây giờ tiểu hòa thượng đang nằm trên người nó, còn kéo lông nó quấn quanh người để giữ ấm đây. Thế này khác gì ị trên người nó đâu. Đậu Đậu tiền bối, không phải ta cố ý đâu, gương mặt của tiểu hòa thượng căng đét, lại nhăn nhó. Đừng nói gì nữa hết, Đậu Đậu thở dài một hơi, chúng ta tìm chỗ xử lý cái quần của ngươi trước đi đã. Nó có thể được làm gì bây giờ? Tiểu hòa thượng còn nhỏ, chẳng lẽ nó lại mắng con nhà người ta à? Mắng xong thì được gì đâu, lỡ tiểu hòa thượng nó tủi thân quá khóc thì sao? Chẳng lẽ để nguyên cái quần dính phân kia à? Sau khi thở dài lần nữa, Đậu Đậu lại dùng móng vuốt túm lấy tiểu hòa thượng, nhảy xuống khỏi máy bay. Lại nói, vì sao một đại yêu khuyển như nó lại rơi vào cảnh thay quần cho trẻ con thế này? Chương 275, người bắt yêu.
bên trong một dòng suối nhỏ trong veo trên núi. Tiểu hòa thượng mặt mày nghiêm túc cởi chuồng, đang ra sức vò cái quần của nó ở bên cạnh dòng suối nhỏ kia. Đây rõ ràng không phải lần đầu tiên nó tự giặt quần áo của mình, trông có vẻ thuần thục lắm. Đậu đậu thì ngâm mình ở trong dòng suối, dùng nước suối để rửa sạch lông của mình, dù đã ngâm mình trong suối cả buổi rồi, nhưng nó cảm giác trên người mình vẫn còn mùi cứt, không biết có phải do tâm lý hay không nữa. Chừng 3 phút sau, đậu đậu tiền bối, ta rửa sạch rồi, đậu đậu tồng ngồng chạy tới, giơ cái quần mình vừa mới vò sạch lên. Được rồi, ta cũng ngâm đủ rồi, đậu đậu chui ra khỏi dòng suối. Sau đó, nó lắc mình thật mạnh, rũ hết nước trên lông đi. Tiếp theo, nó bộc phát yêu lực trong cơ thể ra, khiến bộ lông trên người được hong khô nhanh hơn. Tiểu hòa thượng nhìn thấy thế thì hâm mộ không thôi, đậu đậu tiền bối, giúp ta hong khô một chút được không? Đậu đậu, nó cảm giác, có khi tiểu hòa thượng này lại là khắc tinh của nó ấy chứ. Bất quá, nó vẫn giơ móng vuốt ra đặt lên quần của tiểu hòa thượng, thôi động yêu lực, khiến nước trên đó đều bốc hơi sạch sẽ. Đậu đậu tiền bối lợi hại quá đi mất, tiểu hòa thượng vui vẻ mặc quần vào. Lắc lắc mông, lại chạy mấy vòng tại chỗ, cuối cùng làm một động tác xuất hiện ngầu lòi, ta ra. Đậu đậu tiền bối, tiếp theo chúng ta đi đâu bây giờ? Tiểu hòa thượng lắc mông chạy tới bên cạnh đậu đậu, mặc kệ đi tới đâu, nó đều tỏ vẻ tò mò, hớn hở. Đây là trạng thái mà một đứa oắt con thường có mỗi lúc được thả ra cho tự do bay nhảy sau khi bị nhốt trong nhà quá lâu. Tiếp tục đi về phía thủ đô thôi, ở đó ta có một người bạn là Miêu Yêu. Ta chuẩn bị tới nhà cô ta chơi, đậu đậu đáp, người bạn Miêu Yêu mà nó nói chính là cô nàng Miêu Yêu mà lúc trước nó định giới thiệu cho Thư Hàng. Dù sao cũng không thể hại mấy em gái trong khuyển tộc nhà mình được, chỉ có thể hãm hại Miêu Yêu mà thôi. Lúc đậu đậu nói tới chữ Miêu Yêu thì đột nhiên lại có một tiếng mèo kêu vang lên ngay bên tai, meo tương đương. Nó quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một con mèo nhỏ có lông vằn như hổ đang nhìn nó chằm chằm, lại còn nhe răng múa vuốt. Ở nơi núi rừng hoang vắng thế này, nó là mèo hoang à. Trời sinh mèo và chó đã không hợp nhau. Lúc này đậu đậu nó đang ở trạng thái kinh ba nho nhỏ, con mèo hoang kia nhìn thấy đậu đậu thì dựng hết lông lên, đặc biệt là lông trên đuôi của nó, dựng thẳng lên y như một khúc gây phủ lông. Đồng thời, con mèo hoang nhe hàm răng trắng ẩn, nhọn hoắt ra với đậu đậu, nó lộ móng vuốt ra, giống như đang thị uy hay đe dọa gì đó thì phải. Ha ha! Dám xù lông lên với bản cậu cậu à? Đậu đậu thè lưỡi ra, sau đó co giò chạy vèo tới chỗ con mèo hoang nhỏ kia. Sau khi con mèo nhỏ kêu ngao ngao vài tiếng hăm dọa xong, thấy đậu đậu chạy tới thì nó hơi hoảng, xoay người muốn chạy về phía sau. Nhưng tốc độ của nó làm sao do được với đậu đậu? Đậu đậu nhảy phốc lên như kiểu chó đói chụp mồi, dễ dàng đè con mèo hoang kia xuống. Mèo tương đương, con mèo hoang đau đớn kêu ngao ngao lên. Gâu tương đương cho ngươi dám kiêu ngạo, dám xù lông với ta. Gâu gâu, đậu đậu không ngừng dùng sức đè con mèo hoang nhỏ kia. Ngao ngao tương đương con mèo hoang kia ra sức giãy giụa, liên tục dùng móng vuốt đánh lên người đậu đậu. Nhưng, ngay cả mấy loại công kích của thiếu niên áo xanh trong thực tại ảo của Bạch Tôn giả mà cũng không thể khiến đậu đậu dụng một cọng lông chó nào, nói chi tới móng vuốt yếu ớt của chú mèo hoang nhỏ này. Nó càng giãy thì đậu đậu lại càng cọ hân hoan hơn. Ngao ngao tương đương con mèo hoang nhỏ kêu la thảm thiết liên hồi, lúc mới đầu còn kêu rất khí thế. Tới cuối cùng thanh âm càng lúc càng yếu, sau cùng chỉ có thể kêu thì thào như bị nghẹt thở. Gâu gâu tương đương cho ngươi kiêu ngạo nữa này, cho ngươi dám xù lông với ta. Đậu đậu dương dương đắc ý nói cảnh tượng này khá quen, khiến nó như nhớ lại năm đó, khi lần đầu tiên nó gặp được Miêu Yêu Sở Sở. Khi đó Sở Sở vừa mới thành tinh cũng xù lông với đậu đậu như thế. Sau đó nó bị đậu đậu đè ngã nhào ra đất, dùng đầu chó cọ nó cả ngày trời. Trong lúc đó, Miêu Yêu Sở Sở cũng liều mạng giãy giụa, chống cự y hệt như con mèo da vằn này vậy. Nhưng tu vi của nó thấp hơn đậu đậu, nên cứ bị đậu đậu đè cứng ngắc. Mãi tới sau cùng, Miêu Yêu Sở Sở bị trà đạp dữ quá nên không dám hó hé gì nữa. Bây giờ nó mà gặp phải đậu đậu thì sẽ tránh xa ba thước. Nhưng bi kịch chính là cái kiểu, lùi một bước trời cao biển rộng, này lại không có hiệu quả với đậu đậu. Miêu Yêu Sở Sở càng muốn né đậu đậu thì đậu đậu nó lại càng thích tìm Miêu Yêu trà đạp. Như bây giờ vậy, mỗi khi nó bỏ nhà đi bụi thì đều nghĩ tới Miêu Yêu, muốn chạy tới thủ đô tìm Miêu Yêu chơi. Chấm.
Trong lúc Đậu Đậu đang cọ con mèo ra vằn hăng say thì phía xa lại có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Gia Hổ Vằn, mày chạy đi đâu rồi? Kèm theo tiếng bước chân kia là một giọng bé gái nghe rất đáng yêu. Rất nhanh, chủ nhân của cái giọng trẻ con kia đã đến gần. Đó là một thiếu nữ tuổi chừng 15, 16, mặc bộ đạo bào màu vàng đỏ, hơn nữa, trên hai bên vai còn treo mười mấy lá bùa dài ơi là dài, trên lá bùa thì tràn ngập chú văn chi chít. Hơn nữa, trên hai cánh tay lộ ra ngoài của cô cũng toàn là những hình xăm phù văn chi chít. Lúc Đậu Đậu nhìn thấy kiểu ăn mặc của thiếu nữ này thì lập tức nhận ra thân phận của cô ta ngay, người bắt yêu. Người bắt yêu cũng là một nhánh trong tu sĩ, nhưng khác với những tu sĩ chú trọng tu chân luyện cấp, theo đuổi con đường trường sinh bất tử khác. So với trường sinh thì người bắt yêu lại thích hàng yêu phục ma hơn. Hơn nữa, người bắt yêu là một nhánh rất cố chấp trong tu sĩ, bọn họ cho rằng, chỉ cần là yêu ma thì dù tốt hay xấu đều phải bắt lại. Yêu quái tà ác thì phải nghĩ cách giết chết. Còn yêu quái tốt thì phải phong ấn lại. Tóm lại, trên thế giới này, không nên có yêu quái tồn tại. Từng có một khoảng thời gian, người bắt yêu và đám yêu thú rất căng thẳng với nhau, hai bên đều mất hết cả lý trí. Nhưng không biết từ khi nào, người bắt yêu đột nhiên lại ở ẩn, không ra ngoài nữa, ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài. Trong giới tu sĩ đều bàn tán xôn xao, suy đoán đủ kiểu lý do là gì. Nhưng ngoại trừ người bắt yêu tự mình biết ra thì không ai biết đã có chuyện gì cả. Hôm nay ra cửa đã dẫm phải phân à, tìm đại một chỗ để rửa sạch phân trên người mà cũng gặp phải người bắt yêu mấy trăm năm không xuất hiện thế này, xúi quẩy thế cơ á, Đậu Đậu buồn bực nghĩ thầm trong bụng. Yêu quái, sau khi thiếu nữ có giọng nói non trẻ kia thấy Đậu Đậu thì hai mắt lập tức sáng lên. Sau đó, không đợi Đậu Đậu nói gì, thiếu nữ nọ đã giơ tay túm lấy phù văn hai bên vai của mình, kéo một mảnh xuống. Yêu tinh tà quái, mau chịu chết đi. Thiếu nữ vung tay lên, hai đạo phù văn hóa thành ngọn lửa màu vàng, bay về phía Đậu Đậu. Đậu Đậu, không hổ là người bắt yêu đã bao nhiêu năm rồi, mà đầu óc vẫn cứ mít đặc như thế, cố chấp như một cục đá. Nhìn thấy yêu quái thì giống như cắn phải thuốc vậy, nhào lên như phát điên. Thậm chí cũng không thèm nhìn cảnh giới của mình và yêu quái chênh lệch cỡ nào. Dù sao thì trong đầu của mấy người bắt yêu chỉ có một pháp tắc chí cao ấy chính là thấy yêu quái thì không được sợ, phải nhào lên. Bùm bùm. Hai đạo hỏa diễm màu vàng bén lên người Đậu Đậu, sau đó nổ tung. Nhưng uy lực cỡ này thậm chí không đủ để phá vỡ phòng ngự trên lông của Đậu Đậu nữa là. Tiểu Hòa Thượng đứng bên cạnh lúc này mới kịp phản ứng lại, nó lao vào tới trước mặt Đậu Đậu, mặt đanh lại, tức giận nói với thiếu nữ kia, nữ thí chủ, tại sao lại đột nhiên động thủ với Đậu Đậu tiền bối? Nó là yêu quái, mau tránh ra, để ta xử lý nó. Cô nàng kia nói. Nữ chí thủ, cô thật quá đáng. Tiểu Hòa Thượng tức giận nói, cho dù Đậu Đậu tiền bối là yêu quái đi nữa, nhưng hắn vẫn là yêu quái tốt. Hơn nữa là yêu quái thì đã sao? Yêu quái cũng là một sinh linh, sao cô có thể không phân phải trái trắng đen, đòi giết hắn như thế? Đậu Đậu. Sao ngữ khí của Tiểu Hòa Thượng nghe như mình sắp bị giết tới nơi vậy cả? Tiểu Hòa Thượng ngươi tránh ra chỗ khác đi, cái kiểu chúng sinh bình đẳng của Phật môn các ngươi phiền thật đấy. Mau đi ra một bên cho ta, bằng không lát nữa ta động thủ, đao kiếm không có mắt, có bị thương thì cũng đừng có trách ta. Thiếu nữ nói xong thì lại kéo hai lá bùa trên áo xuống. Đậu Đậu. Hừ, bản cầu cầu không phát huy, ngươi lại cho ta là địa cầu, dế nhũi đấy phỏng. Đợi bản cầu cầu hiện chân thân thì sẽ dọa cho con nhãi bắt yêu như ngươi tè ra quần. Nghĩ tới đây, nó bước lên một bước, nháy mắt đã biến thành một con chó khổng lồ cao hơn 5 thước. Growl, tiếng chó gầm rúng động núi rừng, khiến lá cây bên cạnh rơi xào xạc. Hiệu quả cũng rất tuyệt, thiếu nữ bắt yêu trước mắt trông thấy hình thể của Đậu Đậu biến thành to uỳnh như thế thì thầm nuốt một ngụm nước bọt, sĩ khí tụt không phành. Đậu Đậu đắc ý cười một cái. Đúng lúc nó đang chuẩn bị nhào tới đè thiếu nữ kia ra dùng tuyệt kỹ cọ mèo để hàng phục cô thiếu nữ bắt yêu nọ thì phía xa lại có tiếng bước chân vang lên. Hơn nữa, Đậu Đậu còn cảm ứng được mùi của Chu Ly. Chậc, sao lần này Chu Ly tìm được mình nhanh thế nhỉ? Đậu Đậu nghĩ thầm trong lòng lúc trước ít nhất cũng phải một tuần Chu Ly mới có thể lần mò ra được tung tích của nó, lẽ nào lần này Chu Ly đã có được kỹ thuật truy tung mới nào rồi à? Không được, không thể để bị Chu Ly bắt về được. Nó còn muốn tới thủ đô thăm Miêu Nương sợ sợ nữa. Quả quả, chúng ta chạy thôi. Người tìm chúng ta đuổi tới nơi rồi, nhưng bây giờ chúng ta không thể để bị bắt về được, Đậu Đậu nói.
Tiểu hòa thượng gật đầu cái rụp, vội vàng trèo lên lưng của Đậu Đậu. Ngồi cho vững nhé, Đậu Đậu kêu to, thân thể phóng lên, lập tức nhấc lên một trận yêu phong, muốn bỏ chạy. Muốn chạy à, thiếu nữ bắt yêu kia quát to một tiếng, giơ tay quăng ra một sợi dây xích màu vàng. Sợi dây xích kia bay lên, cuối cùng, quấn lên trên cổ của tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng quả quả. Lúc này, Đậu Đậu đã cõng theo tiểu hòa thượng bay cái vèo lên trời. Thiếu nữ cầm lấy một đầu khác của sợi dây, diệt chặt, yêu quái, ngươi trốn không thoát đâu, ta đã bắt được ngươi rồi. Buông ra, nữ thí chủ, mau buông tiểu hòa thượng ra. Ô, tiểu hòa thượng giơ hai tay kéo sợi dây xích quấn chặt trên cổ của mình, không được. Sắp thở không nổi rồi. Sẽ chết người mất đấy, mau buông ra đi. Đậu Đậu, bên dưới, tiếng gào u oán của Chu Ly vang lên. Đậu Đậu, mày đừng có hòng trốn. Chu Ly vươn tay ra, sau đó, cũng ném một sợi xích thật dài ra. Sợi dây kia quấn lấy chân trái của cô thiếu nữ bắt yêu nọ, siết thật chặt. Sau đó, Chu Ly cầm lấy đầu còn lại của sợi xích, cũng bị kéo bay lên trời luôn. Chương 276, gã đàn ông khiến kẻ khác ghen tị. Chu Ly, mau buông tay ra. Đậu Đậu quay lại nói với Chu Ly. Ha ha, Đậu Đậu, ngươi đừng có mơ. Chỉ cần bắt được ngươi thì ta sẽ không để ngươi chạy thoát nữa đâu. Toàn bộ phần còn lại của sợi xích trong tay Chu Ly tuôn ra, cuối cùng lộ ra một đoạn móc câu bén ngót. Sợi xích này chính là vũ khí tu chân của Chu Ly, hắn có ngoại hiệu là Tàng Thiên Câu Chu Ly. Sợi xích này chẳng những có thể giết được địch, mà còn là pháp môn đặc biệt dùng để bắt đích. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lúc đó Chu Ly được bổ nhiệm làm người đuổi bắt Đậu Đậu. Mặc kệ là bắt người hay là bắt chó, Chu Ly đều rất có nghề. Đúng, sẽ không để ngươi trốn thoát đâu, yêu quái. Thiếu nữ bắt yêu ở phía trên dùng chất giọng trẻ con non trẻ của mình kêu to. Thí chủ, tiểu hòa thượng, sắp chết rồi, ô, ô, tiểu hòa thượng miệng sùi bọt mép, rốt cuộc không nhịn được nữa, thân thể mềm oặt ngã xuống. Dù sao thì tiểu hòa thượng chỉ mới hoàn thành trúc cơ không được bao lâu, lại thêm trước khi rời khỏi chùa nó chỉ mới mở được có khiếu thứ hai là nhãn khiếu. Cường độ thân thể thậm chí còn yếu hơn so với Tống Thư Hàng bây giờ nữa. Cổ bị dây siết lâu như thế, nó rốt cuộc không chịu nổi nữa. Cuối cùng, tiểu hòa thượng bị cô thiếu nữ bắt yêu kia kéo rơi xuống khỏi người Đậu Đậu. A a a a, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp núi đồi, nhưng không phải phát ra từ tiểu hòa thượng, mà là do cô thiếu nữ bắt yêu kia hét lên. Rõ ràng, trình độ tu vi của cô thiếu nữ này cũng không cao. Cô ta căn bản không có bản lĩnh bay được trong không trung. Tiểu hòa thượng rơi xuống khỏi người Đậu Đậu, cô ta cũng ngã xuống luôn, mà sợi dây xích của cô ta quấn trên cổ tiểu hòa thượng cũng bị bung ra. Đúng lúc này, Chu Ly quát khẽ một tiếng, hắn nhẹ nhàng kéo sợi dây xích quấn trên chân của thiếu nữ bắt yêu kia một cái, sợi dây xích bỗng linh hoạt như một con rắn dài, cuốn lấy cả thiếu nữ lẫn tiểu hòa thượng. Sợi dây xích cuốn lấy tiểu hòa thượng và thiếu nữ kia bay tới bên cạnh Chu Ly, sau đó, sợi dây xích lơ lửng trên không, không ngừng uốn lượn như một con rắn lớn. Đây là thuật pháp ngự kiếm phi hành của tu sĩ tứ phẩm, vũ khí của Chu Ly là một cái tỏa liên câu, móc xích cho nên hắn đây là ngự câu phi hành. Móc câu là một loại binh khí khá kỳ lạ, mặc dù có thể dùng được ở rất nhiều phương diện, nhưng so với phi kiếm, phi đao thì tốc độ phi hành của móc xích lại thua xa. Nhưng không sao hết, chẳng có ai quy định là tu sĩ chỉ có thể dùng một loại vũ khí. Thì thấy trong tay áo bên trái của Chu Ly có một kiếm hoàn bay ra, biến thành kiếm quang. Đây là phi kiếm kiếm hoàn mà Hoàng Sơn Chân Quân chuyên môn tạo ra cho hắn, để giành đuổi bắt Đậu Đậu. Lực công kích thì thường thôi, dùng để chiến đấu thì chẳng có hiệu quả gì mấy. Ưu điểm duy nhất của kiếm hoàn này chính là nhanh, tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Đậu Đậu, đừng hòng thoát, tiểu hòa thượng đã ở trong tay ra rồi, người có thể trốn thoát được à? Chu Ly kêu to. Đậu Đậu đang bay ở phía trước đột nhiên dừng bước, quay người lại. Nở một nụ cười cực kỳ nhân tính hóa, tiểu hòa thượng là ta cố ý để cho ngươi kéo xuống đấy, bởi vì cổ nó bị siết lấy, lại đang ở trên lưng ta không tiện tháo dây cho nó. Ha ha, mặc kệ thế nào, hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi về. Chu Ly trầm giọng nói vì tình yêu của hắn, nhất định phải bắt được Đậu Đậu về giao cho Tống Thư Hàng. Đến lúc đó, cuộc hẹn hạnh phúc 7 ngày đang đợi chờ hắn. Đây là kỳ nghỉ dài tận 7 ngày đấy, trong thời gian 7 ngày này. Hắn có thể thỏa sức làm những chuyện mà mình muốn làm rồi. Nghĩ tới đây, Chu Ly lập tức hăng máu lên, mắt cũng đỏ hoạch. Hắn chân đạp kiếm quang,
Ta cầm tỏa liên câu, nhìn chằm chằm vào đậu đậu. Ẩn ẩn đánh giá các hướng mà đậu đậu có thể chạy. Đừng sợ, ta có vài thứ tốt muốn cho ngươi xem này. Đậu đậu giơ chân trước lên lắc lắc, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười gian, một bàn chân khác thì móc từ trong mớ lông dày, lấy một chiếc điện thoại di động ra, sau đó đăng nhập vào một tài khoản. Chu Ly nhìn đậu đậu với vẻ cảnh giác, sợ nó làm trò mờ ám gì. Lúc này, trên gương mặt chó của đậu đậu lộ ra một nụ cười quái dị, nó mở miệng bắt đầu đọc diễn cảm, khụ khụ. À, cưng à, anh nhớ em, rất nhớ em. Mỗi ngày mỗi đêm anh đều luôn nhớ em, nhớ tới mức không thể nào ngủ được. À, cưng à, anh không thể chờ được nữa, chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ em, mãi cho tới vĩnh hằng. Quẹ, mắc ói quá. Sau khi đậu đậu đọc xong, Chu Ly khi nãy hãy còn đang hăng máu đột nhiên lộ ra vẻ mặt quái dị, hắn nhìn chằm chằm vào đậu đậu và chiếc điện thoại trong tay nó. Có muốn ta đọc tiếp nữa không? À, tin nhắn tiếp theo là gửi vào tối ngày hôm qua. À, cưng à, mỗi năm anh đều nhớ em đủ 365 ngày tương đương sắp bắt được đậu đậu về rồi. Lần này chỉ cần giao đậu đậu cho một vị tiểu hữu khác xong thì anh có thể được nghỉ ít nhất 7 ngày luôn. Cưng à, anh chỉ muốn bay tới bên cạnh em ngay lập tức mà thôi, cùng em trải qua thời gian 7 ngày ngọt ngào này, anh đã đặt sẵn chỗ hẹn trong bao ngày này rồi, anh nhất định sẽ khiến cuộc hẹn 7 ngày của chúng ta trở thành hồi ức đẹp nhất. Ha ha ha, đậu đậu lại đọc tiếp. Ánh mắt của Chu Ly đờ ra, sau đó hắn tức giận gầm lên, đậu đậu, người lấy đâu ra đoạn nhật ký chat này. Đây rõ ràng là mấy đoạn tin nhắn ngọt ngào mà hắn đã dùng một tài khoản riêng để nói chuyện với bạn gái tiên tử, cái con đậu đậu chẳng có tiết tháo này, lẽ nào nó ăn cắp tin nhắn của hắn? Tài khoản riêng này của hắn không có gia nhập nhóm Cửu Châu số 1, cũng không thêm bất kỳ đạo hữu trong giới tu sĩ nào khác, cho nên cũng không bảo mật đặc biệt gì, muốn đánh cắp thông tin cũng không khó khăn lắm. Nhất định là ngươi đang nghĩ rằng ta hack tài khoản của ngươi chứ gì? Đậu đậu cười ha hả, ngươi ngây thơ quá đấy. Nói xong, đậu đậu điều khiển điện thoại bay tới, để Sốc L nhìn thấy rõ tài khoản trên điện thoại của nó. Chỉ thấy đó là một tài khoản chat có avatar một tiên tử xinh đẹp, còn ở trên đó, toàn lấy mấy tin nhắn ngon ngọt tán tỉnh của tài khoản Chu Ly gửi tới. Bây giờ chắc là ngươi cho rằng ta hack tài khoản của cục cưng, nhà ngươi đúng không? Đậu đậu cười gian, ngươi lại ngây thơ nữa rồi. Để ta giúp ngươi hiểu rõ sự tàn khốc trên thế giới này đi từ đầu chí cuối, ngươi tình chàng ý thiếp. Bàn chuyện yêu đương, tính tới tương lai, nói về những chuyện hạnh phúc của đời người ở trên mạng với ngươi, đều là bản cầu cầu đậu đậu đây. Đậu đậu đắc ý cười ha hả. Chu Ly cứng người. Không thể nào, rõ ràng ta và cô ấy đã gặp mặt ở ngoài đời rồi. Chu Ly lớn tiếng nói. Ha ha ha, dựa vào mị lực của bản đậu đậu ta đây, tùy tiện vào một môn phái nào đó tìm một vị nữ tu, bán manh lăn lộn trong lòng bọn họ một lát. Nhờ bọn họ giúp ta một việc không lớn không nhỏ, dễ như trở bàn tay ấy mà. Ngươi nhớ lại lần đầu tiên ngươi gặp mặt cô ta đi, có phải từ đầu chí cuối cô ta chỉ mỉm cười rất đỗi dịu dàng, thật không khác gì có thể bao dung tất cả con người ngươi đúng không? Nhưng lại không muốn nói nhiều về nội dung cuộc trò chuyện của hai người ở trên mạng đúng chứ? Đậu đậu cười tựa như ác ma. Không thể nào, ngươi lừa ta, Chu Ly cắn răng nói. Ha ha, không thể á. Ngươi ngây thơ quá rồi đó Chu Ly. Đậu đậu ngửa mặt lên trời cười lớn, ngươi cho rằng có nữ tu nào chịu nổi gã đàn ông như ngươi hả? Một năm bốn mùa chẳng có lúc nào rảnh rỗi để ở bên cạnh họ, suốt ngày chỉ đuổi theo một con kinh ba chạy khắp thế giới, để họ phòng đơn lẻ bóng. Sau khi dừng lại một lúc, đậu đậu lắc lắc màn hình, trên đời này không có nữ tu nào như thế đâu, nếu có thì cũng chỉ có thể là ở trong mơ với giả dối mà thôi. Đã thấy rồi chứ, đây chính là hiện thực đấy. Chu Ly ngây ra như phỗng. Mà trong nháy mắt khi Chu Ly ngẩn người thì thân thể đậu đậu nhoáng lên nhanh như chớp, thoát cái đã phóng tới, cướp lấy tiểu hòa thượng, nhanh chóng bỏ chạy thật xa. Tiểu hòa thượng nằm dạp trên người đậu đậu, quay đầu lại nhìn Chu Ly đang đứng ngây ra với vẻ lo lắng. Đậu đậu tiền bối à, chúng ta đối phó với Chu Ly sư huynh như thế có phải là hơi quá đáng rồi không? Đậu đậu dè dặt hỏi lại, nó cảm thấy Chu Ly sư huynh thật đáng thương. Nữ tu mà hắn yêu mến lại là đậu đậu tiền bối giả dạng. Cứ nghĩ tới Chu Ly sư huynh lại ngồi nói chuyện yêu đương với một con kinh ba thì tiểu hòa thượng lại cảm thấy, nếu mình mà là Chu Ly sư huynh thì sẽ phát điên mất thôi. Đáng thương cái con khỉ, người khác hâm mộ hắn còn không kịp đây, đậu đậu hừ lạnh nói, mỗi ngày cắm mặt chạy theo một con kinh ba khắp nơi, thế mà lại có một nữ tu nguyện ý lặng lẽ chờ đợi hắn, loại tình tiết chỉ có ở trong mơ với lửa phỉnh này mà hắn lại gặp được,
đúng là đáng chết, có không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn đấy. Hả, nữ tu kia không phải là Đậu Đậu tiền bối ngươi đóng giả à? Tiểu hòa thượng nghi hoặc hỏi. Ngươi cảm thấy ta là kẻ có thể ngồi nhắn tin xến xúa gớm ói với sinh vật giống đực như Chu Ly mỗi ngày à? Cái tài khoản kia là do ta lăn lộn bán manh ở nhà vị nữ tu kia mấy ngày liền mới trộm được đấy, Đậu Đậu cười hắc hắc nói. Ta cảm thấy tiền bối người rất giống kiểu có thể làm được mấy chuyện đó, tiểu hòa thượng nói chắc nịch luôn, nếu như là người khác thì tiểu hòa thượng không dám chắc, nhưng nếu như là Đậu Đậu tiền bối thì đúng là dám làm ra mấy chuyện không có tiết tháo này lắm. Còn nữa, Đậu Đậu tiền bối, nói dối là hư lắm. Sẽ bị đánh mông đấy, tiểu hòa thượng nói cực kỳ nghiêm túc. Đậu Đậu, ngươi có tin là ta sẽ ném ngươi xuống ngay lập tức không hả cái thằng ngoắt này? Vì cứu ngươi cho nên ta mới phải nói dối như thế đấy. Đậu Đậu gào lên. Xin lỗi, tiểu hòa thượng quyết đoán nhận lỗi, nhưng một lúc sau, nó lại nói rất đỗi chân thành, nhưng thật sự nói dối không tốt đâu. Lúc này Đậu Đậu thật sự muốn đưa tiểu hòa thượng về. Chấm chấm. Sau lưng, Chu Ly ngơ ngác đứng trên phi kiếm, mặt mày trắng bệch. Thúc thúc, đừng khóc, thiếu nữ bắt yêu đứng bên cạnh Lý Nhí lên tiếng. Ha ha, Đậu Đậu, Đậu Đậu, ngươi dám đùa bỡn tình cảm của ta. Chu Ly phát ra tràng cười quái dị, ta muốn liều mạng với ngươi. Phi kiếm độn quang lóe lên, Chu Ly mang theo thiếu nữ bắt yêu nọ, gào to một tiếng đuổi theo Đậu Đậu. Thúc thúc cố gắng lên, chúng ta đi làm thịt con đại yêu khuyển kia. Thiếu nữ reo lên. Làm thịt nó, làm thịt nó. Chu Ly tức giận gầm to. Chấm. Lúc này, trong nhà Tống Thư Hàng ở thành phố Văn Châu. Tống Thư Hàng mở mắt ra, đã xong phần minh tưởng hôm nay. Vẫn chưa có tin gì từ Bạch Tiền Bối, không biết ngày mai Bạch Tiền Bối có thể mang theo Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng về không nữa. Hắn nghĩ thầm trong lòng. Ngoài ra, vẫn chưa hoàn thành phần tu luyện của hôm nay nữa. Phải đợi người trong nhà ngủ xong thì mới có thể lén chạy ra ngoài tu luyện được. Tốc độ tích lũy khí huyết trong nhĩ khiếu còn nhanh hơn mình nghĩ. Cao lắm là ngày mai sẽ đột phá rồi, Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Cũng không biết sau khi nhĩ khiếu mở ra thì mình có cơ hội đạt được một nhĩ khiếu thiên phú hay không nữa. Chương 277, cách dò đường bằng nhánh cây vô cùng đáng gờm. Khi ở cảnh giới nhất phẩm, lúc mở được bốn khiếu huyệt ra thì ít nhất các tu sĩ đều đạt được một loại thiên phú, cũng có những người may mắn thì có thể có cơ hội đạt được hai loại khiếu huyệt thiên phú luôn. Tống Thư Hàng đã mở được thiên phú nhãn khiếu, nhưng lúc mở tị khiếu thì không thức tỉnh được loại thiên phú nào. Không biết mình có đủ may mắn, thức tỉnh được thiên phú tương ứng khi mở nhĩ khiếu và khẩu khiếu hay không nữa. Từ khi bắt đầu tu luyện tới nay, đã hơn một tháng rồi. Bất giác đã mở ra được tới nhĩ khiếu rồi. Nhớ lại những chuyện đã qua, quả thật cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy, Tống Thư Hàng cảm thán. Các tiền bối trong nhóm đều nói làm tán tu rất vất vả, nhưng một đường này, trước tiên hắn gặp được Vũ Nhu Tử, lại gặp được Dược Sư, sau đó lại gặp Tô Thị A Thập Lục. Sau đó lại có Bạch Tiền Bối, con đường tu hành vô cùng thuận lợi, không hề thua kém gì những đệ tử tinh anh trong các môn phái cả. Trong túi áo, Thông Nương cắm rễ trên Ngộ Đạo Thạch đã khóc ngất rồi, chỉ mới hơn một tháng thôi mà đã tu luyện tới cảnh giới chuẩn bị trùng kích nhĩ khiếu rồi cơ á. Còn cô, hơn 300 năm trời, khó khăn lắm mới mở được khiếu thứ ba là tị khiếu. Cách lúc mở được nhĩ khiếu còn xa vời vợi luôn. Đồng thời, chỉ cần cô nghĩ tới chuyện Tống Thư Hàng có thể một hơi phá tan được tị khiếu, rồi thích đầy khí huyết trong nhĩ khiếu là vì ăn lá hành của cô thì cô lại càng muốn khóc hơn. Cô thế này khác gì đang bồi dưỡng cho kẻ địch đâu. Đáng chết, làm sao bây giờ, muốn khóc quá đi mất. Thứ bảy, ngày 13 tháng 7, trời mưa nhỏ. Tống Thư Hàng đứng trên bãi đất trống giữa núi rừng, hai tay hơi giơ lên, nhắm mắt lại. Cảm thụ thật kỹ tiếng rơi khẽ khàng của từng hạt mưa rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cùng với tiếng hạt mưa rơi trên lá cây. Tiếng hót của các loài chim. Tiếng côn trùng kêu ra rích. Tiếng các loài động vật nho nhỏ chạy qua lại trong các bụi cây. Thậm chí là tiếng các loài sinh vật chui lúc nhúc ở trong bùn. Tất cả thanh âm đều hợp lại thành một khúc hòa tấu tuyệt vời của thiên nhiên, truyền vào trong tai của Tống Thư Hàng. Hắn lắng nghe thanh âm tuyệt diệu này. Bất giác đã đắm mình vào trong đó. Bởi vì hắn đã mở được nhĩ khiếu, cho nên mới có thể nghe thấy những âm thanh này. Hôm nay sau khi tu luyện xong, đúng như Tống Thư Hàng dự đoán, khí huyết trong nhĩ khiếu đã đầy, thoát cái đã phá tan bình cảnh trong nhĩ khiếu của hắn. Nháy mắt, hắn giống như một người thính lực không tốt, thoát cái đã lành lặn như thường.
tất cả những thanh âm trước kia chưa từng nghe thấy đều truyền vào trong tai của hắn. Nhĩ khiếu mở ra, cũng không chỉ là phóng đại thanh âm lên. Thanh âm khi người bình thường nói chuyện, Tống Thư Hàng nghe vào tai cũng vẫn y hệt như cũ, không khác gì mấy, chỉ có phần rõ ràng hơn mà thôi, chứ cũng không biến thành lớn tới mức đinh tai nhức áo. Sau khi nhĩ khiếu mở ra thì có thể khiến cho hắn nghe thấy rất nhiều thanh âm mà người bình thường không thể nào nghe thấy được, thậm chí là một số song âm đặc biệt khác. Thanh âm đến từ tự nhiên, tuyệt vời tới mức khiến cho người ta không thể nào tự kiềm chế được. Chỉ tiếc là hắn vẫn không thể mở được nhĩ khiếu thiên phú. Bất quá, hắn vẫn còn cơ hội, hắn vẫn còn khẩu khiếu chưa mở, nói không chừng sẽ có được một khẩu khiếu thiên phú kha khá đây. Tống Thư Hàng cảm giác mình là kẻ rất may mắn. Hơn nữa, cho dù thật sự không mở được khẩu khiếu thiên phú thì ít nhất hắn cũng đã có được một cái nhãn khiếu thiên phú không tệ rồi, chẳng có gì để thất vọng cả. Một lúc lâu sau, khi quần áo của Tống Thư Hàng đều ướt đẫm cả rồi, hắn mới lưu luyến rời khỏi trạng thái kỳ diệu kia. Lúc này Tống Thư Hàng vẫn chưa biết rằng, có thể nghe thấy đọc thanh âm của tự nhiên thế này rất có ích cho tu chân giả, đặc biệt là trong việc gia tăng tâm cảnh và tinh thần lực. Hắn chọn đột phá bình cảnh nhĩ khiếu ở trong núi rừng thế này, đúng là vô tình lại làm nên quyết định vô cùng chính xác. Đã mở được nhĩ khiếu rồi, ngày mai sẽ xuất phát đi tới hòn đảo nghỉ mát ở biển Đông thôi, nói xong, Tống Thư Hàng móc điện thoại di động ra xem. Bạch tôn giả vẫn không thấy gửi tin gì về, chẳng lẽ bạch tiền bối vẫn không thể tìm được đậu đậu. Lần này đám đậu đậu nấp kỹ đến thế cơ à? Nếu như khuya hôm nay mà bạch tôn giả vẫn không thể đưa bọn đậu đậu về thì cũng chỉ có thể chờ đến hòn đảo nghỉ phép kia rồi lại họp mặt với họ sau vậy. Tống Thư Hàng nhét điện thoại vào túi lại. Sau đó, hắn lại lấy Andy ra khỏi túi, nhìn thông nương đang mọc ở trên nó. Trồi lá mới của thông nương mới chỉ nhú ra được có chừng cái móng tay. Mở được nhĩ khiếu rồi, tiếp theo chính là khẩu khiếu. Dù ăn cái này vào chắc cũng không thể lấp đầy khí huyết vào khẩu khiếu của mình đâu nhỉ. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Hơn nữa, không có tiền bối ở bên cạnh, ăn lá của thông nương nguy hiểm lắm ủa, đợi đã. Khi nãy mình đang suy xét vấn đề, có nên ăn thông nương hay không, rất đỗi nghiêm túc à. Đây đúng là một suy nghĩ nguy hiểm mà. Lúc này, thân thể của thông nương ở trên Andy đang run lẩy bẩy. Làm ơn đừng ăn ta. Thông nương cất tiếng van nài, lúc bị cắt ra đau lắm đấy. Tống Thư Hàng kinh ngạc hỏi, ồ, ngươi có thể nói chuyện được rồi à? Có thể nói rồi. Tự nhiên cái nói chuyện được vậy á? Thông nương nói, đừng ăn ta nhé. Ta có thể đưa công pháp sư tử hống của Phật môn cho ngươi. Không phải ngươi muốn mở khẩu khiếu à? Trùng hợp công pháp sư tử hống này lại có liên quan với khẩu khiếu đây. Ngươi chỉ cần tu luyện nó thì sẽ giúp cho việc mở khẩu khiếu nhiều lắm. Ồ, Tống Thư Hàng chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Sao hả, chỉ cần ngươi đồng ý không cắt lá của ta nữa thì ta sẽ lập tức đưa quyển công pháp sư tử hống của Phật môn kia cho ngươi, được không? Thông nương hỏi lại với vẻ mong chờ. Được, Tống Thư Hàng cười đáp vốn hắn cũng không định ăn lá của thông nương nữa. Bởi vì nghĩ tới đối phương là một cọng hành tinh có thể hóa thân thành một thiếu nữ. Ăn lá hành của cô ta sẽ khiến hắn có cảm giác tội lỗi lắm. Chấm. Bên kia, bạch tôn giả thì đang tìm kiếm đậu đậu và tiểu hòa thượng. Hắn bay thẳng về một hướng, bạch tôn giả vô cùng tự tin về việc liệu mình có tìm được đậu đậu và tiểu hòa thượng hay không. Bởi vì hắn có một cách truy tung độc môn vô cùng đáng sợ. Bay mãi, rốt cuộc bạch tôn giả cũng đáp xuống đất. Sau đó, hắn tìm đại một nhánh cây, ném lên trời. Sau khi xoay tròn 16 vòng thì nhánh cây kia rơi xuống đất, một đầu nhánh cây chỉ thẳng về phía tây nam. Ồ, ở phía tây nam à? Bạch tôn giả âm thầm gật đầu, lại nhảy lên độn quang, bay thẳng về phía tây nam không chút do dự. Đây là kỹ xảo truy tung riêng biệt vô cùng bá đạo của bạch tôn giả. Mặc kệ kẻ bị truy tung am tường về thuật phản truy tung cỡ nào đi nữa, thì trước cách dò đường bằng nhánh cây, bá đạo này của bạch tôn giả cũng khó lòng mà trốn thoát. Dù ngươi có ném hết toàn bộ tung tích di chuyển của mình đi thì cũng vô dụng bởi vì bạch tôn giả hoàn toàn không thèm nhìn dấu tích của ngươi. Bất quá, cách dò đường này chỉ hạn chế cho riêng mỗi mình bạch tôn giả dùng được, những người khác dùng thì sẽ không có hiệu quả. Hơn nữa, cách truy tung này cũng có một nhược điểm nhỏ. Ví như, trong lúc bạch tôn giả dựa vào hướng của nhánh cây để đuổi theo, nhưng kẻ bị truy tung tự nhiên lại đổi hướng khác chạy, trên đường đi mà bạch tôn giả không dùng. Cách dò đường bằng nhánh cây, thêm lần nữa thì sẽ chạy lố theo đường cũ, càng đi càng xa.
Lỡ mà mắc phải, thì chỉ có thể chờ tới khi Bạch Tôn giả lại dùng cách dò đường bằng nhánh cây, thêm lần nữa thì mới phát hiện ra, tới khi đó phải quay lại đuổi theo hướng khác, hơi bị tốn thời gian một chút. Nhưng mặc kệ thế nào, đây vẫn là một cách truy tung rất đáng sợ, tìm được Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Chấm. Chủ nhật ngày 14 tháng 7, trời nắng. Bạch Tôn giả, Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng đều chưa quay về. Sau khi Vũ Nhu Tử đi giúp đỡ bạn thân của mình thì tạm thời không có tin tức gì. Tống Thư Hàng kéo cái băng bịt tay trên cổ tay của mình ra, nhìn cái hình dán Anhem Hồ Lô 3D ở trên đó, và cái vòng tay kiểu nữ ở cạnh. Sau đó hắn lại lặng lẽ kéo cái băng bịt tay xuống che lại, nếu để lộ hai thứ này ra, bị bạn bè nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Bất quá, có hai thứ này, Bạch Tôn giả và Vũ Nhu Tử đều có thể biết được hắn đang ở đâu. Tới lúc đó, dù mình tới hòn đảo kia chơi thì Bạch Tiền Bối và Vũ Nhu Tử đều có thể tìm được mình dễ dàng. Điều duy nhất cần lo lắng chính là lên máy bay phải tắt máy. Lỡ như lúc đó Bạch Tôn giả và Vũ Nhu Tử liên lạc với hắn thì sao? Nếu không liên lạc được, Bạch Tiền Bối gửi Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng lên phi kiếm dùng một lần bay cái vèo tới thì sao bây giờ? Máy bay có bị bắn nổ luôn không? Vũ Nhu Tử bên kia cũng thế, lỡ như cô ấy dùng vạn lý phi độn thuật bay qua, đâm máy bay lủng một lỗ thì toi đời. Trước khi lên máy bay mà Bạch Tiền Bối và Vũ Nhu Tử vẫn không nhắn gì thì phải gọi điện báo cho bọn họ biết trước. Nhất định phải tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì DT vang lên. Là Cao Mỗ Mỗ gọi tới. Thư Hàng mày còn ở nhà không? Thằng Gia Cát Trung Dương kia đã cho người lái xe đến nhà đón mày rồi, chuẩn bị xuất phát đi, Cao Mỗ Mỗ nói. Tao chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ bọn mày tới đón tao thôi, Tống Thư Hàng cười nói. Hành lý của hắn là một cái ba lô nhỏ, nhét thêm mấy vạn tiền mặt với bảo đao bá toái trong trạng thái ẩn thân. Trên tay đeo chiếc nhẫn cổ đồng, cổ thì đeo hộ phù thanh phong gia tốc. Trong túi thì còn một tờ kiếm phù cuối cùng với 8 tờ phá tà phù. Cuối cùng là khí huyết đan, thối thể dịch, ít cốc đan. Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ. Mày xuống dưới lầu đợi đi. Sắp tới rồi đấy, Cao Mỗ Mỗ nói xong thì lại rẻ bĩu, còn nữa, không phải mày bảo sẽ dắt thêm vài người bạn à? Sao cuối cùng còn có mỗi mình mày thế? Mày đừng có ngại mà, có bao nhiêu bạn thì cứ rủ theo hết đi, đừng sợ tốn tiền. Ha ha, mấy người bạn của tao đang có việc, nhưng tới lúc đó họ cũng sẽ lên hòn đảo kia họp mặt với bọn mình thôi, Tống Thư Hàng cười đáp. Cao Mỗ Mỗ lại than thở tiếc nuối thêm mấy câu, rồi mới chịu cúp máy. Không ngờ cuối cùng lại đi một mình thế này. Tống Thư Hàng đeo ba lô lên, ra khỏi phòng, quay sang nói với mẹ Tống đang ngồi xem tivi, mẹ ơi, con đi đây. Đi đường cẩn thận nhé, nếu như cô bé Vũ Nhu Tử kia có tới cùng thì chờ mấy đứa chơi xong con nhớ phải đưa cô bé ấy về nhà mình chơi mấy ngày nhé. Mẹ Tống nói, con nhớ rồi, Tống Thư Hàng phất tay cười nói. Chương 278, ý trời đã định, trùng hợp đến nhường này. Gia Cát Trung Dương phái người lái xe tới chờ Tống Thư Hàng tới sân bay. Sau khi xuống xe, Tống Thư Hàng xách ba lô của mình lên. Sau đó, lập tức nhìn thấy Gia Cát Trung Dương, Gia Cát Nguyệt, Cao Mỗ Mỗ, Nhà Y và Lâm Thổ Ba. Bên còn lại thì là cô nàng Lục Phỉ với dáng người nóng bỏng và một cô nàng trông như Lục Phỉ phiên bản thanh thục hơn, ấy chính là chị gái của Lục Phỉ, cũng là đối tượng hẹn hò của Gia Cát Trung Dương lần này. Cao Mỗ Mỗ từng cá với Tống Thư Hàng rằng sau khi Gia Cát Trung Dương gặp mặt chị gái của Lục Phỉ, nếu như cho hai người bọn họ cơ hội ở riêng một mình thì chỉ cần 3 phút thôi, thì lần xem mắt của hai người bọn họ sẽ lập tức bể kèo ngay. Bởi vì với tính tình của tên tiện nhân Gia Cát Trung Dương thì chắc cả đời này cũng khó mà có nổi bạn gái. Lúc ấy, nhìn thấy bộ dạng dương dương đắc ý của Cao Mỗ Mỗ, Tống Thư Hàng rất muốn nhắc nhở Cao Mỗ Mỗ rằng, nếu như Gia Cát Trung Dương vẫn không thể tìm thấy một cô bạn gái thích hợp thì vẫn sẽ bám dịt lấy Cao Mỗ Mỗ không buông. Nhưng khi ấy Tống Thư Hàng thấy Cao Mỗ Mỗ đắc ý quá, lại không nỡ đánh vỡ hứng thú của cậu ta. Chấm. Hửm, sau khi thấy mọi người, ánh mắt của Tống Thư Hàng lại rời về phía Gia Cát Nguyệt. Bởi vì trạng thái của Gia Cát Nguyệt hôm nay không đúng lắm, hiếm khi thấy Gia Cát Nguyệt mặt mày xấu hổ, khép nép đứng sau lưng Gia Cát Trung Dương và Cao Mỗ Mỗ, không chịu bước ra. Chuyện gì thế này? Với tính tình của Gia Cát Nguyệt thì sao có thể yên lặng như thế được? Có chuyện gì xảy ra à? Tống Thư Hàng lại nhìn về phía mấy người còn lại ở bên chỗ Lục Phỉ. Sau đó, nháy mắt, Tống Thư Hàng đã thấy được người mà bây giờ hắn không muốn nhìn thấy nhất.
đó là một ông Tây trung niên, mặt mày hồng hào. Có một cô nàng con lai tóc vàng đứng bên cạnh hắn. Cô nàng con lai kia đang cười cười nói nói với Lục Phỉ. Xem ra quan hệ của hai người bọn họ cũng tốt lắm. Trong nháy mắt khi nhìn thấy người đàn ông ngước ngoài kia, Tống Thư Hàng hận bản thân mình không mọc ra 6 cái chân để chạy ngay về trên xe lại. Bởi vì người đàn ông kia chính là Joseph G. Maupassant. Có lẽ rất nhiều người đã quên mất tên của ông ta rồi, bởi vì ông ta xuất hiện không nhiều lắm. Nhưng chỉ cần nói tới tuyệt thế thần công thời đại đang vẫy gọi thì tin là mọi người có thể nhớ ra ông ta ngay. Sao lại trùng hợp thế này? Tống Thư Hàng còn cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại vị đệ tử trên danh nghĩa Joseph này, dù sao thì khu đại học Giang Nam to nhường ấy, số lượng sinh viên trong đó cũng khổng lồ như thế. Trong biển người như thế, xác suất gặp lại phụ huynh của một học sinh nhỏ tới mức nào? Thế mà chuyện này lại trùng hợp như thế mới đau. Joseph khi Maupassant đứng bên cạnh Lục Phỉ, mỉm cười hiền tư. Tống Thư Hàng lập tức hiểu rõ vì sao hôm nay Gia Cát Nguyệt đột nhiên lại biến thành ngượng ngùng khép nép như thế, bởi vì Gia Cát Nguyệt từng gửi một đoạn video lên web trường. Tiêu đề của video kia chính là buồn cười chết mất. Mọi người vào xem chân diện mục của công phu hoa hạ trong mắt người nước ngoài này. Nhân vật chính trong video kia đúng là Joseph khi Maupassant tiên sinh đang say rượu. Tống Thư Hàng vô thức sờ lên cái kim gài áo có thể biến hình mà Vũ Nhu Tử đã cho hắn mượn, muốn biến hình một phen. Nhưng, đã muộn mất rồi. Từ lúc hắn bước xe đi về phía Cao Mỗ Mỗ và Gia Cát Trung Dương thì Joseph tiên sinh vốn đang đứng nói chuyện với mọi người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, vẻ kinh ngạc này biến thành vui mừng hớn hở. Sư phò, Joseph khi Maupassant tiên sinh chạy tới chỗ Tống Thư Hàng với tốc độ chạy nước rút 100 mét. Dùng tiếng trung lọng ngọng kêu to. Sau đó, hắn cho Tống Thư Hàng một cái ôm ghì cực kỳ nhiệt tình. Sư phó ơi, không ngờ ở đây, ta vẫn có thể gặp lại ngươi. Chúng ta đúng là có duyên với nhau. Joseph khi Maupassant cười ha ha nói. Ha ha, đúng vậy, đúng là có duyên. Tống Thư Hàng cười gượng đúng là có duyên thật đấy, mà toàn là nghiệt duyên thôi. Thế giới này lớn như thế, phải đến mấy tỷ người. Thế mà hắn vẫn có thể gặp lại Joseph. Đây phải trùng hợp tới cỡ nào mới được thế đây? Chấm. Sau lưng, Cao Mỗ Mỗ, Gia Cát Trung Dương và cô nàng con lai kia thấy Joseph tiên sinh đột nhiên hớn hở chạy về phía Tống Thư Hàng thì đều ngu người. Bạn cùng phòng Cao Mỗ Mỗ và Lâm Thổ Ba đều cảm thấy nghi hoặc, lúc gặp mình Joseph tiên sinh có nhiệt tình như thế đâu. Tống Thư Hàng nó có quan hệ thân thiết với vị Joseph này như thế thì từ khi nào đây? Sau đó, khi Joseph tiên sinh kêu oang oang, sư phò, sư phò, thì cả bọn lập tức hiểu ra ngay. Phụt, Cao Mỗ Mỗ đang uống nước, bị sặc phun hết ra, bắn hết lên trên mặt của Gia Cát Trung Dương đang đứng bên cạnh cậu. Hóa ra, vị cao thủ võ lâm tình cờ gặp được trong đại hội thể thao của con gái, mà Joseph tiên sinh từng nhắc tới ở trong video của Gia Cát Nguyệt chính là Tống Thư Hàng. Thật không ngờ Tống Thư Hàng lại xấu xa như thế, dám dạy bài tập thể dục thời đại vẫy gọi cho người ta xong còn bịa là tuyệt thế võ công. Gia Cát Nguyệt nấp ở đằng sau nhịn đỏ cả mặt, muốn cười lắm nhưng không dám. Bởi vì cô là người up video lên, nên khi nãy bị con gái của Joseph bắt gặp, còn bị con gái của Joseph ghi thù kia kìa. Nếu như con gái của Joseph mà là loại nóng tính, mắng thẳng mặt Gia Cát Nguyệt mấy câu thì chắc trong lòng Gia Cát Nguyệt còn dễ chịu một chút. Nhưng con gái Joseph lại là cô nàng có tính tình dịu dàng, nhưng lại tức ngầm ấy. Từ khi cô bắt gặp Gia Cát Nguyệt tới nay, không hề mắng chửi gì. Chỉ dùng giọng nói dịu dàng của cô bắt đầu than thở oán thầm trọn 20 phút rồi. Gia Cát Nguyệt bị dọa sợ hết hồn, bởi vì đây là kiểu người mà cô không giỏi ứng phó nhất. Sư phò, bộ võ công mà ngươi dạy cho ta rất tuyệt. Mỗi ngày ta đều siêng năng tập luyện, ta cảm giác gần đây thân thể của ta khỏe mạnh hơn nhiều lắm, Joseph hớn hở nói với Tống Thư Hàng. Xem ra hắn vẫn chưa biết, thời đại vẫy gọi, mà mình học được từ chỗ Tống Thư Hàng chỉ là một bài tập thể dục mà thôi thì phải. Cũng đúng, với tính tình của con gái hắn thì bảo đảm không nỡ phá hỏng giấc mơ của cha mình. Hơn nữa dù sao nếu chăm chỉ tập theo bài tập thể dục này thì cũng có lợi cho thân thể. Mà bản thân Joseph, nếu như không ai nói cho hắn biết thì bản thân hắn sẽ không phát hiện ra được, bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Tống Thư Hàng tu luyện ở trong tòa nhà bỏ hoang kia. Lúc đánh ra mỗi quyền thì không khí đều rung động bạch bạch như phát nổ. Không phải hiệu ứng trong phim, đây chính là Kung Fu Chinese. Cho nên, Joseph đã nuôi mộng công phu từ nhỏ mới không hề nghi ngờ gì. Ha ha,
Ha ha, đây nhất định là do bản thân ngươi cố gắng tu luyện đấy. Tống Thư Hàng cười khan nói, trong nháy mắt khi bị Joseph ôm lấy, Tống Thư Hàng phát hiện tố chất thân thể của Joseph đúng là mạnh mẽ hơn thật. Cảm giác này rất rõ ràng. Lau mồ hôi, rốt cuộc mỗi ngày phải tập cái bài thể dục này bao nhiêu lần thì mới có thể khiến cho cường độ thân thể của một người có thể tăng lên lớn như thế trong vòng một tháng đây. Trong lòng Tống Thư Hàng thật sự không biết phải làm sao với vị đệ tử danh nghĩa này của mình. Nhưng hắn cũng hết cách, mấy loại công pháp như kim cương bản bản quyền pháp, bất động kim cương thân, chân ngã minh tưởng kinh của hắn đều cần phải có sự đồng ý của Thông Huyền Đại Sư thì mới có thể truyền cho người khác được. Mà muốn Thông Huyền Đại Sư đồng ý cho mình dạy lại cho người khác thì phải trả một cái giá lớn, bây giờ Tống Thư Hàng căn bản không trả nổi. Hỏa diễm đao mà hắn học được trong mơ thì Xích Tiêu Tử tiền bối không hề nói là cấm truyền ra. Nhưng đao pháp này nhất định ẩn chứa điều gì đó. Chỉ cần Tống Thư Hàng không bị bại não thì khó mà dạy hỏa diễm đao này cho người khác được. Ngẫm lại mới thấy, sư phụ, như mình mà chẳng có cái gì hết. Cảm ơn sư phò đã khen, đáng tiếc thời gian rảnh rỗi của ta có hạn, mỗi ngày chỉ có thể luyện được có 30 lần. Đúng rồi, sư phò, khi nào thì ta mới có thể tu luyện ra được cái cảm giác có dòng khí lưu ấm áp chảy khắp cơ thể đây? Joseph hỏi với vẻ mong chờ, hắn cũng muốn mình có thể làm được như Tống Thư Hàng khi đó. Vung quyền một cái thì không khí sẽ nổ lốp bốp. Nếu như có thể đánh không khí nổ kiểu đó, đời này hắn chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Ha ha ha, chuyện này không nói chắc được. Tư chất của mỗi người đều khác nhau, công pháp tu luyện cũng khác, thời gian cũng khác. Tống Thư Hàng nói xong thì lại cảm thán. Hơn nữa, người đã bỏ lỡ độ tuổi tu luyện tốt nhất rồi, cho nên chắc chắn phải tốn thời gian hơn người thường một chút. Không chỉ riêng Joseph. Bản thân Tống Thư Hàng cũng đã bỏ lỡ độ tuổi tu luyện tốt nhất mất rồi, khi bắt đầu tu luyện thì phải vất vả gấp đôi, nhưng hiệu quả thu được chưa chắc đã bằng người ta. Ta hiểu rồi, sư phò, sau này ta sẽ cố gắng tu luyện thêm nữa. Joseph vỗ ngực nói, sau đó, hắn nhiệt tình kéo Tống Thư Hàng đi tới trước mặt cô gái con lai tóc vàng kia, tới đây, sư phò. Ta dắt người tới gặp con gái ta đây, lại nói, con gái của ta cũng giống với sư phò đó, đều học ở khu đại học Giang Nam ấy. Hả? Con gái của Joseph cũng ở đây. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy như có sét đánh giữa trời quang đập thẳng lên đầu hắn, tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi. Chấm. Cô gái con lai tóc vàng kia im lặng đứng đó, chờ cha mình kéo, đầu sỏ gây họa tới. Sư phò, đây chính là con gái của ta, tên là Song Tuyết Mao Patson, tiếng Trung theo họ mẹ, tên là Kỷ Song Tuyết. Joseph vui vẻ giới thiệu, con gái chính là niềm tự hào của ông. À. Sư phò tên, à, sư phò ngươi tên gì thế? Joseph gãi đầu, xấu hổ quay đầu lại nhìn Tống Thư Hàng. Hình như lần trước hắn quên mất không hỏi tên của sư phò thì phải. Xin chào, bạn học Tống Thư Hàng, lúc này, Kỷ Song Tuyết cất giọng dịu dàng chào hỏi rất đỗi thân thiết, đồng thời, cô còn giơ bàn tay trắng nõn ra với Tống Thư Hàng tên của Tống Thư Hàng, khi nãy cô đã nghe được từ chỗ bạn học Lục Phỉ rồi. Xin chào, bạn học Kỷ Song Tuyết. Tống Thư Hàng cười khổ, vươn tay ra bắt tay của Kỷ Song Tuyết. Lục Phỉ đứng bên cạnh buồn cười, nhưng cảm thấy nếu cười thì không phải phép lắm, nên nghẹn cười đỏ hết cả mặt. Còn chị gái của Lục Phỉ không biết gì hết, nên mặt mày ngơ ngác đứng kế bên. Ánh mắt của Tống Thư Hàng lơ đễnh lướt qua Lục Phỉ, cô nàng lập tức thè lưỡi, làm mặt quỷ với Tống Thư Hàng. Nụ cười trên mặt Tống Thư Hàng lại càng khó coi hơn. Chương 279, mau hỏi Thư Hàng xem là ai đuổi theo chúng ta. Bắt xong tay, Kỷ Song Tuyết cũng không có trách cứ việc Tống Thư Hàng dạy bộ tuyệt thế võ công, thời đại vẫy gọi cho Joseph. Cô chỉ, yên lặng dùng ánh mắt cực kỳ u oán nhìn về phía Tống Thư Hàng. Loại ánh mắt u oán kia, khiến Tống Thư Hàng đứng ngồi không yên, như mọc gai trên lưng. Đây chính là thủ đoạn giết người bằng sự dịu dàng đáng sợ nhất đây mà. Nửa giờ sau, Gia Cát Trung Dương mang theo mọi người đi đăng ký. Ánh mắt u oán kia mới tạm thời dừng lại, Tống Thư Hàng rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đăng ký, Tống Thư Hàng gọi điện thoại cho Bạch Tôn Giả, nói cho hắn biết bây giờ mình đã lên máy bay. Cũng hỏi thăm xem đã thấy Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng chưa. Bạch Tôn Giả nói là đã cảm ứng được khí tức của Đậu Đậu rồi, nhiều nhất là buổi trưa hôm nay thì có thể bắt được Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng, dẫn bọn nó trở về ngay. Cũng bảo Tống Thư Hàng đến hòn đảo nghi phép kia xong thì lại gọi điện thoại báo cho hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ dùng phi kiếm đưa Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng về. Về sau, Tống Thư Hàng lại gọi điện thoại cho Vũ Nhu Tử. Bất quá,
không liên lạc được với Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng đành phải gửi một tin nhắn, đồng thời cũng gửi thêm một tin trên nick chat cho cô. Lúc đăng ký, Joseph nhiệt tình chạy tới, cứ nằng nặc đòi đeo ba lô dùng Tống Thư Hàng, còn mượn cớ là, sư phụ có việc, đệ tử phải giúp đỡ. Nhưng đây chỉ là một cái ba lô nhỏ thôi mà. Sau khi lên máy bay, Tống Thư Hàng mới biết, hóa ra Joseph và con gái không đi cùng với GC. Hắn là nhân dịp nghỉ hè nên đưa con gái ra nước ngoài chơi, trùng hợp mục tiêu của bọn họ cũng là hòn đảo nghỉ phép ở biển Đông kia, còn vợ của Joseph thì đã tới hòn đảo đó chờ hai cha con họ tới sau rồi. Tống Thư Hàng chỉ có thể câm nín nhìn trời, việc này. Trùng hợp được như thế, đúng là còn khó hơn cả trúng xổ số mà. Chấm. Trên máy bay, Tống Thư Hàng ngồi ở ghế gần cửa sổ. Vốn GC sắp xếp cho cô nàng Lục Phỉ ngồi bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ Joseph vất vả lắm mới thuyết phục cô nàng Lục Phỉ đổi chỗ với hắn. Lục Phỉ qua ngồi chung với Kỷ Song Tuyết, còn Joseph thì mặt mày hớn hở cười tâu tuét đặt mông ngồi kế bên Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, đáng lý có một cô nàng xinh đẹp ngồi kế. Bây giờ thì hay rồi, kéo qua kéo lại mấy bận, rốt cuộc đổi thành một ông chú người nước ngoài. Sau khi Joseph ngồi xuống bên cạnh Tống Thư Hàng thì hỏi với vẻ chờ mong, đúng rồi, sư phỏ à. Về vấn đề tu luyện ấy, có phân chia cảnh giới đẳng cấp gì không? Ta nhớ lúc xem phim thường thấy có hai mạch nhâm đốc gì gì đó nữa đúng không? Cảnh giới đẳng cấp. Nếu như đẳng cấp của, thời đại vẫy gọi, thì chắc là nhập môn nhỉ. Rồi cấp thuần thục, cấp giáo viên thể dục, sau đó là cấp quán quân thể thao à. Nhưng liệu mình nói ra mấy đẳng cấp này thì Joseph có nổi điên không nhỉ? Hay là bịa đại ra cái cảnh giới nào đó để lừa Joseph cho rồi? Nhưng như thế cũng không được, nói dối thêm lần nữa cũng không phải chuyện hay ho gì. Thứ hai, Tống Thư Hàng dè dặt liếc mắt nhìn cô nàng Kỷ Song Tuyết ngồi bên cạnh Lục Phỉ kia, lâu lâu cô ta lại quăng một ánh mắt u oán qua. Trong ánh mắt u oán thế này, Tống Thư Hàng thật sự không thể nào lừa Joseph được nữa. Đương nhiên là có phân chia cảnh giới rồi, nhưng bây giờ ngươi còn chưa luyện tới nhập môn, không thể trông chờ quá xa. Đợi đến khi nào ngươi nhập môn thì ta sẽ giới thiệu rõ ràng các cảnh giới cho ngươi biết, Tống Thư Hàng chỉ có thể kéo dài. Ta hiểu rồi, sư phò, ta nhất định sẽ cố gắng, Joseph lập tức bừng bừng ý chí chiến đấu. Sau khi kích động đã qua, Joseph lại nói, sư phò, đệ tử vẫn còn một yêu cầu quá đáng. Gần đây vì để phối hợp cùng việc mình đã học được tuyệt thế thần công, trình độ dùng tiếng Trung của Joseph cũng ngày càng tốt hơn. Thi thoảng còn trích dẫn được vài câu cổ ngữ nữa. Nói thử xem, Tống Thư Hàng thuận miệng nói. Sư phò à, đệ tử cảm giác gần đây tu luyện tuyệt thế thần công cũng cảm ngộ được rất nhiều, nhưng có rất nhiều chỗ không rõ lắm. Bây giờ vất vả lắm mới gặp được sư phò, chỉ bằng bây giờ đệ tử biểu diễn một lần, để sư phò chỉ điểm cho đệ tử vài điều có được không? Joseph dùng tiếng Trung nạc nữa mỡ nói. Gì, biểu diễn bây giờ á? Múa, thời đại vẫy gọi, ngay trên máy bay á? Ngượng chết mất thôi, tới khi đó, lực sát thương từ ánh mắt u oán của con gái ông sẽ tăng lên gấp bội đó. Vậy nên, Tống Thư Hàng ho khan nói, khụ khụ, đừng nóng vội nhất thời. Hơn nữa tình cảnh bây giờ không thích hợp để biểu diễn võ học. Joseph nhìn sang bên cạnh, xấu hổ cười nói, thật ngại quá, sư phò. Là do đệ tử quá mức nôn nóng, thôi thì đợi máy bay hạ cánh sẽ tìm cơ hội biểu diễn, mong sư phò chỉ điểm đôi điều cho đệ tử vậy. Được rồi, Tống Thư Hàng cười khan nói hắn biết phải chỉ điểm Joseph đường nào nữa đây, bản thân Tống Thư Hàng tập thời đại vẫy gọi cũng chỉ mới xem như chuẩn. Nhưng cả tháng nay, Joseph nhà người ta mỗi ngày đều luyện 30 lượt, chỉ tính riêng phần tập thời đại vẫy gọi này thôi thì Joseph cũng đủ để làm sư phụ của Tống Thư Hàng rồi. Joseph hân hoan, nói tiếp, sư phò này. Người đừng có chê đệ tử phiền, nhưng đệ tử vẫn còn một yêu cầu quá đáng khác nữa. Nói đi, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Joseph hạ giống nói, sư phỏ à, người lại đánh ra một quyền mà nổ bom bốp cho đệ tử xem thử có được không? Để khi đệ tử luyện công lại có thêm động lực nhiều hơn. Đánh ra một quyền nổ bom bốp ấy à? Yêu cầu này đúng là không tiện chối từ, bởi vì bây giờ Tống Thư Hàng đã mở được cả bốn khiếu là tâm nhãn tị nhĩ rồi. Thực lực đã mạnh hơn lúc trước cả chục lần. Lúc ấy cần phải luyện quyền pháp căn bản tới mức khí huyết tràn đầy thì mới có thể đấm ra được một đấm làm không khí nổ vang. Nhưng bây giờ thì lại cực kỳ đơn giản. Chỉ một lần này thôi đấy, Tống Thư Hàng nói. Hắn phóng tinh thần lực ra ngoài, cảm ứng xung quanh. Phát hiện không có ai chú ý tới mình,
ngay cả con gái của Joseph cũng đang bắt đầu nói chuyện với Lục Phỉ. Sau đó, Tống Thư Hàng giơ tay phải ra, vung nhẹ một cái. Nhìn qua thì tưởng chừng như đây là một cái vung tay rất bình thường mà thôi. Nhưng hắn có rót vào trong đó một chút khí huyết chi lực của tâm khiếu. Bùm! Một tiếng nổ giòn giã vang lên, tuy rằng tiếng không lớn, nhưng Joseph đang ngồi bên cạnh hắn xem mà hai mắt sáng rỡ lên. Hắn hạ giọng nói, chúc mừng thần công của sư phò lại tiến thêm một bậc. Dù là người ngoại đạo hẳn hòi như hắn cũng biết được rằng thực lực của Tống Thư Hàng gần đây lại tăng cao. Bởi vì lúc trước, khi hắn thấy Tống Thư Hàng múa võ ở trong tòa nhà bỏ hoang kia, thì phải dồn hết sức mạnh toàn thân vào một quyền mới có thể phát ra tiếng nổ bùm bụp như thế. Không được như mới ban nãy, chỉ vung tay một cái nhẹ hều mà đã có thể phát ra tiếng nổ rồi. Ha ha, Tống Thư Hàng cười khẽ, không nói gì thêm. Về sau, phải xem duyên phận của mình và Joseph được tới đâu đã. Sau này, đợi thực lực của Tống Thư Hàng mạnh lên rồi, tất nhiên sẽ đưa người nhà rời khỏi tục thế, chọn một nơi bí ẩn để sinh sống, dẫn dắt người nhà tiếp xúc với thế giới tu chân. Tới lúc đó, nếu như hắn và Joseph thật sự có duyên thầy trò thì hắn cũng không ngại tặng cho Joseph một cơ hội. Đương nhiên, đấy là chuyện tương lai. Bây giờ Tống Thư Hàng không có bản lĩnh đó. Hắn còn chẳng có tư cách để tặng cơ hội cho ai. Chấm. Sau khi nhìn thấy một chưởng do Tống Thư Hàng tiện tay đánh ra, Joseph mới cảm thấy mỹ mãn. Sau đó, hắn bắt đầu học theo Tống Thư Hàng, nhắm mắt minh tưởng. Tống Thư Hàng cũng không dạy hắn pháp môn minh tưởng, nhưng lúc trước Joseph thấy sau khi Tống Thư Hàng tu luyện xong thì lại ngồi xuống tại chỗ, nhắm mắt minh tưởng. Nếu như sư phò đã làm thế thì nhắm mắt minh tưởng này nhất định có hiệu quả. Vậy nên, mỗi lần Joseph tập xong 30 lần, thời đại vẫy gọi, xong thì sẽ ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, để đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì. Im lặng ngây người. Chấm. Tống Thư Hàng nhìn qua cửa sổ, miệng lẩm bẩm, biển đông. Hòn đảo thần bí. Thật ra khi Cao Mỗ Mỗ nhắc tới hòn đảo du lịch ở Biển Đông thì Tống Thư Hàng lập tức nghĩ tới hòn đảo thần bí mà các tiền bối trong nhóm từng nói ngay. Dù sao thì bây giờ chỉ cần nhắc tới mấy chữ, đảo Biển Đông, thì hắn lại nghĩ tới hòn đảo thần bí kia ngay. Liệu có gặp được hòn đảo thần bí trên không kia không nhỉ? Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Bất quá, dù có gặp được hay không, hắn cũng không sợ. Dù sao thì có đánh chết hắn cũng không lên đó, vì hắn không muốn mất trí nhớ. Thật ra hắn rất muốn đi Biển Đông chơi với Bạch Tôn Giả, bởi vì Bạch Tiền Bối đã từng nói qua, mặc kệ hắn tìm kiếm kiểu gì cũng không gặp được hòn đảo thần bí kia. Giống như hòn đảo thần bí kia đang tránh né Bạch Tiền Bối vậy. Hoặc giả là vì khí vận trên người Bạch Tiền Bối đang ngăn cản, không cho Bạch Tiền Bối đến gần hòn đảo thần bí kia thì phải. Nhưng kiểu gì cũng được hết, chỉ cần theo sát Bạch Tiền Bối thì sẽ không gặp phải hòn đảo thần bí đó. Nào ngờ, tự nhiên Bạch Tiền Bối lại chạy đi tìm Đậu Đậu với Tiểu Hòa Thượng, đến nay vẫn chưa quay về. Máy bay lướt đi êm du. Mong là một đường thuận lợi. Tống Thư Hàng chán quá nên bắt đầu nhắm mắt minh tưởng, thời gian rất quý báu. Phải tận dụng tất cả những lúc có thể để tu luyện thêm, thì mới có thể đi được xa hơn trên con đường tu luyện này. Chấm chấm. Bên kia, ở chỗ của Bạch Tôn Giả. Lúc này Bạch Tiền Bối đã tập trung được vị trí của Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng, sau đó từ từ đi tới gần bọn họ. Dù sao thì Tống Thư Hàng đã lên máy bay mất rồi, tới lúc đó trực tiếp bay thẳng tới hòn đảo kia cũng được, nên lúc này Bạch Tôn Giả cũng không vội vàng gì. Mà lúc này, ở chỗ của Đậu Đậu với Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng yếu ớt nói, Đậu Đậu Tiền Bối à, ta không chịu nổi nữa rồi. Chỉ thấy lúc này, Tiểu Hòa Thượng ngăm đen lại, há miệng còn có thể nhả ra một đạo khói đen. Ráng nhịn thêm chút nữa đi, ta cứ cảm thấy tình hình của chúng ta bây giờ không đúng, Đậu Đậu lẩm bẩm. Tiểu Hòa Thượng yếu ớt nói, không phải là không đúng, mà căn bản là chúng ta bị nguyền rủa đúng không? Hu hu, đáng sợ quá. Cũng vào ngày hôm qua. Sau khi Đậu Đậu thuận lợi cướp Tiểu Hòa Thượng chạy thoát khỏi tay Chu Ly, sau đó cả hai đứa tiếp tục bay thẳng về phía thủ đô Hoa Hạ. Nhưng trên đường đi, chúng nó gặp đủ chuyện kỳ quái. Ví như, lúc bọn nó đang bay tê tê lên trời, tự nhiên lại lòi đâu ra một phát đạn pháo bắn lên, nghe nói đó là pháo phòng không kiểu mới dùng trong quân sự đang được thí nghiệm. Vất vả lắm Đậu Đậu mới tình ý thoát được, lại bay thêm một đoạn, tự nhiên trời đang nắng chang chang lại có sét đánh xuống. Lần này Đậu Đậu không thoát nổi, bị đánh trúng. Nếu không phải nhờ lúc nguy cấp Đậu Đậu kịp tạo nên lớp màng phòng ngộ thì Tiểu Hòa Thượng trên lưng nó đã bị thương nặng mất rồi. Tiếp theo, hai đứa bay mãi
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc máy bay siêu tốc bay thẳng tới. Nếu không phải Đậu Đậu nó phản ứng nhanh thì đã xảy ra tai nạn trên không mất rồi. Sao hôm nay lại đen đủi thế nhỉ? Chương 280, không sợ cường quyền, trinh tiết giữ hay bỏ. Tiểu hòa thượng run rẩy mò vào ngực áo, móc điện thoại ra. Sau đó, nó mếu máo nói, Đậu Đậu tiền bối ơi, điện thoại hỏng rồi, đạo lôi điện ban nãy đã đánh nổ điện thoại mất rồi. Điện thoại nổ rồi, thì không thể gọi điện cho thư hàng sư huynh được. Đậu Đậu, Đậu Đậu tiền bối, rốt cuộc là chúng ta đã bị cái gì thế này? Có phải vì chúng ta đã làm chuyện thương thiên hại lý gì rồi không? Tiểu hòa thượng hói với vẻ lo lắng, đồng thời nó bắt đầu đọc kinh, cố gắng giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình. Ta không sợ gì hết, Đậu Đậu thở dài thường thượt, ta chỉ lo rằng, lỡ như người đuổi theo chúng ta không phải Tống Thư Hàng mà là Bạch Tôn Giả thì... Nếu như là Bạch Tôn Giả đuổi theo chúng ta thì thế nào? Tiểu hòa thượng dè dặt hỏi lại. Sẽ chết người đó, Đậu Đậu nói với ngữ khí khẳng định chắc nịch nhớ kỹ, là chết người chứ không phải chết chó. Tiểu hòa thượng lập tức bị dọa sợ hết hồn, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Đừng sợ, vẫn không thể xác định người đuổi theo chúng ta có phải Bạch Tôn Giả hay không. Trước tiên cứ tìm một trạm điện thoại công cộng gọi cho thư hàng cái đã, hỏi xem có phải Bạch Tôn Giả đang đuổi theo chúng ta hay không. Đậu Đậu tỉnh táo vạch kế hoạch, nếu như là Bạch Tôn Giả đang đuổi theo chúng ta thì... Chúng ta sẽ đầu hàng ngay à? Tiểu hòa thượng ngắt lời. Không, chúng ta phải lập tức gọi điện thoại cho dược sư, đặt sẵn giường ở chỗ hắn. Sau đó chúng ta lập tức chạy tới chỗ hắn rồi an tâm mà nằm viện thôi, Đậu Đậu trầm giọng nói. Tiểu hòa thượng nuốt một ngụm nước bọt, đặt giường trước là sao? Không phải chúng ta đầu hàng là xong à? Hừ hừ, cổ nhân có nói, không bị phú quý mê hoặc, không bị nghèo hèn đổi thay, không khuất phục trước quyền thế, đấy mới là đại trưởng phu. Mặc kệ quyền thế cao tới cỡ nào, ta cũng sẽ không khuất phục. Đậu Đậu dương dương đắc ý nói. Cho nên, dù có liều mạng chạy tới chỗ dược sư nằm viện cũng không thể đầu hàng à. Bỏ nhà đi bụi phải kiên trì tới mức này sao? Trong lòng tiểu hòa thượng cảm thấy rối rắm khó hiểu. Nhân lúc Chu Ly chưa kịp đuổi tới, chúng ta mau tìm chỗ nào đó gọi điện thoại đi, Đậu Đậu nói. Sau đó, hắn cõng theo tiểu hòa thượng bay tiếp, bay hoài, bay mãi. Vất vả lắm mới tìm được quầy điện thoại công cộng trong một tiệm tạp hóa. Đầu năm nay, kiếm một chỗ gọi điện thoại khó khăn quá đi mất. Đậu Đậu lập tức đáp xuống tiệm tạp hóa nhỏ kia, đi tới chỗ quầy với tiểu hòa thượng. Chấm. Ngươi đi gọi điện thoại đi, ta sẽ dùng truyền âm nhập mật đọc số điện thoại của Tống Thư Hàng cho ngươi. Trên người ngươi còn tiền lẻ hay không? Đậu Đậu hỏi. Còn một chút, tiểu hòa thượng gật đầu. Một người một chó đi tới chỗ quầy hàng. Tiểu hòa thượng chắp hai tay nói với thím bán hàng, nữ chí chủ, tiểu hòa thượng muốn gọi điện thoại. Ô kìa, tiểu sư phụ đáng yêu quá đi mất, bà chủ cười nói, có cần gì bấm số giúp cháu không? Cảm ơn nữ thí chủ, tiểu hòa thượng biết bấm số, tiểu hòa thượng trả lời. Sau khi cầm lấy điện thoại xong, nó dựa vào dãy số mà Đậu Đậu truyền âm nhập mật cho, bấm gọi cho Tống Thư Hàng. Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất đỗi thân thiết và quen thuộc, xin lỗi. Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tiểu hòa thượng cứng ngắc quay đầu lại, nói với Đậu Đậu, thư hàng sư huynh khóa máy rồi. Đậu Đậu, ngại quá, nữ thí chủ, không gọi điện được, tiểu hòa thượng chắp tay xin lỗi bà chủ. Bà chủ bị bộ dạng đáng yêu của tiểu hòa thượng miểu sát tại chỗ. Chấm, sao thư hàng lại tắt máy nhỉ? Đậu Đậu cảm thấy nghi hoặc trong lòng, bởi vì Tống Thư Hàng đã học được nạp điện thuật rồi. Cho dù hết pin thì hắn cũng có thể nạp một phát ngay. Trong lúc đang suy tư thì nó chợt biến sắc, quay đầu lại ngửi ngửi một cái rồi giật mình. Tiếp theo, nó lập tức truyền âm cho tiểu hòa thượng, của, chúng ta mau đi thôi, ta cảm giác được khí thức của Chu Ly đang tới gần, hôm nay Chu Ly hắn lạ quá, sao lại đuổi theo mình nhanh thế nhỉ? Tiểu hòa thượng vội vàng chào tạm biệt bà chủ, chạy vội theo Đậu Đậu. Chấm. Đậu Đậu cõng tiểu hòa thượng bay lên không thật nhanh. Tiếp tục bay về phía thủ đô. Đậu Đậu tiền bối, chúng ta có cần gọi điện thoại cho dược sư tiền bối không? Tiểu hòa thượng lo lắng hỏi. Trước tiên phải cắt đuôi Chu Ly xong rồi lại nói. Đậu Đậu đáp. Đang nói dở, Đậu Đậu đột nhiên khựng lại. Sau một khắc, Đậu Đậu phóng thẳng lên cao. Không chỉ như thế, nó còn bắn ra pháp bảo trông như bốn cái phong hỏa luân trên chân nữa. Độ cao nhanh chóng tăng lên, nháy mắt đã bay lên hơn 100 mét. Đậu Đậu tiền bối, tiểu hòa thượng nghi hoặc hỏi lại.
đừng nói chuyện, cái tên Chu Ly kia đuổi tới nơi rồi, Đậu Đậu đáp, bởi vì cái vụ bỏ nhà đi bụi này, nó và Chu Ly đã đấu với nhau không biết bao nhiêu năm, hai bên cũng rảnh rẽ mọi thủ đoạn của đối phương. Khi nãy Chu Ly vừa mới ra tay, gần như ngay lúc Đậu Đậu vừa mới phóng lên cao thì chỗ của nó đứng khi nãy xuất hiện một cái móc xích lao tới tựa như một con rắn. Nếu không phải Đậu Đậu nhoáng cái đã phóng lên cao thì đã bị sợi xích này túm ngay tại chỗ. Nhưng cuối cùng Đậu Đậu cũng vẫn thoát được. Hắc hắc hắc, Chu Ly ngươi kém quá. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chỉ có mỗi một chiêu đó. Tuy rằng tàng thiên câu của ngươi tấn công bất ngờ, nhưng ta đã sớm mò ra được quy luật của nó. Chỉ cần ta phát hiện tung tích sớm một chút thôi thì vẫn có thể né được. Đúng là ngây thơ quá đi mất, Chu Ly, ngươi không thể đổi sang trò mới được à? Đậu Đậu nói với vẻ huênh hoang đắc ý. Ha 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 ha, ngây thơ à? Đột nhiên, ở phía trên đầu của Đậu Đậu lại truyền tới giọng của Chu Ly. Sau đó, lại thêm một sợi dây xích giáng xuống từ trên trời, sợi dây xích dài này biến thành một cái lưới lớn, ập xuống chỗ Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng. Bên dưới, tàng thiên câu của Chu Ly cũng cong lại, biến thành một tấm lưới khác, bay lên muốn cuốn lấy Đậu Đậu. Đây đúng là thiên la địa võng. Hừ, hai sợi tàng thiên câu. Đậu Đậu giật mình kêu to một tiếng, bốn cái phong hỏa luân dưới chân xoay nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất đưa nó bay về phía trước. Nhưng, ngay vào lúc Đậu Đậu bay nhanh về phía trước thì đột nhiên lại nghênh đón một cỗ khí lưu cực mạnh. Tuy rằng khí lưu này không ảnh hưởng nhiều tới tốc độ của Đậu Đậu. Nhưng có đôi lúc, hơn thua chỉ cách nhau ở một chút này mà thôi. Cái lưới do tàng thiên câu hóa thành cuốn lấy Đậu Đậu. Sau khi cuốn lại xong, hai cái tàng thiên câu trói chặt bốn chân của Đậu Đậu lại. Chỉ một thoáng thôi đã trói Đậu Đậu lại thành cục chả chó. Tiểu Hòa Thượng ngồi trên lưng nó cũng bị trói cứng ngắc. Đáng chết, ta không phục, Đậu Đậu quá to, nếu không phải do đạo khí lưu ban nãy đột nhiên xuất hiện thì nó tuyệt đối sẽ không bị tàng thiên câu bắt được. Hơn nữa, tại sao lại có tới hai sợi tàng thiên câu thế này? Từ xưa tới nay, cái tên Chu Ly này chỉ dùng có một cái tàng thiên câu thôi mà. Ha ha, không phục à? Chu Ly cưỡi trên kiếm quang, đáp xuống trước mặt Đậu Đậu, tàng thiên câu vốn có hai cái. Chỉ là trước kia kỹ thuật của ta chưa tới, chỉ có thể dùng được một cái mà thôi. Ta cũng chỉ mới nắm vững kỹ xảo dùng sợi thứ hai cách đây không lâu mà thôi. Đúng lúc lấy nó ra thử nghiệm với ngươi. Ở bên cạnh Chu Ly, cô thiếu nữ bắt yêu nọ nhìn chằm chằm vào Đậu Đậu. Ta không phục, khi nãy nếu như không phải vì trận khí lưu đó, sao ta có thể bị ngươi bắt được? Đừng nói là hai sợi tàng thiên câu, cho dù có thêm hai cái nữa cũng đừng hòng bắt được ta. Đậu Đậu cắn răng nói. Ha ha, ngươi nói sao cũng được, nhưng bây giờ, ngươi đã bị ta bắt được rồi. Chu Ly lấy một cái tẩu thuốc từ trong ngực áo ra, châm lửa, rít một hơi thật sâu. Đậu Đậu tức giận nghiến răng. Chu Ly lại rít thêm một hơi thật dài, phun hai luồng khói trắng ra khỏi mũi. Ngày hôm qua, sau khi bị Đậu Đậu lừa xong, lúc ấy Chu Ly cũng tức nổ đom đóm mắt, luôn mồm đòi liều mạng với Đậu Đậu. Nhưng hôm nay, tâm trạng của hắn còn quái dị hơn cả hôm qua nữa. Chu Ly lúc này bình tĩnh quá, Đậu Đậu còn cho rằng Chu Ly sẽ giận sùi bọt mép, ít nhất cũng phải tẩn cho mình một trận nhớ đời mới đúng. Nhưng Chu Ly bây giờ không hề tỏ ra tức giận hay phát khùng lên, mà chỉ im lặng hút thuốc. Cảnh tượng này lại khiến cho Đậu Đậu cảm thấy hoảng hơn. Đây khác nào sự yên lặng trước cơn bão đâu, quả thật chính là khúc nhạc dạo trước khi núi lửa phun trào mà. Sau một lúc lâu, Chu Ly lại phun khói ra lần nữa. Hắn rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, Đậu Đậu, ngươi hãy quên chuyện ngày hôm qua đi. Trong đầu Đậu Đậu lập tức nhảy ra một loạt dấu chấm hỏi. Cứ xem như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì cả đi, Chu Ly nói với ngữ khí rất đỗi muộn phiền, ngày hôm qua, ngươi chưa từng nói việc ngươi chính là cục cưng, cho ta nghe. Còn ta, từ đầu chí cuối cũng không hề biết chuyện ngươi chính là cục cưng của ta. Hãy cứ xem như chuyện ngày hôm qua chưa hề tồn tại đi. Đậu Đậu lại càng nghi hoặc hơn nữa. Thông cảm, nó chỉ là một con chó, đôi lúc thật sự không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của con người được. Chu Ly lại rít một hơi thuốc thật mạnh, lần này hắn phà khói bằng cả mũi lẫn miệng, sau này, ta sẽ tiếp tục nói chuyện với cục cưng, ở trên mạng. Ngươi đừng để ý, cứ tiếp tục sắm vai, cục cưng, cho tốt là được rồi. Nói tới đây, giọng của Chu Ly quả thật khiến người ta muốn rơi lệ. Thúc thúc, đừng khóc, thiếu nữ bắt yêu bên cạnh vỗ về lưng của Chu Ly, an ủi hắn. Cô an ủi kiểu này, Chu Ly lại muốn khóc nhiều hơn. Đậu Đậu, hắn rốt cuộc cũng hiểu được,
Chu Ly đây là đã sụp đổ mất rồi. Đáng sợ hơn chính là những gì Chu Ly vừa mới nói. Ý của Chu Ly có phải là đã hạ quyết tâm muốn, yêu ảo, với con chó đực đậu đậu này hay không? Không chỉ giống loài, mà ngay cả giới tính cũng không thành vấn đề à? Nếu thế thì vấn đề này lại biến thành vô cùng đáng sợ rồi, đậu đậu cảm giác trinh tiết của mình có nguy cơ dữ lắm. Nếu như có thể quay ngược thời gian thì đậu đậu dám chắc, mình sẽ không nói láo chơi xỏ Chu Ly như hôm qua. Không được, phải sửa chữa sai lầm này mới được. Nó nhất định phải sửa chữa lại thế giới quan vỡ nát của Chu Ly bây giờ. Chu Ly à, người hiểu lầm rồi. Đậu đậu nghiêm giọng nói, thật ra hôm qua ta chỉ nói đùa với ngươi mà thôi. Nói đùa, Chu Ly quay đầu lại, trong miệng và mũi đều phà ra khói, bao trùm toàn bộ gương mặt của hắn ở trong màn khói trắng mờ ảo, chợt sinh ra cảm giác chết lặng rất đáng sợ. Đúng, ta thừa nhận, đó là một trò đùa quá đáng. Nhưng, cục cưng của ngươi thật sự là một người khác. Ta chỉ lén trộm tài khoản của cô ấy mà thôi. Hãy tin ta đi, đậu đậu cảm giác, cả đời này, mình chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc được như lúc này. Chương 281, Bạch Tôn Giả, yên tâm, để ta làm mai. Trong màn khói trắng bao phủ, ánh mắt của Chu Ly bình tĩnh nhìn đậu đậu, lấy trộm tài khoản. Đúng vậy, hãy tin ta, từ trước đến nay, đều là Âu Dương Tiên Tử nói chuyện với người ở trên mạng. Ta chỉ xem nội dung nói chuyện của các người thôi là cũng thấy buồn nôn rồi, sao có thể nói chuyện cùng một người đàn ông như ngươi chứ? Đậu đậu lớn tiếng nói, vì nghĩ cho trinh tiết của mình, nó cảm thấy mình phải công bố sự thật này ra mới được. Ha 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 ha, làn khói bao phủ trên mặt Chu Ly càng ngày càng dày, hắn cười một tràng thảm thiết, đậu đậu à, không cần an ủi ta đâu. Cái gì, đậu đậu nghi hoặc, trong mũi của Chu Ly lại phun ra một làn khói trắng, thật ra. Ta nghĩ kỹ lại rồi, người nói cũng đúng lắm. Một gã đàn ông, cả ngày chạy đuổi theo chó kinh ba khắp thế giới giống như ta, làm gì có người con gái nào thích nổi. Chu Ly, người coi thường sức hấp dẫn của bản thân quá rồi, đã có một vị tiên tử yên lặng đợi chờ ngươi như vậy thật đấy. Nếu như không tin thì ngươi có thể nhắn tin hỏi cô ấy mà. Đậu đậu gào lên thật to, người xem, bây giờ di động của ta bị hỏng rồi, người cũng bị ngươi trói lại. Bây giờ ngươi mau gửi tin nhắn cho, cục cưng, nhà ngươi đi, nếu như cô ấy trả lời, không phải chứng minh những gì ta nói là thật à. Bàn tay cầm tẩu thuốc của Chu Ly cứng đờ lại, hình như trong mắt có thêm vẻ chờ mong. Sau đó, hắn lấy di động của mình ra, dè dặt gửi cho đối tượng của mình một câu, có ở đó không? Chu Ly chưa từng như bây giờ, gửi một tin nhắn bình thường như thế thôi mà cũng lo lắng và kích động đến nhường này. Tin nhắn gửi đi rồi. 5 phút sau, trong phần mềm chat, tài khoản của Âu Dương Tiên Tử vẫn ở trạng thái online, nhưng chưa trả lời tin nhắn. Rõ ràng lúc trước, nếu cô mà online, trong vòng 5 phút nhất định sẽ trả lời tin nhắn, cho dù chỉ là một cái icon mỉm cười. Ha ha, Chu Ly cười khan một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía đậu đậu, mũi và miệng lại phun ra hai luồng khói thuốc. Quả nhiên là đậu đậu nó đang chọc mình mà. Đậu đậu, thật là oan uổng cho bản cẩu cẩu mà. Đúng rồi, gọi điện thoại. Ngươi có số điện thoại của cô ấy đúng không? Gọi điện thoại hỏi rõ thẳng mặt đi. Đậu đậu kêu to. Lần này Chu Ly không nói gì nữa. Hắn lặng lẽ mở danh bạ điện thoại ra, tìm số của Âu Dương Việt, rồi bấm gọi. Tiếp theo, bên trong truyền đến tiếng đàn quen thuộc. Tiếng đàn vang lên hết lần này tới lần nọ, nhưng mãi mà không có ai nghe máy cả. Ha ha, Chu Ly lại rít một hơi thật dài rồi phun khói ra. Lần này... Không chỉ miệng và mũi, thậm chí ngay cả trong lỗ tai cũng phun khói trắng ra, thoát cái đã che kín mặt mũi của hắn. Đậu đậu lập tức muốn khóc quá đi mất. Đúng là oan uổng cho bản cẩu cẩu quá, oan quá đi mất, oan không còn đường nào để nói. Đúng là địch Tống Thư Hằng mà, sao có thể xảy ra chuyện thế này kia chứ? Tống Thư Hằng chửi đậu mẹ đậu con, nó thì chửi địch Tống Thư Hằng. Ta không muốn nói chuyện yêu đương với Chu Ly đâu, tuyệt đối không muốn đâu. Ai đến cứu ta đi? Chấm. Đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người từ xa bay nhanh về phía nhóm người đậu đậu, tiểu hòa thượng và Chu Ly. Đậu đậu, các người bị bắt rồi đấy à? Đạo thân ảnh lập tức ngừng kiếm lại, mỉm cười nói. Chính là Bạch Tôn Giả vừa mới đuổi tới nơi. Bạch Tôn Giả tất nhiên cũng quen biết Chu Ly, nên sau khi hắn dừng lại xong thì mới trêu ghẹo. Đậu đậu ngửa đầu lên, nhìn Bạch Tôn Giả một cái quả nhiên. Suốt đoạn đường này mình và tiểu hòa thượng toàn gặp chuyện xúi quẩy như thế là vì Bạch Tôn Giả đang đuổi theo ở đằng sau. Nhưng cho dù là ai đến cũng được,
chỉ cần có thể cứu nó là được rồi. Bạch tiền bối, Đậu Đậu gào lên thật to, cứu ta với. Bạch tôn giả cười nói, cứu ngươi á, ta đến để bắt ngươi về mà. Bắt ta về cũng được nữa, dù ngài xử lý ta kiểu gì cũng được hết. Đậu Đậu gào to. Bạch tôn giả nhíu mày, xảy ra chuyện gì à? Mũi miệng Chu Ly phèo một cái, phun ra một luồng khói thật dày, hắn há to miệng, nhưng không nói được câu nào. Đậu Đậu, ngươi lại gây ra họa gì à? Bạch tôn giả nhìn Đậu Đậu hỏi. Đậu Đậu cũng há hốc mồm nhưng là vì nó không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Vị tiền bối này, chỉ bằng để cho ta kể đi. Lúc này, thiếu nữ bắt yêu vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh Chu Ly giơ tay nói. Sau đó, cô bắt đầu vui vẻ giải thích nguyên nhân kết quả mọi việc cho Bạch tôn giả nghe. Chấm. Đậu Đậu, tối nay về nhà dùng bút viết một bức thư nhận lỗi dài 1000 chữ cho ta. Ta sẽ đích thân chuyển cho Chu Ly tiểu hữu, Bạch tôn giả thản nhiên nói. Đậu Đậu nuốt nước bọt bảo nó dùng chân chó viết 1000 chữ. Nói đùa gì vậy, chân chó kiểu này cầm bút thế nào được. Nó vừa định phản bác lại, nhưng nhìn thấy vẻ điềm tĩnh như không trên mặt Bạch tôn giả, thì không biết tại sao, đột nhiên nó chẳng có chút tâm tư phản kháng nào nữa. Ngoài ra, Chu Ly tiểu hữu này, cho ta xem điện thoại di động của ngươi một chút nhé, Bạch tôn giả giơ tay ra rồi nói. Chu Ly vội vàng tắt tẩu thuốc, sau đó dè dặt đưa điện thoại di động của mình cho Bạch tôn giả. Suốt toàn bộ quá trình hắn cũng không dám nhìn thẳng vào Bạch tôn giả, lãnh đạo của hắn là Hoàng Sơn Chân Quân là tấm gương, minh họa sống động cho tất cả mọi người biết về mị lực của Bạch tôn giả. Bạch tôn giả mở điện thoại của Chu Ly ra, nhìn qua một lượt, sau đó hỏi, đối tượng của ngươi là người của môn phái nào? Là đệ tử Bạch Vân Thư Viện, Âu Dương Viện dạy Ngọc Cầm, Chu Ly cứng ngắc nói ra cái tên này. Bạch Vân Thư Viện à, có ấn tượng, chờ chút nhé, Bạch tôn giả mở điện thoại của mình ra, tìm trong danh bạ. Một lúc sau, hắn gọi cho một thuê bao điện thoại, từ khi Bạch tôn giả quyết định mở cuộc đua xe kéo thì đã bắt đầu thu thập số liên lạc của một số lão đạo hữu của mình rồi. Đúng lúc trong số những người bạn đó có một người ở Bạch Vân Thư Viện. Sau khi điện thoại được kết nối, Bạch tôn giả hỏi ngay, alo, là Hằng Hỏa Chân Quân đúng không? Ồ, là Bạch tiền bối đấy à, tìm ta có việc gì sao? Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói vô cùng nho nhã lễ độ. Hằng Hỏa Chân Quân này, trong Bạch Vân Thư Viện của các ngươi, có một vị nữ tu dạy Ngọc Cầm tên là Âu Dương Viện phải không? À, ngươi nói là giáo viên Âu Dương Viện đấy à? Ngài tìm cô ấy có việc gì à? Hằng Hỏa Chân Quân hỏi. Bạch tôn giả nói, ta muốn hỏi chút, bây giờ đạo hữu Âu Dương Viên đang làm gì vậy? Mặc dù trong lòng Hằng Hỏa Chân Quân tò mò không biết Bạch tiền bối hỏi thăm Âu Dương Viện làm gì, nhưng hắn ta vẫn trả lời, bây giờ giáo viên Âu Dương Viện đang dạy đàn cho các đệ tử, tạm thời không tiện trò chuyện được. Nếu tiền bối có việc cần tìm cô ấy thì ta sẽ đi thông báo giúp nhé. Không cần, không có việc gì cả, chỉ hỏi cho biết thế thôi. Vậy ta cúp máy nhé. Bạch tôn giả cái xoẹt. Được, dù Hằng Hỏa Chân Quân không hiểu gì hết, nhưng vẫn điềm nhiên trả lời như cũ những người tu hành nho môn chân chính đều như thế cả, dù trời có sập xuống cũng không hề sợ hãi. Nhưng đôi lúc, tính tình của bọn họ cũng sẽ khiến cho người ta khó chịu. Bạch tôn giả cúp điện thoại xong, thì quay sang nói với Chu Ly, đối tượng của ngươi đang dạy đàn cho đệ tử, nếu ngươi tin lời ta nói, thì đợi mấy tiếng sau liên lạc lại với cô ấy thử xem. Chu Ly cứng ngắc gật nhẹ đầu, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười khổ sở nọ hắn vẫn rất lo lắng, nếu như người từng nói lời đường mật với hắn thật sự là Đậu Đậu, còn vị tiên tử Âu Dương Viện kia hoàn toàn không biết chút gì về chuyện này, đến lúc đó hắn liên lạc với người ta thì có được gì đâu. Bạch tôn giả nhìn Châu Cách, thấy vẻ mặt khổ sở của hắn thì biết ngay những suy nghĩ cũng như nỗi bận tâm trong lòng hắn lúc này. Thế này đi, ta đảm bảo với ngươi. Nếu tình cảm giữa ngươi và vị nữ tu Âu Dương Viện kia có vấn đề gì thì đợi một quãng thời gian ngắn nữa, ta sẽ đứng ra làm mai nối dây tơ hồng cho các ngươi được không? Ta có kinh nghiệm mai mối dữ lắm đấy, Bạch tôn giả mỉm cười nói. Dù sao thì, từ lúc bế quan đi ra cho đến giờ, Hoàng Sơn Chân Quân đã giúp Bạch tôn giả và Tống Thư Hàng rất nhiều việc. Cho nên, làm chút chuyện mai mối vặt vãnh cho Chu Ly cũng chỉ xem như tiện tay đẩy một cái là xong ấy mà. Hơn nữa, thật sự kinh nghiệm làm mai của Bạch tôn giả cũng rất phong phú. Mặc dù, trước đây khi hắn làm mai giúp người khác thường xuất hiện vài chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như, lúc Bạch tôn giả cố gắng nối dây tơ hồng cho hai người đó thì bọn họ đột nhiên đều thay lòng đổi dạ cùng một lúc. Sau khi có lời cam đoan của Bạch tôn giả, sắc mặt Chu Ly lập tức đỡ hơn rất nhiều. Chấm.
Sau khi giải quyết xong việc, Bạch Tôn giả quay đầu nói với Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng đang bị trói thành một cục kia, vậy Đậu Đậu, Quả Quả, chúng ta phải về nhà rồi. Sau đó, hắn lấy hai thanh phi kiếm dùng một lần từ trong ngực ra, bắt một cái kiếm quyết, hai thanh phi kiếm dùng một lần lơ lửng giữa không trung. Tiếp đến, Bạch Tôn giả giơ tay tóm một cái, Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng bỗng dưng bị hắn hút bay đến, Tàng Thiên Câu trên người tự động tuột ra. Hai người các ngươi chọn một thanh phi kiếm rồi leo lên, ta đưa các ngươi về nhà, Bạch Tôn giả ôn tồn cười nói. Tiểu Hòa Thượng Quả Quả không biết gì hết, cười ngây ngô một cái, sau đó bỏ lên một trong hai thanh phi kiếm. Đậu Đậu liếc mắt nhìn thấy phi kiếm dùng một lần mà Bạch Tôn giả lấy ra nó có ấn tượng cực kỳ sâu đậm với phi kiếm này. Đây không phải là phi kiếm dùng một lần mà Bạch Tôn giả chuyên dùng để tiễn đồ đi, tham quan vũ trụ, à. Bạch Tôn giả muốn làm gì đây? Muốn trực tiếp ném hắn vào vũ trụ sao? Bạch tiền bối, ta có thể tự mình bay về, yên tâm đi, lần này ta sẽ không trốn đâu. Đậu Đậu vội vàng nói. Xuyệt, đừng nói nhiều, Bạch Tôn giả giơ ngón trỏ lên. Sau đó, hắn giơ một tay ra, túm lấy Đậu Đậu ném lên thanh phi kiếm khác, bám chặt vào nhé. Không đợi Đậu Đậu kịp phản ứng, Bạch Tôn giả bấm kiếm quyết, đi đi. Vèo, vèo, hai tiếng. Hai thanh phi kiếm dùng một lần, một trước một sau bay vọt lên phía trước. Tốc độ nhanh tới mức không có giới hạn. Chỉ nháy mắt một cái, chỉ còn lại hai chấm đen nhỏ một trước một sau. A a a a a a, đây là tiếng kêu thảm thiết thanh thúy dễ nghe của Tiểu Hòa Thượng. Go 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 go, đây là tiếng thét kinh hoàng của Đậu Đậu. Vốn với tốc độ cỡ này thì vẫn còn nằm trong khả năng thừa nhận của nó. Nhưng Đậu Đậu cứ cảm giác mình sắp bị bắn thẳng lên vũ trụ, nên mới hoảng hồn gào thét. Chí ít thì phải để cho người ta mang theo bình dưỡng khí đã chứ. Còn việc nhảy xuống từ trên phi kiếm ấy à? Đừng có nói đùa, lúc ngồi lên phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn giả rồi thì không còn chuyện xuống kiếm giữa chừng được đâu. Tham khảo tấm gương một con đại xà yêu năm đó vì đắc tội với Bạch Tôn giả mà bị bắn vào trong vũ trụ đi. Vậy tạm biệt Chu Ly tiểu hữu nhé. Mấy ngày nữa ta liên lạc với ngươi. Bạch Tôn giả vẫy tay với Chu Ly, cưỡi lưu tinh kiếm, thân hóa thành kiếm quang, lập tức đuổi theo Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng. Chu Ly trợn mắt há mồm. Thiếu nữ bắt yêu bên cạnh hắn hai mắt mở to cảm thấy vị tiền bối vừa rồi, thật là đẹp trai. Trên máy bay, Tống Thư Hàng lại loáng thoáng mơ thấy hòn đảo nhỏ hoa lệ ở giữa không trung cùng với tòa thành trên không tráng lệ nọ. Chương 282, xin hỏi có ai biết lái máy bay không? Mộng cảnh lần này không chịu ảnh hưởng của thông nương và sợi nhân duyên tuyến màu hồng phấn kia. Tống Thư Hàng đang mơ màng thì lại một lần nữa nhìn thấy tòa thành trên không nguy nga đồ sộ nọ. Sao tự dưng mình lại nhìn thấy tòa thành trên không này nữa? Chẳng lẽ là vì mình đã đến gần Đông Hải sao? Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Hắn ở trong mộng phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trên hòn đảo khổng lồ có núi, có sông, có rừng già, có thảo nguyên. Còn có một tòa thành bị tường thành cao cao vây kín. Trong mộng, Tống Thư Hàng dùng thị giác thượng đế nhìn xuống hòn đảo trên không tráng lệ đồ sộ, cũng thấy rõ ràng kết cấu của tòa thành cổ này. Ở trung tâm tòa thành còn có một tháp cao sừng sững cực kỳ thu hút. Thế nhưng trong tòa thành cổ lão ấy lại không hề có một bóng người. Đây là hòn đảo thần bí đó sao? Tống Thư Hàng nghĩ. Lần trước trong mộng cảnh của thông nương, hắn có thể cảm ứng được hòa thượng Cửu Đăng hay phải nói là sư thái Cửu Đăng. Ở ngay tại tòa thành này, thế nhưng trong mộng cảnh lần này hắn lại không hề thấy tung tích của Cửu Đăng sư thái, thậm chí còn không thấy được chút hơi người. Sau khi quan sát một vòng trong thành cổ, Tống Thư Hàng lại rời mắt ra bên ngoài, xem xét khu rừng rộng lớn kia. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại ở bên bờ hồ Bán Nguyệt bát ngát. Hồ Bán Nguyệt này thực sự đẹp vô cùng. Mặt hồ phẳng lặng lấp loáng ánh trăng, đẹp đến mức khiến người ta mê đắm. Chẳng khác nào hồ nước kỹ xảo trong những thước phim kỳ ảo. Nếu dùng điện thoại quay lại cảnh tượng này, thì thậm chí có thể mang ngay làm màn hình desktop máy tính hoặc di động mà không cần chỉnh sửa chút nào. Ngay khi ánh mắt của Tống Thư Hàng chuẩn bị đến gần mặt hồ hơn một chút, thì dường như có gì đó dưới hồ cảm nhận được tầm mắt hắn. Vèo, một con cá dài thượt màu lam phóng vọt ra khỏi hồ, lao về hướng không trung. Cá ấy cực kỳ to lớn. Chỉ riêng phần thân thể lộ ra khỏi mặt nước đã dài hơn 10 mét có thừa. Thân hình nó như rắn, trên mình không có vảy, chỉ có làn da giống như vỏ cây khô. Cá lớn màu lam ngoác mồm nhe răng nanh sắc nhọn giữ dằn hướng không trung. Cái lưỡi trong mồm nó cũng là một con cá quái đản cỡ nhỏ. Cá nhỏ màu lục, móng vuốt sắc bén,
nhen anh dương vuốt với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng bị con cá quỷ kỳ dị đột nhiên lao ra này dọa giật cả mình. Cảnh tượng hệt như đang xem phim hài thì lại cài phim kinh dị, đã thế còn bonus thêm cả tiếng quỷ gào. Cho dù là ai cũng giật nảy mình theo bản năng thôi. Bị dọa một chập, Tống Thư Hàng tỉnh táo lại. Ác mộng à, Tống Thư Hàng thì thào nói rồi chậm rãi mở mắt. Khi hắn mở mắt ra thì thấy ngoài cửa sổ máy bay tối om, tối đến mức xòe tay không nhìn rõ năm ngón. Ủa, sao vậy, trời tối rồi à, Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Không phải chứ, lúc họ xuất phát vẫn còn là buổi sáng, từ Hoa Hạ bay đến một hòn đảo ở Đông Hải thì mất bao nhiêu thời gian. Làm sao có thể bay đến tận khi trời tối được. Hơn nữa vì sao hành khách xung quanh lại có vẻ mặt hoảng hốt thế. Chuyện gì xảy ra vậy? Tống Thư Hàng lập tức hỏi Joseph bên cạnh. Joseph mặt mếu xệu. Sư phò, xảy ra chuyện lớn rồi. Đang lúc Joseph chuẩn bị giải thích thì tiếng nói bàng hoàng của tiếp viên hàng không đã vang vọng cả máy bay. Các hành khách thân mến, tôi buộc lòng phải hỏi các vị một chút, trong các vị có ai biết lái máy bay không? Chuyện này cực kỳ khẩn cấp, tiếng nói của tiếp viên hàng không run lên, không nói được lưu loát thành lời. Sau đó, tiếp viên lại dùng tiếng Anh lặp lại lời mình vừa nói một lần nữa. Các hành khách hoảng hốt bất an, nhao nhao hỗn loạn. Có chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại hỏi có ai biết lái máy bay không? Tống Thư Hàng chẳng hiểu ra sao. Vừa mới xong, nhiều nhất là 3 phút trước, khi máy bay đang bay thì đột nhiên cả không gian tối sầm lại, không nhìn thấy gì cả, Joseph cố gắng duy trì bình tĩnh mà giải thích. Tiếp đó chúng tôi đột nhiên phát hiện ra rất nhiều người trên máy bay biến mất. Trong đó có cả con gái của tôi và rất nhiều hành khách. Họ biến mất đột nhiên như thể chưa từng có mặt trên chuyến bay này vậy. Joseph cắn chặt răng, hắn vô cùng lo lắng không biết con gái đã gặp phải chuyện gì. Càng chết người hơn là cơ trưởng và phó điều khiển viên của máy bay cũng biến mất, cả tổ bay phía đầu máy bay cũng không thấy đâu nữa. Tống Thư Hàng trợn mắt há mồm. Cơ trưởng máy bay và phó điều khiển viên đều biến mất. Những nhân viên tổ bay biết một chút thao tác bay cũng không thấy đâu. Đừng đùa, thế bây giờ ai đang lái máy bay chứ? Chẳng lẽ ta nằm mơ còn chưa tỉnh? Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Như là đang mơ một giấc mộng giữ liên hoàn vậy, ác mộng này chấm dứt thì ác mộng khác đã bắt đầu. Khi người ta bị cảm, thân thể không khỏe mạnh thì dễ gặp những giấc mơ như thế lắm. Không phải mơ đâu sư phò, chúng ta sắp tiêu rồi. Bây giờ máy bay đang được điều khiển tự động, trong thời gian ngắn sẽ không sao. Thế nhưng nếu mãi vẫn không có ai tiếp quản điều khiển nó thì sớm hay muộn cũng rơi thôi, Joseph cười đắng ngắt, hắn đã tự cấu ra một vết tím bầm trên cánh tay từ lúc nào. 3 phút trước hắn cũng tưởng đây là một giấc mộng dữ, thế nhưng hắn đã cấu cánh tay tím bầm, đau muốn chết, mà vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại cả. Đây không phải là mơ, mà là hiện thực tàn khốc đang diễn ra. Đúng lúc này thì giọng nói gấp gáp của tiếp viên hàng không lại vang lên. Trời ơi! Các vị đừng có vây lấy tôi mà oán trách cũng không có tác dụng gì, trời ơi tôi có biết lái máy bay đâu. Trong các vị có ai biết lái máy bay không? Xin hãy mau chóng tới khoang điều khiển, hình thức tự lái của máy bay xảy ra trục trặc rồi. Mấy tiếp viên hàng không còn sót lại bị hành khách quá khích vây quanh. Các cô đều không biết phải làm gì, bởi vì có ai biết lái máy bay đâu. Các hành khách đều tuyệt vọng. Đừng đùa, lấy đâu ra người biết lái máy bay từ trong đám hành khách cơ chứ? Đây đâu phải là phim điệp viên 007 hay phim hành động khoa học viễn tưởng, mà đòi có nhân vật chính được bắp cho biết lái cả phi thuyền. Lúc này, đằng sau Tống Thư Hàng truyền tới câu nói đầy hối hận của Gia Cát Trung Dương. Xin lỗi mọi người, là lỗi của tôi, tại tôi tự nhiên chọn tới Đông Hải nghỉ phép nên mới làm liên lụy đến mọi người. Bên cạnh hắn, Cao Mỗ Mỗ ôm bạn gái nhà y miễn cưỡng gượng cười. Thổ Ba hơi buồn bực dựa người vào ghế ngồi. Được mời đi nghỉ mát mà lại gặp chuyện sống chết thế này, muốn không buồn bực phỏng có được không? Đừng lãng phí thời gian nữa, viết di thư đi, biết đâu may mắn di thư của cậu được tìm thấy thì sao? Dùng điện thoại mà viết, có lẽ có cơ hội khôi phục được tín hiệu di động, mình còn gửi được di thư ra ngoài, Gia Cát Nguyệt mở máy di động, ngón tay gõ phim nhoay nhoáy nhoay nhoáy. Joseph thở dài, sau đó lặng lẽ lấy điện thoại của mình ra chuẩn bị viết di thư thật. Sư phò, cậu có muốn viết một bức không? Đáng tiếc quá, mãi mới gặp được một người biết công phu Trung Quốc chân chính như cậu, thế mà tôi còn chưa học được mấy ngày đã sắp phải lên thiên đường rồi. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Tống Thư Hàng thực ra có biết lái máy bay một tí.
Thế nhưng hắn học lái máy bay tư nhân khác hẳn với máy bay dân dụng loại này nha. Hơn nữa hắn chỉ từng lái mỗi máy bay trực thăng tư nhân mà thôi. Nhưng mà, thôi thì cứ coi ngựa chết là ngựa sống mà chữa đi. Tống Thư Hàng đứng dậy, xách ba lô lên và đi tới khoang điều khiển. Trong khoang điều khiển có một cô tiếp viên dáng người hơi béo, cô vẫn đang lặp đi lặp lại những lời đã nói trước đó. Đôi chân run rẩy cho thấy cô đang sợ hãi thế nào. Bên cạnh cô là một đám đông hành khách đang la ó và nguyền rủa bằng đủ thứ tiếng nói khác nhau. Khi đối mặt với tử vong, dù sao bọn họ cũng cần một nơi phát tiết. Joseph nghi hoặc nhìn Tống Thư Hàng, không biết sư phò nhà mình đang muốn làm gì. Cao Mỗ Mỗ cũng nhìn Tống Thư Hàng đầy hiếu kỳ, sau khi ngẫm nghĩ một chút, hắn vỗ vô nhà y đang vùi trong lòng mình, ý bảo cô đừng cử động. Sau đó hắn vỗ vai Thổ Ba, bảo Thổ Ba cùng mình đuổi theo Thư Hàng. Dường như Thư Hàng đang định làm gì đó. Khi đối mặt với cái chết, không thể trông cậy vào lòng tốt của người khác. Xin lỗi, xin mọi người nhường đường, Tống Thư Hàng len vào đám người, ngực huých một cái đã chen giạt bọn họ ra hai bên. Hắn nhanh chóng đi tới trước mặt cô tiếp viên dáng người hơi béo nọ. Chào chị, để tôi thử lái máy bay xem, Tống Thư Hàng sờ túi lấy ra một tấm giấy phép lái máy bay, đưa cho tiếp viên hàng không, dù chỉ là giấy phép lái máy bay tư nhân, không giống với máy bay dân dụng, nhưng nếu không còn ai khác biết lái máy bay thì không bằng cứ cho tôi thử xem. Ít nhất thì tôi cũng có kinh nghiệm lái máy bay trên trời rồi. Tống Thư Hàng nói không to nhưng tất cả hành khách ở phía trước đều nghe thấy. Nhất thời tất cả đều im lặng, dùng ánh mắt trông mong nhìn về phía Tống Thư Hàng. Lúc này hắn chẳng khác gì một cọng rơm cứu mạng. Tuy rằng nhìn hắn vẫn còn trẻ tuổi, người trẻ tuổi trong mắt nhiều người đều không thiếu thốn kinh nghiệm và không đáng tin cậy. Song giờ khắc này đây, không một ai còn để ý đến tuổi tác của Tống Thư Hàng nữa. Họ chỉ để ý duy nhất một việc, đó là giấy phép lái máy bay mà Tống Thư Hàng đưa ra kia có phải là hàng thật không thôi. Thư Hàng học lái máy bay hồi nào vậy? Cao Mỗ Mỗ đứng phía sau trợn to mắt, hạ giọng hỏi Thổ Ba. Làm sao mà tao biết được, Thổ Ba cười khổ đáp, rõ ràng trước đó không lâu hắn mới thi giấy phép lái ô tô với Tống Thư Hàng thôi mà. Sao chỉ trong nháy mắt mà Tống Thư Hàng lại có luôn cả giấy phép lái máy bay tư nhân vậy? Cao Mỗ Mỗ đến sát tai Thổ Ba hỏi nhỏ. Không phải là giả đấy chứ? Bởi vì, Tống Thư Hàng căn bản đâu có thời gian mà đi học rồi thi lái bằng lái máy bay. Dù sao họ cũng là bạn cùng phòng với Tống Thư Hàng, Tống Thư Hàng sắp xếp thời gian của kỳ học như thế nào họ cũng biết sơ sơ. Hắn làm sao có thể giấu giếm bạn cùng phòng một việc tốn thời gian như đi học lái máy bay cơ chứ? Thổ Ba nghe đến đó thì mặt mũi tái nhợt. Mà lúc này thì tiếp viên hàng không đã sung sướng trả lại giấy phép lái máy bay cho Tống Thư Hàng. Tống tiên sinh, mời cậu thử xem, bây giờ chỉ có thể trông vào cậu thôi. Chương 283, hành khách lại biến mất và đốm sáng quỷ dị. Tống Thư Hàng nhận lại lấy giấy phép lái máy bay của mình từ trong tay của tiếp viên hàng không, nói tôi sẽ cố gắng hết sức. Tránh qua một chút, tránh qua một chút, lúc này, Cao Mỗ Mỗ và Lâm Thổ Ba cũng lo lắng chen tới bên cạnh Tống Thư Hàng. Cao Mỗ Mỗ hạ giọng nói, Thư Hàng này, mày làm được không đấy? Dù sao thì cũng phải có người thử xem sao chứ, đúng không? Tống Thư Hàng nói hắn hoàn toàn không ngờ chiếc máy bay mà mình bước lên lại xảy ra sự cố thế này. Bây giờ tu vi của hắn mới chỉ là nhất phẩm, căn bản không thể nào phi hành được. Nếu như xảy ra tai nạn thì hắn cũng chẳng khác gì hành khách bình thường, kết cục đều là chết không chỗ chôn mà thôi. Lâm Thổ Ba và Cao Mỗ Mỗ chỉ có thể cười khổ mà thôi. Sau khi cất tờ giấy phép kia đi, Tống Thư Hàng bước tới khoang điều khiển, đồng thời còn quay sang hỏi tiếp viên hàng không, đã mở cửa khoang lái chưa? Khoang điều khiển trên máy bay cấm người không sự bước vào, trước kia trên các máy bay kiểu cũ còn có cả chìa khóa nữa. Nhưng bây giờ cửa khoang lái đều dùng khóa điện tử cả rồi, mấy chiếc tiên tiến thậm chí còn cần cơ trưởng tới quét mặt mới có thể vào được. Khoang điều khiển đã mở rồi, chắc là cơ trưởng hay cơ phó trên máy bay đột nhiên biến mất, nên một người trong số bọn họ mới liều mạng chạy trốn ra ngoài, muốn chạy khỏi khoang lái. Nhưng rõ ràng chẳng có ai chạy ra cả, tiếp viên hàng không tròn tròn kia giải thích. Ít nhất thì người đó cũng mở cửa giúp chúng ta rồi, Tống Thư Hàng là người có trái tim lớn, vào những lúc sinh tử thế này, hắn lại càng bình tĩnh hơn. Sau khi bước vào khoang lái máy bay, Cao Mỗ Mỗ và Lâm Thổ Ba cũng theo sát phía sau. Còn những hành khách khác thì nhờ có tiếp viên hàng không kia khuyên bảo, nên im lặng đứng ở bên ngoài khoang lái, không đi vào quấy rầy Tống Thư Hàng dù sao thì cậu trai này chỉ mới lái máy bay tư nhân mà thôi.
máy bay tư nhân và máy bay dân dụng này là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như cả đám người đều ùa vào trong khoang lái làm phiền Tống Thư Hàng, đến lúc đó, lỡ như có vấn đề gì thì chút hy vọng sống còn duy nhất của mọi người cũng sẽ tắt. Chấm. Sau khi bước vào khoang lái, Tống Thư Hàng bị một mớ đồng hồ và nút bấm đủ màu làm cho lóa mắt. Quả nhiên là khác hẳn với máy bay trực thăng mà. Thổ Ba nhìn Tống Thư Hàng, căn dặn hắn, Thư Hàng, lái máy bay khác với lái xe, cẩn thận chút nhé. Tống Thư Hàng gật đầu, sau đó ngồi xuống. Hẳn thử kéo cần, mấy loại máy bay có chút khó đỡ ở chỗ, khác công ty sản xuất thì cách dùng cần gạt cũng khác nhau luôn. Cũng may, khi ấy biết rằng mình phải đi học lái máy bay với Bạch Tiền Bối, để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên Tống Thư Hàng đã tới tiệm sách xem rất nhiều sách về máy bay. Có đủ loại sách nói về tất cả mọi mặt, bây giờ những quyển sách mà Tống Thư Hàng đã xem rốt cuộc cũng phát huy công dụng. Tống Thư Hàng bắt đầu thao tác trên máy bay. Cao Mỗ Mỗ và Lâm Thổ Ba thấy Tống Thư Hàng thao tác có vẻ quen tay lắm, làm cũng bài bản đàng hoàng. Thư Hàng nó học lá máy bay từ đâu thế nhỉ? Thổ Ba tò mò nên hỏi. Cao Mỗ Mỗ nhỏ giọng đáp, không phải là chơi game mô phỏng đấy chứ. Thổ Ba sờ lồng ngực mình, cảm giác tim đập ngày càng nhanh. Chấm. Không bao lâu sau, bởi vì không thể dùng hình thức lái tự động của máy bay được, nên Tống Thư Hàng chỉ có thể chuyển thành lái tay. Bên ngoài trời thì tối đờ en. Không thấy được gì, lái tay thì cao lắm chỉ có thể giữ cho bay được vững mà thôi. Hy vọng đoạn đường kế tiếp có thể thoát ra khỏi cái thế giới đen thui kỳ lạ này. Điều khiển bay đại khái thì tao hiểu, nhưng bây giờ có một vấn đề rất quan trọng đây, Tống Thư Hàng nói. Cao Mỗ Mỗ nghe thế thì lập tức hỏi, vấn đề gì? Tao không biết hạ cánh, Tống Thư Hàng đáp. Hắn chỉ mới lái có máy bay trực thăng thôi, nhưng kiểu hạ cánh của máy bay trực thăng khác hoàn toàn so với máy bay dân dụng kiểu này. Mặc dù trong đầu hắn có biết chút ít về lý luận hạ cánh máy bay, nhưng chút lý luận này không làm nên cơm cháo gì cả, hơn nữa, có rất nhiều khoảng quan trọng đều dùng thủ pháp, xem hoa trong xương, để miêu tả. Dựa vào mớ tri thức hạ cánh đó, nếu như Tống Thư Hàng mà đáp máy bay thành công thì đúng là gặp quỷ rồi. Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba. Hơn nữa, hạ cánh vẫn không phải vấn đề lớn nhất, Tống Thư Hàng chỉ về phía trước, cười khổ nói, điều đáng sợ hơn bây giờ chính là, chúng ta căn bản không biết mình đang ở đâu, xung quanh có những thứ gì. Cho dù có mở đèn ra thì bốn phía quanh máy bay chỉ toàn một màu đen kịt, không nhìn thấy gì hết. Mà máy bộ đàm trong khoang lái thì lại không hề có chút tín hiệu nào. Chiếc máy bay của bọn họ bây giờ giống như người mù đang loay hoay giữa đêm tối. Cao Mỗ Mỗ bình tĩnh hỏi lại, nói cách khác, chúng ta vẫn không thoát khỏi cái chết chứ gì. Thổ Ba ngẫm nghĩ một lúc thì cầm điện thoại ra, của nhiên. Tao vẫn phải thử xem có thể gửi được bức di thức vừa soạn xong này ra ngoài nhỉ. Trong lúc ba người đang nói chuyện thì bên ngoài máy bay đột nhiên lại có mấy tiếng la hét hoảng loạn vang lên. Tiếng hét to của đàn ông, tiếng kêu khóc sợ hãi của phụ nữ, tiếng khóc giống của trẻ con cứ loạn cào cào hết lên. Để tao ra ngoài xem sao, Cao Mỗ Mỗ lo cho an nguy của bạn gái nhà y, lập tức rời khỏi khoang lái. Chạy ra phía sau. Sau khi chạy ra khoang hành khách phía sau thì cậu ta lập tức sợ ngây người. Chỉ thấy trong khoang máy bay, có rất nhiều hành khách ngơ ngác đứng im tại chỗ, trên người bọn họ có đốm sáng lập lòe, khiến bọn họ phát sang tựa như đom đóm trong đêm. Loại hiện tượng kỳ lạ này khiến cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nhà y, ngay sau đó, Cao Mỗ Mỗ vội vàng chạy về phía bạn gái nhà y của mình. Cũng may là nhà y không sao hết, Lục Phỉ và chị gái của cô ấy cũng bình an vô sự. Người đệ tử nước ngoài tên Joseph của Tống Thư Hàng cũng vẫn ổn. Bạn gái nhà y nhào vào lòng Cao Mỗ Mỗ. Nhà y à, xảy ra chuyện gì thế? Cao Mỗ Mỗ lo lắng hỏi lại. Khi nãy có rất nhiều hành khách đột nhiên phát sáng, giống như mấy người kia vậy đó, nhà y chỉ vào mười mấy vị hành khách đang phát sáng kia. Sau đó, mấy hành khách bị ánh sáng bao phủ giống như bị lửa thiêu rụi, lập tức biến thành tro tàn, không để lại gì hết, trong mắt nhà y lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong lúc cô đang nói chuyện thì đột nhiên có một vị hành khách đang bị ánh sáng bao phủ rú lên sợ hãi. Ngay sau đó, từ trên xuống dưới cơ thể hắn bắt đầu biến thành từng đốm sáng. Những đốm sáng kia rơi xuống tựa như hạt cát, rất nhanh. Vị hành khách bị ánh sáng bao phủ kia đã biến mất không thấy đâu, thậm chí không sót lại một góc áo nào. Tiếng kêu la thảm thiết của hắn tựa như ấn chốt tín hiệu, ngay sau đó, những vị hành khách bị ánh sáng bao phủ khác cũng lần lượt hóa thành đốm sáng. Trong đó có một phần hành khách hóa thành đốm sáng hoảng sợ quá,
nên bổ nhào về phía người thân của mình mong được giúp đỡ. Nhưng thân thể thể đang hóa thành đốm sáng của bọn họ tựa như những linh hồn, xuyên qua thân thể của người thân. Sau đó, nhanh chóng biến mất không còn sót lại chút gì. Lại thêm một trận tiếng kêu la thảm thiết xen lẫn sợ hãi vang lên. Cao Mỗ Mỗ nhíu mày, nghĩ thầm trong lòng, biến mất tiêu thế này. Chẳng lẽ cơ trưởng, cơ phó, nhân viên đội bay và tốp hành khách đầu tiên đều bị biến mất theo cách này hay sao? Bọn họ sẽ không chết đấy chứ? Nhà y lo lắng hỏi, hiện tượng không thể giải thích bằng khoa học này khiến cho tất cả hành khách ở đây đều hoảng hốt. Anh cũng không biết nữa, Cao Mỗ Mỗ thở dài nói, sau đó, cậu lại vuột miệng nói, đi, chúng ta vào khoang lái nói với Thư Hằng đi. Cậu cũng không biết vì sao mình lại có những suy nghĩ như thế nữa, nhưng cậu cứ cảm giác nếu như kể hiện tượng hóa thành đốm sáng rồi biến mất của mấy hành khách này cho Tống Thư Hằng nghe thì chắc là sẽ có thu hoạch gì đó. Chấm. Mà lúc này, ở bên trong khoang lái, Thổ Ba đột nhiên chỉ về phía trước rồi kêu lớn, Thư Hằng. Cẩn thận, đằng trước có cái gì kìa? Phía trước có cái gì? Tống Thư Hằng mở to mắt ra xem, nhưng ở bên ngoài vẫn là một mảnh đen lòm như cũ, có nhìn thấy gì đâu. Không thể nào, sao mà Thổ Ba nhìn thấy còn mình thì không chứ? Mình là tu sĩ đã mở nhãn khiếu rồi, nhìn thấy được cả quỷ hồn luôn kìa mà. Tao không hề thấy thứ gì hết, Thổ Ba, có phải mày bị ảo giác rồi không? Tống Thư Hằng vội hỏi lại. Không có ma, tao không thể nào nhìn lầm được, xung quanh đen thui, chỉ có thứ đó sáng rỡ lên mà. Thổ Ba nói to, đồng thời, giơ tay chỉ về phía trước của máy bay. Tống Thư Hằng mở to hai mắt ra xem. Nhưng trước mặt hắn vẫn là màn đêm tối đen như cũ. Chẳng lẽ mắt của mình có vấn đề gì rồi à? Lúc Tống Thư Hằng đang suy nghĩ thì Cao Mỗ Mỗ chạy vào trong khoang lái. Tiếp viên hàng không và hành khách bên ngoài đã loạn thành một đoàn từ lâu rồi. Mọi người đều lo sợ, ánh sáng kia sẽ đột nhiên xuất hiện trên người mình, biến mình thành một đống đốm sáng. Bây giờ, căn bản không ai ngó tới chuyện mấy người Cao Mỗ Mỗ chạy vào trong khoang lái cả. Thư Hằng. Bên ngoài xảy ra việc rồi, có hành khách đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng giống như ngọn lửa. Sau đó sẽ biến thành đốm sáng ở trong luồng sáng nọ, rồi biến mất luôn. Cao Mỗ Mỗ vừa mới bước vào khoang lái thì lập tức mở miệng nói ra ngay, tao ngờ rằng lứa hành khách đầu tiên cũng biến mất như thế đấy. Chỉ là tốc độ bọn họ biến mất nhanh quá, có lẽ nhanh tới mức khiến chúng ta không thể nhìn thấy quầng sáng đó vậy. Tống Thư Hằng xoa xoa huyệt thái dương, phiền toái lại tới nữa rồi. Những thứ không biết rõ mới khi án cho người ta lo lắng nhất. Đây rốt cuộc là vì đã xảy ra chuyện gì thế này? Sớm biết như thế thì nhất định phải kéo Bạch Tôn Giả đi cùng mới được. Có Bạch Tôn Giả ở nơi này, dù chỉ là sự cố máy bay thì căn bản cũng không có việc gì phải sợ. Ồ, Thư Hằng, phía trước có thứ gì phát sáng kìa? Cao Mỗ Mỗ cũng chỉ tay về phía trước máy bay. Chỗ mà cậu ta chỉ cũng y hệt như chỗ mà Thổ Ba đã chỉ. Tống Thư Hằng. Mẹ nó, cái quỷ gì thế này? Tại sao Thổ Ba và Cao Mỗ Mỗ đều có thể nhìn thấy, nhưng hắn hoàn toàn không nhìn thấy cái thứ, đốm sáng, đó là sao? Chẳng lẽ chỉ có người phàm mới nhìn thấy thứ đó, còn tu sĩ thì không thể nhìn thấy à? Bọn mày đều có thể nhìn thấy à? Nhà y có thấy không? Tống Thư Hằng quay đầu lại, cười khổ hỏi bạn gái nhà y của Cao Mỗ Mỗ. Nhà y nhìn Tống Thư Hằng, cuối cùng vẫn gật đầu. Cái đốm sáng mà bọn mày nhìn thấy trông như thế nào, tả lại cho tao nghe thử xem. Tống Thư Hằng thở dài nói. Cao Mỗ Mỗ nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại, Thư Hằng, lẽ nào mày không nhìn thấy đốm sáng đó à? Hoàn toàn không thấy gì hết, tao chỉ thấy đen thùi lùi thôi, Tống Thư Hằng cười khổ nói. Cao Mỗ Mỗ nhìn kỹ đốm sáng ở phía xa, chừng tới mức cay hết cả mắt, Thư Hằng, chúng ta tới gần đốm sáng đó chút nữa đã, bây giờ cách xa quá. Chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng đó là một đốm sáng màu xanh, phát ra ánh sáng màu vàng. Chương 284, cắt này, cắt này, cắt máy bay tương đương. Đốm sáng nhỏ màu xanh biếc, lại còn phát ra ánh sáng màu vàng. Trong lòng Tống Thư Hằng lập tức dâng lên dự cảm không tốt, không phải là gặp phải hòn đảo thần bí kia đấy chứ. Hắn đang nghĩ tới đó thì câu nói tiếp theo của Cao Mỗ Mỗ đã khẳng định suy nghĩ đó. Tới gần hơn rồi này. Hình như tao thấy được rồi, nó là một hòn đảo nhỏ, Cao Mỗ Mỗ mở to hai mắt ra xem, sau đó lại dụ mắt thật mạnh, rồi lại cười khổ nói, hình như hòn đảo nhỏ kia đang lơ lửng trên không trung. Quả nhiên là tao bị ảo giác rồi à. Thổ Ba đứng bên cạnh cười khổ nói, nó đúng là một hòn đảo nhỏ đó. Nhà y lại nói, đúng là nó đang lơ lửng.
Tống Thư Hàng. Chết dở rồi, hắn từng nghĩ qua, lỡ như chuyến du lịch Biển Đông của mình lại gặp phải hòn đảo thần bí thì cùng lắm mình không bước vào đó là được thôi. Lúc mấy tiền bối như Tam Lãng tiền bối, Bắc Hà tiền bối và Cổ Hồ Quan tiền bối gặp phải hòn đảo thần bí kia, cũng là do bọn họ tự mình muốn vào đó xem thử. Mà nay Tống Thư Hàng đã biết thừa là người bước vào hòn đảo thần bí đó thì đều sẽ mất trí nhớ hết, nên đương nhiên hắn sẽ không chọn bước vào rồi. Nhưng nào ngờ, hòn đảo thần bí kia điếm như thế, còn chơi trò ẩn thân nữa mới đau. Nếu như không phải có Cao Mỗ Mỗ và Thổ Ba đứng bên cạnh nhắc nhở, nói rằng trước mặt mình có một hòn đảo nhỏ lơ lửng trên không trung, thì nói không chừng lúc này Tống Thư Hàng đã luống cuống tay chân, đâm sầm vào trong hòn đảo thần bí kia mất rồi. Tại sao các tiền bối trong nhóm có thể chọn lựa xem có nên vào hòn đảo thần bí hay không, còn mình thì lại có cảm giác như bị ép phải vào là sao nhỉ? Tống Thư Hàng im lặng suy ngẫm một lúc, sau đó âm thầm sờ lên lồng ngực của mình. Tuy là không thể nhìn thấy được, nhưng hắn biết rõ trên người mình có một sợi dây nhân quả gắn kết mình với thông nương nằm trên ngộ đạo thạch trong túi, sau đó sợi dây kia lại tiếp tục kéo dài tới chỗ vị hòa thượng Cửu Đăng đang ở trên ngôi thành trên không kia. Nếu như ngôi thành trên không đó chính là hòn đảo thần bí kia, mặc kệ có phải do sợi dây nhân duyên này đang gây chuyện, muốn dụ mình lên hòn đảo thần bí kia hay không? Sẽ không cửa đảo tới vậy đó chứ? Ha ha, mày muốn khiến anh lên đảo, nhưng anh xin mạn phép không lên nhé, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Vậy nên, hắn nói với bạn cùng phòng, tao cảm giác hòn đảo kia nhất định có vấn đề, bọn mình né nó đi. Đồng ý. Tao cũng nghĩ thế, Cao Mỗ Mỗ chỉ cần nghĩ tới đó là một hòn đảo bay lơ lửng thì đã thấy sợ hãi trong lòng rồi. Thổ Ba thì là một thanh niên sáng tính tò mò cao, thích tìm hiểu nhiều điều, tao lại thấy hay là bọn mình lên đó thử xem sao. Cao Mỗ Mỗ, hòn đảo đó bây giờ đang ở đâu, để tao lướt qua nó, lỗ tai của Tống Thư Hàng tự động bỏ qua ý kiến của Thổ Ba. Ở bên kia, Cao Mỗ Mỗ chỉ về phía vị trí của hòn đảo lơ lửng trong tầm mắt của cậu. Tống Thư Hàng gật đầu. Điều khiển máy bay đổi hướng. Cẩn thận tránh né vị trí của hòn đảo lơ lửng kia. Máy bay lại tiếp tục bay thật lâu. Tránh được chưa? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi thử. Bởi vì trước mắt hắn chỉ toàn là màu đen, không nhìn thấy hòn đảo lơ lửng kia đâu, nên chỉ có thể hỏi. Tránh rồi, Cao Mỗ Mỗ gật đầu. Tống Thư Hàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, máy bay lại tiếp tục bay về phía trước. Bay mãi, đột nhiên. Trước máy bay xuất hiện một mảnh hào quang sáng chói. Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba và Nha Y chưa thích ứng được với ánh sáng đột nhiên xuất hiện, nên nheo mắt lại. Rốt cuộc cũng thoát ra khỏi khu vực hắc ám đó được rồi à. Tống Thư Hàng mừng thầm, hắn đã mở được nhãn khiếu, khả năng thích ứng của mắt đối với ánh sáng rất mạnh. Cơ hồ là trong nháy mắt thôi, Tống Thư Hàng đã thích ứng được với ánh sáng cường độ mạnh ở trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt. Muốn xem bây giờ mình đang ở nơi nào. Sau khi mở to mắt ra nhìn xong thì Tống Thư Hàng lập tức cảm thấy mắt mình ươn ướt. Thứ xuất hiện trước mắt hắn là một khu rừng khổng lồ. Cây cối trong khu rừng này vô cùng cao lớn, có một gốc đại thụ che trời vươn thẳng vào tầng mây, cảm giác như thế đang nói, ông đây muốn lên tới trời, vậy. Tống Thư Hàng không nghiên cứu thực vật, nên không biết mấy gốc đại thụ này thuộc loại gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy những gốc đại thụ này thì hắn cứ cảm giác những gốc cây này không phù hợp với thời đại ngày nay chút nào. Ở phía cuối của khu rừng chính là một thảo nguyên mênh mông trải rộng, thảo nguyên rộng lớn vô cùng, gió nhẹ miên man thổi qua, khiến cho đồng cỏ chập chờn như sóng biển. Sau đó, Tống Thư Hàng trông thấy một cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Đó là một hồ nước khổng lồ có hình dạng như vầng trăng lưỡi liềm. Giống hệt với cái hồ nước mà hắn nhìn thấy trong giấc mơ về tòa thành trên không kia. Nhìn thấy cái hồ nước hình trăng non đó, Tống Thư Hàng cảm giác ruột gan quặng thắt lại. Nếu như cảnh trong giấc mơ trên máy bay của hắn là thật thì bên trong cái hồ hình trăng non này có một con cá lớn dài hơn 10 mét. Hơn nữa, đoạn 10 mét đó chỉ là một khúc ngắn trên người nó lộ ra khỏi mặt hồ, có trời mới biết thân thể ẩn giấu bên dưới mặt hồ của nó còn khủng bố tới ngường nào nữa đây. Đồng thời, hắn có thể khẳng định rằng, hòn đảo nhỏ bên dưới chắc chắn chính là tòa thành trên không xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Đồng thời, còn hơn 70% khả năng tòa thành trên không này chính là hòn đảo thần bí nọ. Lẽ nào mình đã bị định sẵn là phải mất trí nhớ hay sao? Tống Thư Hàng rơi lệ đầy mặt. Hơn nữa, vì cái quần gì mình đã né khỏi cái hòn đảo trên không đó rồi, mà vẫn thành tự chui đầu vào thế này. Có ai giải thích dùm chuyện này hay không?
đừng có nói với ta là thứ đám cao mỗ mỗ nhìn thấy chỉ là ảnh chiếu của hòn đảo trên không. Còn hòn đảo trên không thật sự lại nằm thẳng trên đường bay của hắn, chỉ chờ hắn chui đầu vào rõ thôi nhé. Chơi thế thì hèn quá. Chấm. Đẹp quá, sau khi thích ứng với ánh sáng xong, nhà y nép vào lòng cao mỗ mỗ nói. Thổ ba cũng sững sờ kinh thán, đúng là một vùng đất tuyệt đẹp. Trong khoang máy bay, số hành khách không bị biến mất còn chừng 20 người. Tất cả đều cảm nhận được sự thay đổi ở bên ngoài máy bay, nên vội vàng chạy ra cửa sổ của máy bay để quan sát bên ngoài. Oh, so beautiful, đệ tử trên danh nghĩa của Tống Thư Hàng là Joseph cũng phải buông tiếng ngợi khen, Joseph là người thích du lịch, thường đưa người nhà đi du ngoạn khắp thế giới. Nhưng tất cả những khung cảnh xinh đẹp nhất trong ấn tượng của hắn cộng lại cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của nơi này được, nơi đây đẹp chẳng khác nào tiên cảnh. Đúng vậy, quả thật là tiên cảnh. Khung cảnh đẹp đẽ tới mức chỉ có thể xuất hiện trong thần thoại và tiểu thuyết thế này, choáng ngợp nhường ấy, dù là thiên đường ở trong tiểu thuyết thì cũng chỉ cỡ này mà thôi. Chúng ta được cứu rồi à? Chúng ta đã vượt qua được khu vực đen ngòm chết tiệt kia rồi sao? Tiếp viên hàng không hơi mập kia mừng rỡ lên tiếng. Trên máy bay cũng không có ai phát ra ánh sáng nữa rồi, không có ai bị biến mất nữa. Chúng ta an toàn rồi sao? Có một người đẹp trông có vẻ trí thức kích động bật thốt. Trong giọng nói ẩn chứa nỗi mừng vui khi sống sót sau nguy hiểm. Chị gái của Lục Phỉ cũng bước tới chỗ cửa sổ máy bay, hỏi dò, nhưng đây là đâu thế này? Không biết nữa, điện thoại vẫn không có tín hiệu, có phải là trên một hòn đảo nào đó ở Biển Đông hay không? Lục Phỉ móc điện thoại của mình ra xem. Có lẽ là vì đang ở trên máy bay nên bị nhiễu sóng đấy. Đợi máy bay đáp xuống rồi chúng ta xem lại, Gia Cát Nguyệt đứng bên cạnh cũng nói. Không biết cô cậu ta móc đâu ra một cái camera, chĩa ra ngoài cửa quay lại. Gia Cát Nguyệt là thành viên của bộ thông tin trong trường học, cho nên việc quay lại một số hình ảnh kỳ lạ, thú vị, khác người gần như đã thành bản năng của Gia Cát Nguyệt rồi. Gia Cát Trung Dương thì thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là nhóm người của mình đều bình an vô sự hết. Bằng không nếu như chuyến đi do mình rủ dê mà xảy ra chuyện gì thì Gia Cát Trung Dương sẽ áy náy cả đời mất. Chấm chấm. Bên trong khoang điều khiển. Thư Hàng, cần tìm chỗ nào để hạ cánh không? Cao mỗ mỗ nghi hoặc hỏi thử. Để tao thử cái đã, Tống Thư Hàng đáp. Đương nhiên, không phải Tống Thư Hàng định hạ cánh thử, hắn chỉ muốn thử xem có thể trực tiếp phá tan hòn đảo trên không này để quay lại thế giới thật hay không mà thôi. Nhưng khi hắn cố ý điều khiển máy bay kéo độ cao lên thì chợt biến sắc. Mặc kệ Tống Thư Hàng có tăng tốc cỡ nào, thì máy bay vẫn cứ giảm tốc độ xuống đều đều. Chuyện gì thế này? Đầu óc của Tống Thư Hàng nhanh chóng vận chuyển. Rất nhanh, hắn nhớ tới một số tin tức mà các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 từng nói khi bàn về hòn đảo thần bí này. Ví như ở cửa vào của hòn đảo thần bí có trận pháp cấm không, cho dù là linh hoàng kim đan ngũ phẩm đi nữa, sau khi vào trong hòn đảo thần bí này thì cũng chỉ có thể đáp xuống, không thể nào ngự kiếm phi hành được. Linh hoàng kim đan tới mà chỉ có thể đáp xuống, nên chiếc máy bay này đừng có hòng mà bay được. Tống Thư Hàng thầm thở dài, chỉ có thể cố gắng điều khiển máy bay lướt về phía thảo nguyên, ít nhất thì đừng để rớt xuống trong rừng, đỡ bị mấy cây cổ thụ che trời kia chọc thẳng vào máy bay. Chấm. Trong lúc Tống Thư Hàng đang cố hết sức điều khiển máy bay thì trong hư không đột nhiên có hai đạo quang mang lóe lên ập tới. Giống như kiếm quang thì phải. Hai đạo quang mang kia xoẹt một cái, hạ xuống, bay tới phía trước máy bay. Sau đó, bọn nó dừng gấp lại ở giữa không trung. Tiếp đó, hai đạo kiếm quang kia chợt đổi hướng, bay thẳng về phía Tống Thư Hàng. Nếu như ta nhìn không lầm thì đó chính là hai thanh phi kiếm dùng một lần bản 004 của Bạch Tiền Bối thì phải. Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm vào hai đạo kiếm quang nọ. Đồng thời, trong lòng hắn dâng lên cảm giác cực kỳ bất an. Mẹ nó, không phải là hai thanh phi kiếm dùng một lần này đang nhắm về phía hắn đấy chứ? Trong lúc suy nghĩ này lóe lên trong đầu Tống Thư Hàng thì hai thanh phi kiếm dùng một lần bản 004 đã bắn tới chỗ máy bay. Bạch Tiền Bối, ngài đang làm cái gì thế? Tống Thư Hàng khóc không ra nước mắt, hắn nhớ rõ trước khi lên máy bay mình đã gọi điện thoại báo cho Bạch Tôn Giả rồi mà, cũng nói với Bạch Tiền Bối là bây giờ mình đang ở trên máy bay, phải tắt điện thoại. Nếu như Bạch Tiền Bối có muốn dùng phi kiếm dùng một lần đưa Tiểu Hòa Thượng với Đậu Đậu tới thì cũng phải chờ hắn tới nơi đã rồi hãy tính chứ. Nhưng tại sao lại có hai thanh phi kiếm dùng một lần bản 004 bắn tới thế này? Đáng lý ra Bạch Tiền Bối không nên phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế mới đúng chứ? Hơn nữa,
phi kiếm cũng bắn tới rồi, nhưng đậu đậu với tiểu hòa thượng đâu rồi kìa? Sao không có ở trên phi kiếm nhỉ? Lúc này, nếu như có đậu đậu ở đây cũng được, dù sao thì đậu đậu nó cũng là đại yêu khuyển tứ phẩm, nó biết bay nữa. À quên mất, chỗ này có pháp thuật cấm không? Đậu đậu nó có tới đây cũng vô dụng. Không đúng, ít nhất thì đậu đậu nó vẫn còn biết một số pháp thuật khác nữa. Có nó ở đây thì cũng giảm bớt nguy hiểm đi. Hơn nữa đậu đậu có thực lực cao cường, trên hòn đảo thần bí kỳ lạ này, nó có thể sắm vai bảo tiêu cường đại mà. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ miên man thì hai thanh phi kiếm dùng một lần kia đã đâm vào máy bay, cắt đầu máy bay ra dễ như cắt đậu hũ. Chấm. Ba ơi, ba có biết hát bài ngôi sao nhỏ không? Xin lỗi nhé Thư Hàng, tiền bối ta chỉ biết chém máy bay thôi. Chương 285, Đại Tinh Tinh vào hàng cao thủ. Lúc này, ở trên không chỗ biển Đông, Bạch Tôn Giả thoáng nhíu mày. Ở trước mặt hắn, Đậu Đậu và A đều rơi vào trạng thái hôn mê, bị linh lực của hắn đỡ lơ lửng ở không trung, chỉ là thanh phi kiếm chở Đậu Đậu và A lại chẳng thấy đâu. Trước khi Tống Thư Hàng lên máy bay đã gọi điện thoại cho Bạch Tôn Giả, báo rằng mình đã lên máy bay, đợi sau khi tới hòn đảo kia thì sẽ liên lạc tiếp. Đương nhiên Bạch Tôn Giả không thể quên chuyện này được. Cho nên, khi hắn dùng tọa đọa vạn lý phi độn thuật trên tay Tống Thư Hàng làm mục tiêu để bắn Đậu Đậu với A tới thì tự hắn cũng đuổi theo sát nút. Bạch tiền bối muốn đợi cho Đậu Đậu và A bị bắn tới gần chỗ chiếc máy bay của Tống Thư Hàng thì sẽ khống chế phi kiếm, để cho phi kiếm bay theo máy bay, từ từ bay tới hòn đảo du lịch ở Biển Đông. Có hắn tự mình đi theo suốt chặn đường thì tất nhiên có thể bảo đảm rằng hai thanh phi kiếm dùng một lần bản 004 vừa đuổi theo Tống Thư Hàng, lại tuyệt đối không đâm vào chiếc máy bay mà hắn đang ngồi. Nhưng trên đường bay tới đây, phi kiếm lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Ngay lúc nãy, khi hai thanh phi kiếm chở theo Đậu Đậu và A bay tới trên không Biển Đông thì đột nhiên như đụng phải một bức tường vô hình vậy. Bức tường kia mang theo một loại sức mạnh rất quỷ dị, trong nháy mắt khi Đậu Đậu và A tiếp xúc với bức tường đó thì lập tức bị thôi miên, hôn mê ngay tại chỗ. Còn hai thanh phi kiếm nọ thì lại chui vào bên trong bức tường kia, sau đó biến thành một đống sáng lóe lên rồi mất tiêu. Cũng may là có Bạch Tôn Giả theo ngay phía sau. Khi hắn thấy Đậu Đậu và A đang rơi xuống thì lập tức giơ tay, dùng linh lực đỡ lấy chúng. Nhìn vào bức tường vô hình như lại giống như thực chất kia, Bạch Tôn Giả bắt đầu suy tư. Phi kiếm biến mất là do một loại pháp thuật di chuyển không gian gây nên sao? Phi kiếm dùng một lần bản 004 này là đuổi theo Tống Thư Hàng mà tới, bây giờ cắm thẳng vào bên trong bức tường kia, nói vậy, chứng tỏ chiếc máy bay mà Tống Thư Hàng đã lên cũng đã bay vào trong bức tường kia rồi sao? Như vậy thì bức tường vô hình này đi thông tới nơi nào đây? Bạch Tôn Giả đứng trên không trung tựa như đứng trên đất bằng, bước tới chỗ bức tường trong suốt kia. Là hòn đảo thần bí à? Hắn nghĩ thầm. Gần đây hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Biển Đông, cũng chỉ có mỗi mình hòn đảo thần bí khiến cho các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 mất đi trí nhớ thôi nhỉ? Ngẫm nghĩ một lúc, Bạch Tôn Giả giơ tay về phía bức tường vô hình đó, xưa nay hắn vẫn muốn tìm hòn đảo thần bí đó. Nhưng hòn đảo thần bí thì giống như đang chơi trò trốn tìm với hắn vậy, dù hắn tìm kiếm cỡ nào cũng không ra. Vất vả lắm mới tìm được chút manh mối, Bạch Tôn Giả đương nhiên không ngại đi nghiên cứu hòn đảo thần bí này một phen. Sau đó, trong nháy mắt khi tay của Bạch Tôn Giả chạm tới bức tường kia thì đột nhiên vang lên một tràng tiếng rắc rắc kỳ lạ. Tiếp theo, bức tường trong suốt vô hình nọ giống như vỡ tan, sau đó biến mất dạng. Trên Biển Đông lại yên tĩnh như cũ, trống trơn chẳng có gì hết. Mặt Bạch Tôn Giả đơ ra, tại sao chứ? Ta chỉ mới giơ tay chạm nhẹ một cái thì bức tường này đã bể nát rồi là sao? Không nể mặt tới cỡ này cơ à? Chấm. Trên hòn đảo nhỏ của tòa thành trên không. Cách lúc xảy ra sự kiện, phi kiếm xẻo phi cơ, thảm thiết đã một thời gian ngắn. Tống Thư Hàng dần dần khôi phục ý thức. Trong trí nhớ của hắn, hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy là hai thanh phi kiếm dùng một lần phiên bản 004 đã cắt nát đầu máy bay nhẹ nhàng như cắt đậu hũ. Sau đó, Tống Thư Hàng đã mất hết tri giác. Mình còn sống à? Hôm nay vẫn tiếp tục sống sót ngoan cường rồi. Tống Thư Hàng cảm thán. Vậy, bây giờ mình đang ở đâu đây? Hắn nghĩ thầm trong lòng, hình như mình đang chìm trong hồ nước thì phải, cảm giác thân thể đang bị chất lỏng vây quanh, người trôi bồng bềnh. Không phải là suối quẩy rơi vào trong cái hồ hình trăng non kia rồi đấy chứ. Rất có thể có quái vật ở trong hồ đó. Nhưng sao nước hồ này ấm thế nhỉ, cảm giác thoải mái quá.
Lẽ nào cái hồ kia là hồ nước nóng? Trong lúc suy nghĩ thì bên tai Tống Thư Hàng loáng thoáng vang lên tiếng kêu la dồn dập. Tiếng kêu này có tiết tấu đều nhau, giống như có rất nhiều người đang lớn tiếng kêu to, không phải sợ hãi, mà là đang ca hát. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi. Sau đó, hắn mở mắt ra nhìn. Sau đó, hắn ngu người luôn. Hồ nước cái cục cớt chó. Hồ nước nóng cái cục cớt chó. Lúc này, hắn đang nằm trong một cái nồi lớn, dưới nồi có lửa cháy phừng phừng. Nước trong nồi đang nóng dần lên, từng đợt bọt khí đang sủi lên từ từ. Hơn nữa, Tống Thư Hằng có thể nhìn thấy rất nhiều rau cỏ và đồ gia vị nổi lềnh phềnh trong nồi. Còn hắn thì đang bị trói gô cổ. Cảnh tượng này lập tức khiến hắn nhớ tới bộ tộc ăn thịt người ở trong phim, nhưng cái vụ dùng nồi nấu người sống này chỉ là hư cấu ở trong phim thôi. Cho dù là bộ tộc ăn thịt người ở ngoài đời thì cũng không làm kiểu này bao giờ. Tình tiết phát triển kiểu gì thế này? Là ai đang đùa dai với hắn à? Tống Thư Hàng lại nhìn sang đám, người, đang đứng kế nổi hò hét kia. Sau đó, hắn lại đần mặt ra lần nữa. Bởi vì thứ vây quanh cái nổi không phải con người mà là hơn 20 con tinh tinh đen khổng lồ. Chúng nó đứng thẳng người dậy, vây quanh cái nổi hú hét đủ kiểu. Bộ dạng trông giống hệt lũ người nguyên thủy chuyên ăn thịt người trong mấy bộ phim điện ảnh. Chúng nó định ăn thịt mình à, Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày mình lại biến thành thức ăn của thứ khác. Nếu như không phải hắn tỉnh lại kịp thì nói không chừng qua 1-2 giờ nữa. Một món ăn tên, Tống Thư Hàng hầm, sẽ được đưa lên bàn cơm của đám đại tinh tinh, sau đó hắn sẽ bị nuốt gọn cả da lẫn xương mất. Hơn nữa, rõ ràng chúng nó là tinh tinh mà, sao lại phải dùng nồi nấu đồ ăn như con người thế kia? Cái nồi này ở đâu ra đây? Được rồi, bây giờ không phải lúc thích hợp để nghĩ mấy thứ này. Tống Thư Hàng thoáng dùng sức, thậm chí không cần dùng tới khí huyết chi lực nữa, sợi dây thừng trói hắn đã bị đứt ra. Sau đó, hắn đứng lên khỏi nồi, đưa mắt nhìn chung quanh. Tiếp theo, hắn phát hiện Thổ Ba, Cao Mỗ Mỗ và bạn gái nha y của cậu ta đang ở cách chỗ đám đại tinh tinh không xa, cũng bị trói gô lại y hệt Tống Thư Hàng khi nãy. Còn có chiếc ba lô và bảo đao bá toái ở trạng thái tàng hình bị ném ở một bên. May mà người đầu tiên bị ném vào nồi nấu là mình. Nếu như đám đại tinh tinh kia chọn ba người Thổ Ba trước thì nói không chừng ba người bọn họ sẽ bị nấu chín thật mất. Còn nữa, những hành khách khác đi đâu cả rồi? Ba người Thổ Ba lúc ấy đứng ở khoang lái cùng với hắn, lẽ nào những hành khách ở phía sau đã thất lạc cả rồi à? Chấm. Lúc Tống Thư Hàng đột nhiên đứng dậy khỏi nồi, khiến cho đám đại tinh tinh đang múa may điên cuồng giật mình đứng được ra. Growl growl. Hú hú. Chúng nó nghi hoặc nhìn thứ đồ ăn mới đứng dậy ở trong nồi. Một lát sau, có một con đại tinh tinh trông đặc biệt to lớn giống một tiếng thật lớn về phía Tống Thư Hàng, dùng sức đấm ngực mình thùm thụp. Ý nó là muốn đánh nhau đây à? Tống Thư Hàng nhảy ra khỏi nồi, bẻ bẻ tay. Growl growl growl, con đại tinh tinh cường tráng kia thụp tứ chi xuống đất, nhào tới chỗ Tống Thư Hàng thật nhanh. Đồng thời, nó còn tiện tay chộp lấy một cục đá thật to, ném về phía Tống Thư Hàng. Lẽ nào đám đại tinh tinh màu đen này đều thành tinh cả rồi à? Tống Thư Hàng xoay cổ tay, đấm nhẹ vào tảng đá lớn bị ném về phía hắn, thi triển kim cương bản bản quyền pháp. Dùng xảo kình trong quyền pháp hất tảng đá kia bay ra ngoài. Growl, con đại tinh tinh cường tráng kia nhào lên, hai cánh tay chắc khỏe đập về phía Tống Thư Hàng. Hắc hắc, Tống Thư Hàng cười ha hả, quyền pháp căn bản 5. Quyền pháp căn bản 5 là một kiểu tấn công giống như tông, huyết thật mạnh. Rất thích hợp để đối phó với con đại tinh tinh có hình thể to lớn này. Con đại tinh tinh to lớn nọ chỉ cảm thấy, thức ăn, trước mặt đột nhiên lóe lên một cái rồi biến đâu mất tiêu. Ngay sau đó, nó cảm giác lồng ngực của mình đau đớn dữ dội, giống như bị tảng đá to đánh trúng lúc sạt núi vậy. Đại tinh tinh cường tráng bị Tống Thư Hàng dùng một chiêu đánh bay ra ngoài, ngã lăn quay ra đất, lăn lộn một lúc lâu nhưng vẫn không thể bò dậy được. Nhờ vào cỗ lực va chạm này, Tống Thư Hàng cũng thăm dò được sức chiến đấu của bầy đại tinh tinh này. Thân thể cường tráng hơn gấp 2 lần so với đại tinh tinh bình thường. Chỉ xét riêng cường độ thân thể thì không hề thua kém các tu sĩ đã mở được tị khiếu. Đương nhiên, nếu như các tu sĩ đã mở được tị khiếu mà dùng tới khí huyết chi lực thì hạ đo ván bầy đại tinh tinh cũng không phải chuyện khó khăn gì. Tống Thư Hàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đừng thấy hắn đánh con đại tinh tinh cường tráng kia bay ra ngoài mà lầm. Một cú huyết khi nãy hắn đã dùng tới khí huyết chi lực của tâm khiếu, nhưng thế mà vẫn không thể khiến nó bị thương được.
khả năng chịu đòn của đám đại tinh tinh này rất mạnh. Tuy rằng nó vẫn đang nằm trên đất, nhất thời không dậy nổi, nhưng không bao lâu sau, đợi nó đỡ một chút thì vẫn là một hảo hán tinh tinh uy mãnh như cũ. Điều khiến cho người ta đau đầu hơn chính là trước mặt Tống Thư Hàng có tới hơn 20 con đại tinh tinh cường tráng như thế. Chấm chấm. Sau khi con đại tinh tinh cường tráng nhất bị đánh ngã lăn ra đất thì đám đại tinh tinh đứng bên cạnh đều sững sờ. Chúng nó quay sang gào rú với Tống Thư Hàng, nhưng không lỗ mãng xông lên. Tiên hạ thủ vi cường mới được, bằng không đợi chúng nó bao vây rồi thì phiền lắm, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía cái ba lô và bảo đao bá toái của mình. Trước tiên phải lấy bảo đao bá toái lại mới được, có bảo đao trong tay, đối phó với đám đại tinh tinh này sẽ dễ hơn nhiều. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, vận chuyển công pháp phụ trợ, bất động kim cương thân, khí huyết chi lực trong tâm, nhãn, nhĩ, thị dâng trào, điều chỉnh trạng thái của mình tới mức cao nhất. Growl, lúc này, con đại tinh tinh khi đánh ngã khi nãy đã bò dậy được. Nó dùng tứ chi chạm đất, tê tê ép cận Tống Thư Hàng lần nữa. Đám đại tinh tinh ở bên cạnh đều lui ra tránh đường cho nó, để nó xông thẳng tới chỗ Tống Thư Hàng lần nữa. Hú hú hú. Đại tinh tinh cường tráng lại đứng dậy lần nữa, vỗ ngực mình thật mạnh, phát ra tiếng thùm thụp. Sau đó, nó lại tấn công về phía Tống Thư Hàng. Vẫn y chang khi nãy, chạy được nửa đường, nó sẽ tiện tay nhặt một tảng đá to ở trên đất lên ném về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng xoay cổ tay như cũ, dễ dàng đánh bay tảng đá lớn này, sau đó hắn siết chặt nắm đấm tay phải, chuẩn bị thi triển quyền pháp căn bản một, trực tiếp đánh bay con đại tinh tinh ở trước mặt. Nhưng đúng lúc này, Tống Thư Hàng nhìn thấy con đại tinh tinh cường tráng kia khẽ khom người, ép vai sát đầu, làm động tác huých. Tư thế này giống hệt với khi Tống Thư Hàng thi triển quyền pháp căn bản năm ban nãy. Mặc dù chỉ là một động tác mà thôi, nhưng chỉ thấy mình dùng có một lần thôi mà đã bắt chước lại được có bài bản nhường này, con này thật sự là đại tinh tinh à. Khả năng học hỏi mạnh cỡ này, hoàn toàn vào hàng cao thủ luôn rồi còn đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 285.